Thế giới hoàn mỹ tập 160, Thánh viện và tiên viện thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở nơi này cũng chỉ mỗi mình nàng dám nói như vậy, rõ ràng là đang cười nhạo đám người vương gia, chẳng hề cho chút mặt mũi nào. Ai nói là ta muốn trở thành con rể của vương gia đó, chỉ cần đạo đức của đám người này thì đã không đủ tư cách rồi. Thạch hạo, chỉ về đám người vương gia, vẻ mặt đầy xem thường. Con bà nó chứ, người của vương gia muốn chặt chết tươi hắn rất muốn chém nát cái tên khốn này ngay trước mặt tất cả mọi người ngay cả những người khác cũng lộ vẻ kỳ quái tên này quá kiêu ngạo mà ai cũng nói hắn bái thiên địa với vương hy rồi thế mà hiện giờ lại đúc trả một câu như vậy thì làm sao người của vương gia chịu nổi chứ ta giết ngươi lần này gần như toàn bộ người của vương gia đều xuất thủ tất cả không cách nào nhẫn nhịn được nữa làm can trưởng lão của thư viện thiên thần xuất thủ bàn tay lớn mở ảo phung tới đánh bay một đám người tiền bối là ý gì đây? Người của Vương Gia La toáng lên. Vậy các ngươi là ý gì hả? Thạch Hạo chửi bới, đây là thư viện thiên thần, chứ không phải là Vương Gia, không cho phép các ngươi quát tháo nghe chưa? người không phải là đệ tử của thư viện, chỉ là tên đầy tới được Vương Gia nhà ta hàng phục, tất nhiên có thể trừng trị. Người của Vương Gia lạnh lùng nói. Chư vị, đại trưởng lão hạ pháp chỉ, hắn chuẩn bị trở thành đệ tử của thư viện thiên thần ta, vị trưởng lão kia lên tiếng. Tất cả mọi người đều hóa đá, trưởng lão của thư viện thiên thần đều là những cao thủ lánh đời trong cửu thiên thập địa này thực lực khủng khiếp tới tận cùng trong năm tháng dài đằng đẵng rất khó xuất hiện trên thế gian mà đại trưởng lão lại càng là người nổi bật hơn là một cao thủ vô thượng sâu không lường được thế nhưng thiếu niên này lại được người này nhắc tới ta vẫn còn đang suy nghĩ có nên tham gia thư viện thiên thần hay không đó thạch hạo từ tốn nói mọi người nghe vậy thì ngạc nhiên không biết tâm trạng như thế nào nữa tâm trạng của bọn họ rất phức tạp khóe miệng của mọi người đều khẽ co giật muốn há miệng nhưng chẳng biết nói gì nên chỉ đành nhắm mắt cho qua tên này đúng là một kẻ chuyên quấy phá người khác đại trưởng lão của thư viện thiên thần được mệnh danh là cao thủ tuyệt thế trong cửu thiên thập điện này hạ xuống pháp chỉ chấp nhận thạch hạo trở thành đệ tử của thư viện nhưng thiếu niên này vẫn còn do dự còn đang suy xét có nên tham gia hay không người với người sao lại tranh lệnh lớn như thế chứ rốt cuộc cũng có tu sĩ nhỏ giọng thì thầm để gia nhập được thư viện thì lúc đó hắn đã dùng hết toàn bộ sức mạnh chiến đấu không ngừng nghỉ suýt nữa thì bỏ mạng để tranh cướp từ cách này hao tốn không biết bao nhiêu mồ hơi nước mắt mới có thể tiến vào được ta muốn đánh hắn một thiếu nữ lên tiếng nàng đang cắn chặt hàm răng trắng vẻ xinh đẹp của nàng làm sao xuyến lòng người đã tu ra tiên khí thế nhưng vì để gia nhập được thư viện thiên thần nên từng trải qua không biết bao nhiêu thử thách cả người đều bị thương nặng rất nhiều người không cam vì để trở thành một trong những thành viên của thư viện thiên thần nên bọn họ đã trả giá rất lớn vào thời khắc thành công thì máu huyết sôi trào kích động không thôi rất nhiều người oà khóc nức nở nhưng thiếu niên trước mắt này hắn được đại trưởng lão tiến cử vào hoàn toàn không hề trả chút giá nào cả ấy vậy còn lựa ba chọn bốn như không bằng lòng vậy làm sao bọn họ không tức giận chứ trong lòng không cách nào thăng bằng được không phải là chọc phá người khác là gì ánh mắt của đám nam nữ trẻ tuổi tràn ngập ao ước đố kỵ và cũng pha chút không nói nên lời ngay cả là những thế lực của thư viện, ví như người của vương gia cùng với những cao thủ khác thì đều lộ vẻ nghiêm túc, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Đại trưởng lão mở lời vàng, tiến cử Thạch Hạo gia nhập thư viện Thiên Thần, sao không chấn kinh chứ? Tất cả mọi người không thể không nghiêm túc được, dù là đám người của vương gia với cơn lửa giận bao trùm toàn bộ thân thể cũng lần nữa đánh giá lại Thạch Hạo, thiếu niên này quá kỳ lạ. Những người này nheo mắt, bọn họ hiểu, thiếu niên này không đơn giản. Trong nhất thời thạch hạo trở thành tâm điểm của sự chú ý sau sự yên ắng ngắn ngủi là tiếng bàn luận sục sôi vương gia là người khó chịu nhất một tên đầy tớ mang vòng kim cương chắc thế nhưng lại tạo nên sóng lớn như thế này lại liên lụy tới cả đại trưởng lão của thư viện thiên thần chuyện chẳng nhỏ chút nào những người của vương gia nhằm vào thạch hạo trước kia lúc này chẳng biết nên nói gì vừa rồi còn quát mắng không thôi nhưng hiện tại thì gương mặt biến ảo khôn lường tiền bối chẳng cần biết hắn là ai tóm lại đã làm sai thì phải trả giá một ông lão của vương gia lên tiếng rồi nhìn chằm chằm về vị trưởng lão của thư viện thiên thần này rõ ràng bọn họ không còn hung hãn như trước nữa thế nhưng cũng không thể không cãi lý nếu như thiếu niên này được thư viện thiên thần coi trọng và vương gia lại bỏ đi mối ân oán này vậy chẳng phải bọn họ quá vô năng là gì dù sao thì bọn họ cũng là trường sinh gia tộc gốc gác cũng đủ mạnh vương hy thế nào rồi đang ở nơi nào trưởng lão của thư viện thiên thần lên tiếng đồng thời đây cũng chính là vấn đề mà đám người vương gia quan tâm, lời đồn đại của bên ngoài quá cay nghiệt khiến trái tim bọn họ đau nhói, rất muốn giết chết thạch hạo ngay tức khắc. Bọn họ cũng muốn biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng rất ổn, đang ngủ ở bên trong đó, thạch hạo đáp. Lời vừa ra khiến nơi đây yên ắng vô cùng, ai cũng im lặng và đồng thời quay nhìn với lối ra nơi động phủ. Dù là yêu nguyệt công chúa cũng giật mình trợn tròn mắt, tên khốn này lại dám làm sằng bậy. Yên tĩnh giây lát thì liền có đám người dâng trào cảm xúc, kinh hoàng không thôi cảm thấy chấn động trong lòng bởi vì lời nói đó rất khiến trí tưởng tượng của người bay xa từ đang ngủ thực sự đã khiến mấy vị cao thủ của vương gia nhói đau cái tên xúc sinh này lại dám bắt nạt vương gia ta chán sống rồi hả một ông lão của vương gia nhào về trước hòng giết chết thạch hạo bởi vì chuyện này rất quan trọng vương hy đã được gia tộc quyết định sẽ thành hôn với một vị nhân vật tuyệt đại nếu như xảy ra bất ngờ gì thì tuyệt đối không thể chịu đựng nổi muốn chết rồi mà giết hắn ngay Người trung niên nóng tính kia gầm thét cũng xông theo về trước. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới sẽ đi tới nước này. Không ít học sinh của Thư viện Thiên Thần đều đau thương không thôi, đặc biệt là những người có tình ý với Vương Hy thì càng tức giận. tên khốn này cũng, quyết đoán đó nhen, chẳng lẽ là sự thật à, không phải là hạng tốt lành gì, có người nhỏ giọng thì thầm. Các người điên rồi hả, thạch hạo quát lớn rồi nhẹ nhàng tránh né. Vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần kia bừng tỉnh rồi xuất thủ ngăn cản người của Vương gia lần nữa, không thể để thạch hạo bị giết ngay lúc này được dù sao cũng đã được đại trưởng lão nhờ vã ầm um, một đòn thật mạnh bụi khói răng kín nơi đây Phù văn óng ánh đan dệt trong hư không tiền bối chuyện tay trời này mà người cũng bao che cho kẻ điên này hay sao người của vương gia vô cùng tức giận sát khí ngập trời trong mắt từng người đều lộ ra vẻ hung ác trưởng lão của thư viện thiên thần cũng không nói gì cả mà nhìn về phía thạch hạo với vẻ mặt chẳng lành chuyện này quá rắc rối nên làm thế nào đây chuyện đã phát sinh rồi, vậy theo ngươi phải giải quyết sao hả? Vị trưởng lão của thư viện thiên thần chỉ thẳng thạch hạo. Có thể giải quyết thế nào nữa? Ngàn đao băm thay, sau đó vứt cho chó nhai, người của vương gia nở nụ cười đầy tức giận. Chẳng biết các ngươi nói gì cả, thạch hạo lắc đầu làm ra vẻ vô tội, thái độ nhẹ như mây gió này khiến cho vương gia càng thêm điên tiết hơn. Ăn no rừng mở, làm như không liên quan, con mắt của đám người vương gia đỏ au, tất cả đều do sát khí tạo thành. Tới lúc này, mà còn lớn lối như vậy để ta xem thư viện thiên thần sẽ bảo vệ ngươi như thế nào ai có thể bao che tên ác ôn như ngươi ông lão lớn tuổi của vương gia lạnh giọng nói hắn tức giận thế nhưng cũng chưa mất bình tĩnh và cũng không có vội ra tay bởi vì hiện giờ hắn cũng chẳng hề sợ chuyện này sẽ càng lớn hơn nếu như thư viện thiên thần khăng khăng bảo vệ thạch hạo thì bọn họ cũng chẳng ngại đi mời tộc trưởng rồi đại náo một hồi gì mà lộn xộn thế ta chẳng hiểu gì cả thạch hạo lắc đầu mọi người không còn gì để nói nữa tâm lý của tên khốn này quá mạnh mẽ đã tới nước này mà vẫn còn bình tĩnh như thế vương hy đâu hy nhi ra đi người của vương ra truyền âm đừng có làm ồn cẩn thận ảnh hưởng tới giấc mộng đẹp của nàng thạch hạo nói trưởng lão của thư viện thiên thần cảm thấy có gì đó không đúng tên khốn này quá bình tĩnh chẳng hề giống với kẻ đã gây ra họa lớn gì tại sao lại tới mức này hắn cẩn thận hỏi rõ vương hy đâu ngươi và nàng ta đã xảy ra chuyện gì nghe hắn hỏi vậy thì đám vương gia cùng với những tu sĩ khác đều im lặng nhìn về thạch hạo ta với nàng là quan hệ tâm đầu ý hợp cùng nhau tu hành khi ta tỉnh lại thì nàng vẫn còn đang say mộng thạch hạo đáp sắc mặt của đám vương gia vô cùng khó coi thế nhưng cố nhịn xuống không có lập tức lên tiếng còn trưởng lão của thư viện thiên thần tiếp tục hỏi vậy các người tu hành như thế nào đó là công pháp gì tất nhiên là công pháp vô cùng diệu kỳ rồi thích hợp cho hai người cùng nhau tu luyện không tầm thường đâu nhen Thạch Hạo đáp, người của vương gia đứng ngồi không yên, tên khốn này càng nói càng rõ, một nam và một nữ cùng nhau tu hành, vậy thì khác gì thiếu đi hai chữ song tu chứ? A! À, có người của vương gia hét lớn, đã bị đả kích vô cùng lớn. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão của thư viện Thiên Thần quát lớn hỏi dò Thạch Hạo, hắn là người ngoài cuộc nên có thể nhìn thấy hào quang kỳ lạ chợt lóe lên rồi biến mất trong mắt Thạch Hạo, cảm thấy tên khốn này đang cố ý. Chỉ là cùng nhau tu hành thôi mà chẳng có chuyện gì nữa vậy ta có thể nói gì đây thạch hạo bình tĩnh và vô tội đáp lúc này đừng nói là trưởng lão của thư viện thiên thần ngay cả những người khác cũng đã nhìn ra được một vài vấn đề tên khốn này chắc chắn có vấn đề nếu không tuyệt đối không bình tĩnh như vậy trưởng lão của thư viện thiên thần bước lên một bước rồi biến mất khỏi nơi đây một lát sau thì mang vương hy ra ngoài thật sự là nàng đang ngủ rất say hy nhi một vị trung niên của vương gia hét lớn Trưởng lão của thư viện thiên thần ấn tay một cái lay tỉnh Vương Hy lại, tiếp đó nàng đứng dậy mà chẳng hiểu rõ chuyện gì. Vương Hy, đã xảy ra chuyện gì? Một vị trưởng lão của Vương Gia quát hỏi. Có gì đâu, con đạt được một quyển tâm mộng cổ kinh từ chiến trường tiên gia nên muốn nhập mộng để ngộ đạo, mà phần đầu của quyển này yêu cầu phải có một người giúp đỡ để nhập mộng. Vương Hy giải thích. Mọi người nghe thế thì lộ vẻ khác thường nhìn chằm chằm thạch hạo, tên khốn này lại quỷ quá như thế, gần như khiến phổi gan của đám Vương Gia nổ tung thì ra chỉ là giúp người ngộ đạo mà thôi. Nhiều người cảm thấy, tên khốn này là một tên vô liêm sỉ, đạo đức thấp kém, ai có thể chịu nổi cơn tức giận này chứ? Phòng trừng đám vương gia vẫn còn đang sôi máu. Bên ngoài đồn rằng, người bị hắn âm thầm áp chế nên chúng ta mới tới tìm hiểu và cứu viện. Người của vương gia ngượng ngùng nói, thật sự không biết nói gì cho đúng. Lời đồn, vương hy lắc đầu, cũng không nói gì nữa. Ta rất khoan dung độ lượng, sẽ không chấp nhặt gì với các ngươi cả. Thạch hạo khoát khoát tay áo nói. Không chỉ vương gia mà ngay cả những người khác cũng hóa đá, vậy mà còn có mặt mũi để nói như thế là muốn chọc tức chết người khác mà. Thôi được rồi, chuyện cũng qua rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Trường lão của thư viện thiên thần ra mặt, đồng thời đưa tới một tin tức vô cùng quan trọng. Sẽ bỏ qua. Người của vương gia không lớn lướt nữa. Sau khi bình tĩnh trong giây lát, thì trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ cười lạnh. Danh tiếng của minh châu tộc ta đã bị hạ thấp trong tay ngươi, vậy ngươi bồi thường thế nào đây? Có người của vương gia quát lớn đơn giản nếu các người đã lo lắng như vậy thì cứ gả vương hy cho thiếu niên này cũng được lời nói của đại trưởng lão truyền tới đám người há họng còn người của vương gia tiếp nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong đại trưởng lão mở lời ngọc bất kể là vương gia hay là những gia tộc cao cấp khác cũng cần phải cân nhắc lại lần nữa bởi vì người này quá mạnh mẽ dù cho tộc trưởng của bọn họ có ra mặt cũng chưa chắc có thể sánh vai hiện giờ tất cả mọi người đều nhìn về phía thạch hạo với vẻ mặt khác thường Đừng nói thiếu niên này lại là con riêng của lão già này nhen. Rõ ràng người này rất coi trọng và tận sức bảo vệ thiếu niên này. Mọi người không ngừng suy tư xem thử tình huống sẽ là như thế nào. Chẳng lẽ nói, thiếu niên này đã giết chết tam đầu vương chứ không phải do mạc đạo làm nên. Cùng lý đó, hư không thú cũng không phải biến mất do niết bàn mà là bị hắn giết chết. Trước kia tuy rằng có lời bàn tán như thế, nhưng chỉ có một số ít người tin tưởng, đại đa số đều mang lòng hoài nghi đặc biệt là những người không có tiến vào chiến trường tiên gia thì càng cảm thấy vô căn cứ hơn nhưng hiện giờ trái tim của mọi người như có rút lại giật mình trợn tròn mắt ngay chính vương hy đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc tiếp đó là thấy xấu hổ mọi người cảm thấy chuyện tình có chút kỳ lạ một vị trưởng lão của vương gia ho khan một tiếng sau khi hơi chần chừ đôi chút thì quyết đoán từ chối mở lời nói tiền bối chuyện này không thể đùa được đâu vương hy về hắn thì làm sao có khả năng chứ những người của vương gia khác cũng gật đầu liên lịa theo vô cùng kiên quyết thái độ rõ ràng bởi vì trong lòng bọn họ thì vị nhân vật tuyệt đại kia chắc chắn mạnh và thích hợp hơn thạch hạo nhiều vương hy tiểu thư ý của ngươi thế nào lần này đại trưởng lão không có lên tiếng mà một vị trưởng lão khác của thư viện thiên thần lên tiếng hỏi dò ta với hắn cũng chỉ là đạo hữu với nhau thôi tuyệt không có chuyện gì khác vương hy bình tĩnh đáp trả à đã thế thì chuyện này cứ bỏ qua đi mọi người dừng lại tại đây đại trưởng lão lần nữa mở lời sau đó không còn lên tiếng nữa là có ý gì mọi người như nằm mơ vậy đại trưởng lão đứng ra mai mối cho thiếu niên này nhưng sau đó vương ra lại từ chối thẳng rất nhanh thì có người hiểu được đại trưởng lão đang bảo vệ cho thiếu niên này vừa nãy cũng không phải là mai mối gì cả mà mục đích là hỏi khéo để giải vây cho thiếu niên ấy cũng không ít người cho rằng đại trưởng lão thật sự có ý mai mối chỉ là thiên tâm khó hiểu là như thế nào thì rất khó biết được được rồi chuyện này dừng ở đây đi một ông lão của vương gia lên tiếng chuyện lần này dừng tại đây nhưng người trung niên nóng tính kia không cam lòng cảm thấy chỉ là một tên thiếu niên mà lại dám chọc vào vương gia đúng là đại nghịch bất đạo bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ viết liền không giấu nhé chẳng qua là một tên tôi tớ cũng hù hoàng quá mà Hán uy nghiêm nói ông lão của vương gia kia chừng mắt không cho hắn nói thêm gì nữa bởi vì phải giữ thể diện cho đại trưởng lão tôi tới bà mẹ ông thạch hạo chửi thẳng chẳng hề sợ chuyện càng lớn hơn nói ông hỏi vương hy đi mối quan hệ giữa ta với nàng là gì ta đã từng là người đi theo của nàng chưa chỉ dựa vào thân phận đạo hữu để tiến vào thư viện mà thôi tất cả mọi người đều giật này mình thiếu niên này cũng nóng tính đấy chứ chẳng hề chấp nhận chịu thiệt chịu oan chút nào cứ thế đối chất thẳng thừng cho nên rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Vương Hy. Mối quan hệ của hai người này rất vi diệu, vừa rồi còn suýt chút nữa bị nói là phu thê, mặc cho Vương Hy từ chối lời đề nghị của đại trưởng lão thì vẫn nói rõ được giá trị của thiếu niên này. Thạch Hạo bổ sung, nói, còn nữa, đám vương gia các người tạo nên một vòng kim cương chắc rác rưởi, tùy ý bố trí cấm chế cho người khác thì cho rằng người đó phải là nô tài của các người hả, ngang ngược ngông cuồng dự quá ta. Ta có nên vẽ một vòng tròn trên mặt đất bao quanh các người, như vậy có thể nhận đám vương gia các người là đầy tớ của ta chứ gì đầu óc bị trâu bò hút cho u mê rồi à mọi người ngây dại tên khốn này chuyện gì cũng dám nói được chẳng chút nể nang gì cả thạch hạo cười khẩy đi tới một nước này cũng là do đám vương gia hăm dọa dữ dằn nghĩ rằng thông qua hắn thì có thể quản được mạc đạo cho rằng hắn là tôi tớ của vương gia thì mạc đạo cũng sẽ là tôi tớ của vương gia đầu tiên là dùng đám con cháu lấy lời lẽ ngạo mạn với hắn sau nữa trong lời nói của đám lão già còn mang theo cả vẻ uy hiếp chính vì như thế nên thạch hạo mới phản kích tạo nên lời đồn giữa hắn và vương nghi hiện giờ tất nhiên hắn sẽ đáp lại đầy nhiệt tình ngược lại chuẩn bị gia nhập thư viện thiên thần và còn âm thầm nhất trí một vài vấn đề với đại trưởng lão cho nên cũng chẳng chịu thiệt ôm hận trong lòng vì lẽ đó mới đạp thẳng vào mặt của vương gia chẳng chút sợ hãi những người bên cạnh kia có thể không dám như vậy bởi vì vương gia quá mạnh mẽ là một con quái vật khổng lồ tựa như một ngọn núi thái cổ sừng sững nơi đó ép cho mọi người nghẹt thở một thiếu niên nhưng lại dám mở lời như thế chẳng chút sợ hãi cho nên đã khiến vô số người trợn tròn mắt còn có lo mà tháo cái vòng kim cương chắc củi mến này xuống ngay cho ta nếu không ta sẽ trả lại một đống sắt vụn cho các người đấy thạch hạo nói ha ha người của vương gia tức giận có nhiều người không nhẫn nhịn được nữa nên cười lớn nói làm đi phá thử ta xem nào chưa có tên nô tài nào có thể mở được kim cương chắc này nếu như ngươi có thể làm được thì cũng là nhân vật một đời coi nhưng chúng ta đã xem thường ngươi vậy ngay cả ông lão của vương gia cũng cay nghiệt nói hắn gần như phát điên chỉ là đống đồng nát thôi mà thạch hạo nói nhưng trong lòng hắn không thể không thừa nhận chiếc vòng kim cương chắc này rất nghịch thiên mạnh mẽ như hắn có thể so với tu sĩ luyện thể cùng với tu gia ba luồng tiên khí mà trong thời gian dài như thế vẫn không thể nào tháo xuống được hắn có thể phá tan kim cương chắc thế nhưng rất khó có thể bảo vệ nguyên thần của mình khi thứ này tự nổ và ảnh hưởng tới đầu lâu mình bắt con nói xạo mà không dị miệng hả thử phá cho chúng ta chiêm ngưỡng đi người của vương gia cười khẩy tạm thời bỏ đi mọi chuyện mà nhìn chăm chăm thạch hạo ủa người nói gì thì ta phải nghe vậy à điều kiện nào cũng có lợi với các người cả thạch hạo lạnh lùng nói nếu sau khi ta phá nát thì các người sẽ nhận ta làm chủ nhân chớ đối diện một đám người trận tròn mắt không dám mà đám vương gia các ngươi luôn luôn hoanh hoang tự đắc luôn luôn ngông cuồng khi người lắm mà có nguyện ý chuyện này hay không thạch hạo mỉa mai được chúng ta đánh cuộc với ngươi lúc này có vài người lên tiếng đồng ý đồng thời có người kiêu căng lộ vẻ trào phúng nói nếu như ngươi phá không được thì tốt nhất ngoan ngoãn là một kẻ đầy tớ biết điều thì hơn là cái thá gì chứ tưởng mình là một nhân vật tầm cỡ à để ta chống mắt nhìn ngươi làm cách nào để phá kim cương trác có người chẳng chút nể mặt lên tiếng tạm thời quên đi sự sợ hãi mà đại trưởng lão mang tới trả đống sắt vụn cho các ngươi nè thạch hạo quát lớn một tiếng tiếp đó hai tay vung lên chụp thẳng vào kim cương trác trên đầu thời khắc này hào quang trói lọi pháp lực mãnh liệt hắn vận dụng rất nhiều loại bảo thuật ngưng tụ lại với nhau để bảo vệ đầu lâu của mình đồng thời hai tay sáng óng như ngọc khí thế bạo phát đầy khủng khiếp ầm kim cương trác trượt bùng lên cốt văn đan dệt tựa như đang bốc cháy như muốn phá đi đầu lâu của hắn răng rắc vô số lôi điện hiện lên gợn sóng thần lực đầy đáng sợ lao ngút trời xanh hào quang trói mắt nhấn chìm nơi đó không thể nhìn thấy được thứ gì nữa tên khốn này lại dám hành động luôn à một đám người kinh ngạc tới rượt rượt mí mắt không một ai dám tin tưởng không biết tự lượng sức từ xưa tới giờ có ai đã gỡ xuống được kim cương chắc chứ người của vương gia xem thường không ngừng mỉa mai cót ct đột nhiên âm thanh dạn nứt tựa như chiếc bình tiên vỡ nát ngân hà chút xuống khí tức nơi đây trở nên khác biệt. Đồng thời, một khắp tiếp theo lại có rất nhiều ánh sáng mờ nhạt thu lại. Mọi người kinh hãi, nơi đó chỉ còn sót lại một thiếu niên tỏa ra ánh sáng, tựa như là một vị chiến thần vô địch, tay không xé nát kim cương chắc, khiến cho ánh sáng của nó hoàn toàn tan biến. Hư không vỡ nát, nhưng đầu lâu của hắn chẳng hề hấn gì. Hắn đã thành công, tay không bẻ lìa kim cương chắc. Thạch hạo rất bình tĩnh, ke Eng ném vòng kim cương chắc này lại dưới chân đám vương ra tất cả mọi người đều chấn kinh, hoàn toàn hóa đá. Thạch Hạo rất bình tĩnh, hắn cũng chẳng tốn quá nhiều thần lực gì, vốn còn cho rằng mình có khả năng bẻ gãy được vòng này thế, nhưng rất khó để bảo vệ được nguyên thần. Nhưng sau khi gặp qua đại trưởng lão và âm thầm trò chuyện, lúc ấy hắn biết được một chút gợi ý và về sau tìm hiểu ra biện pháp. Trên thực tế, nơi sâu trong thư viện, bên trong một khu bế quan, sau khi đại trưởng lão hiểu rõ thì chợt cảm thấy ngạc nhiên. Thiếu niên này quả nhiên bất phàm. Hắn chỉ chỉ điểm một vài điều mà đối phương đã có thể hiểu được, nên biết, nếu như giải thích biện pháp này cho người khác thì cũng rất khó thử nghiệm thành công. Hắn đã phá tan kim cương chắc rồi kìa, xưa nay chưa từng thấy. Không thể tin được, trong vòng kim cương chắc này không chỉ khắc lên vô số phù văn mà trong vật liệu còn thêm đôi chút tiên kim, không ngờ lại bị bẻ gãy, tên khốn này đáng sợ thiệt. Chẳng lẽ là chân tiên chuyển thế à? Tất cả mọi người bị chấn nhiếp, ai nấy đều nghẹn trợn mắt, tiếp đó là bàn luận sôi nổi. Vương gia thì cũng khiếp sợ không kém, người này lại có thể bẻ gãy kim cương chắc, quá khó tin. Thiếu niên này, tà dị tới mức nào chứ? Tại sao lại có thực lực bá đạo như vậy? Sắc mặt của những người này lúc thì trắng lúc thì xanh, khi suy nghĩ tới vụ cá cược với thạch hạo thì cảm giác muốn tự tử chợt bao trùm. Vương Hy thì càng hoảng sợ hơn, thứ sức mạnh ấy khiến cho nội tâm của nàng run lên không ngớt, dù là nàng cũng chưa chắc đã có thể làm được, vị đạo hữu này thật khó mà nhìn thấu. Xa xa, đám người lục đà, huyền côn cũng biến sắc cảm thấy áp lực vô cùng yêu nguyệt công chúa thì chu cái miệng nhỏ nhắn lên tỏ vẻ đầy khiếp sợ nàng luôn đối nghịch với vương hy cho nên rất hiểu kim cương chắc này chuyện phát sinh trước mắt vừa rồi đã đánh vỡ toàn bộ nhận thức của nàng đám nô tài kia các ngươi còn không mau tới trả hỏi thạch hạo lên tiếng phụt những người kia đều ho ra đầy máu có người ngất đi và cũng có người lảo đảo về sau ai nấy đều được người khác dịu đỡ không hổ là người của trường sinh gia tộc ngay cả chiêu thức hôn mê đầy vô sỉ cũng có thể thi triển được thạch hạo chế nhạo ầm uhm. nơi đây như đàn ong vỡ tổ tâm tình của mọi người không cách nào bình tĩnh được tất cả mọi người cảm thấy quá đột ngột quá giật mình phá tan lời đồn lại có người có thể phá đi phong ấn của kim cương trác trên đầu mạnh mẽ tuyệt thế xưa này đều nói rằng một khi mang bảo trác này lên đầu thì dù cho bản thân có đột phá một hai cảnh giới lớn cũng khó mà bẻ gãy được hắn tại sao có thể làm được nơi đây sục sôi ồn ào nhốn nháo. Ta cuối cùng cũng đã rõ, tam đầu vương, đã bị hắn giết chết, hư không thú cũng đã trở thành con mồi của hắn. Vương gia buồn cười thật, còn mơ tưởng thu một thiếu niên trí tôn vô địch làm đầy tớ, tự đề cao bản thân quá đó. Ồ, nếu như hứa gả vương hy cho thiếu niên này thì cũng coi như là một chuyện tốt, hiện giờ xem ra đám vương gia đã từ bỏ chuyện hay quá sớm rồi. Lúc này có rất nhiều người đã nghĩ thông, thiếu niên này chỉ hơi thể hiện thực lực thì đã khiến ánh mắt của cao thủ thuộc nhiều thế lực lớn tỏa ra tinh quang rồi. Gia tộc sau lưng của yêu nguyệt công chúa, lục đà rất muốn chạy tới mời chào thiếu niên này, muốn tiếp đón hắn về trận doanh của bản thân, dù cho có bỏ ra cái giá thật lớn. Chỉ là, đại trưởng lão đã ra tay trước cho nên bọn họ không dám manh động. Hai, chẳng trách hắn lại dám thu trí tôn trẻ tuổi mạc đạo của dị vực làm người hầu, thì ra cũng chẳng phải là may mắn gì, thật sự là có thực lực mạnh mẽ vô địch như thế. Tới lúc này, mọi người mới hiểu rõ toàn bộ những người của vương gia lên tiếng đồng ý vụ cá cực kia liền đỏ chót mặt mày âm thanh nắm chặt nắm đấm đều có thể nghe được kết quả này làm bọn họ muốn độn thổ trốn đi cho xong tức giận và xấu hổ khó mà nhịn được đáng ghét nhất chính là lời nói của thiếu niên này còn chẳng chút nể nang nhằm thẳng vào bọn họ giọng điệu tựa như con dao đâm thẳng vào tim vào phổi vậy sao lại như thế chứ trên thực tế những người khác còn khiếp sợ hơn một thiếu niên trí tôn lại quật khởi như thế nên hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của mọi người anh nghĩ rằng sẽ có kết quả như vậy chứ nên khoan dung và độ lượng cứ vậy đi vị trưởng lão của thư viện thiên thần khuyên nhủ thạch hạo thạch hạo không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm đám người vương gia lúc này càng khiến bọn họ sắc mặt khó coi hơn cảm giác xấu hổ và tức giận phủ kín đi cũng không được mà không đi cũng không được sau cùng những người kia truyền âm cho vương hy tóm lại cố gắng nhắm mắt mở mắt rời đi trong khi không có nhận thua vụ cá cược chưa hề xin lỗi thạch hạo và nhận hắn làm chủ nhân ha ha Thạch Hạo cũng không có ngăn cản mà chỉ cười to ở phía sau, âm thanh vang vọng khắp vùng tịnh thổ này. Hắn không có ngăn cản và cũng chẳng truy đuổi theo, không nói một lời, mà chỉ cười như thế, nhưng đây lại như con dao sắc lẹm từ từ cứ lên trên những người kia. Vẻ mặt của mọi người đầy quái dị lặng lặng nhìn tình cảnh này, tiếp đó không ít người ha hạ cười theo. Thân thể của đám người vương gia căng cứng không cách nào cất bước được, tiếng cười này chính là sỉ nhục, là xem thường bọn họ, dưới cái nhìn của mọi người, bọn họ chưa hề trả tiền đặt cược, rũ rượi chạy trốn, chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Đây không chỉ là bản thân bọn họ mất mặt mà cả vương gia cũng phải hổ thẹn theo, hỏng bét mọi chuyện. Đây không phải là một chiến dịch hành quân chiến đấu gì, thế nhưng người của vương gia lại cảm thấy vô cùng Huệ oài, tựa như vừa trải qua một trận đại chiến đầy đáng sợ. Trong sự nhục nhã, trong tiếng cười vang, thì bọn họ chỉ biết cúi đầu rời đi. Vương Hy thở dài xoay người tiễn trưởng bối trong tộc mình, đồng thời, nàng cũng quay đầu liếc nhìn thạch hạo một cái, nỗi lòng đầy phức tạp mọi người thấy cảnh này thì chợt cảm giác được vẻ quái lạ hai người này vốn rất hòa thuận tuyệt đối là một tổ hợp tuyệt diễm thế nhưng hiện giờ lại bị nhào nạn tới mức này đi thôi cũng nên trở về cho rồi những người khác cũng dồn dập rời đi ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa mặc đạo cũng bắt đầu đuổi khách sau khi nhận được ý tứ của thạch hạo thì bắt đầu tỏa ra ba luồng tiên khí khiến quần hùng sợ hãi hắn là ai ta cảm thấy hắn chính là tên khốn kia là một tên ác ôn đê tiện vô liêm sỉ ở hướng khác thỏ nhỏ lầm bầm như vậy thế nhưng rất nhanh liền bị thanh y cùng với tào vũ sinh kéo lại không cho nói nữa bởi vì hiện giờ thạch hạo không muốn bại lộ thân phận người quen biết tốt nhất không nên lên tiếng làm gì phải tôn trọng sự lựa chọn của hắn chuyện ở động phủ của vương hy liền truyền khắp thư viện thiên thần và khiến không ít người ngạc nhiên không tin được kết quả lại như thế ha ha các ngươi nghe gì chưa vương gia ăn phải quả đắng rồi ảo tưởng sẽ thu một thiếu niên trí tôn đã tu ra ba luồng tiên khí làm đầy tớ Ai rè lại đá trúng tâm sát dày cộm Thư viện thiên thần rất to lớn Ví như tịnh thổ mà Vương Hy nắm trong tay Ngọn núi liên miên Thác nước như ngân hà Có thể tưởng tượng được thư viện này lớn tới mức nào Cũng chính vì như thế Có rất nhiều ở cách rất xa Nên không biết được chuyện phát sinh vừa rồi Khi nghe được người bên cạnh nói chuyện này Thì tỏ vẻ kỳ lạ cũng là bình thường Vương Hy tiên tử đáng thương thiệt Vốn rất gần gũi với thiếu niên kia Coi như là một trợ thủ mạnh mẽ Nhưng giờ lại hai người hai hướng rồi vương nghi tiên tử thì làm sao mà đáng thương được chứ người ta cao cao tại thượng sẽ không thèm để ý mấy chuyện này đâu lý do mà nàng từ chối thiếu niên kia là hình như nàng chuẩn bị được gả cho một nhân vật tuyệt đại nào đó xạo không đó trước kia vương gia không biết nên không nói làm gì nhưng giờ đã biết rõ giá trị của tên khốn kia rồi thì làm sao coi như không chứ nhân vật tuyệt đại như thế nào chứ ở thế gian này tu gia tiên khí cũng không phải là tiêu chuẩn duy nhất để so sánh chiến lược còn có cái khác còn có đám người khác sau khi tin tức truyền ra tất nhiên sẽ dẫn tới một trận sóng lớn vô biên liên quan tới thiếu niên này liên quan tới thân phận của hắn rất nhiều người không ngừng suy đoán về phía thạch hạo hiện giờ hắn có bại lộ thân phận trong thư viện hay không thì đã không còn là vấn đề nữa rồi bởi vì đã bàn giao với đại trưởng lão cả tất cả đều đã được giải quyết không còn sợ đám trưởng lão có quan hệ với nguyên thanh gia tay nữa thạch hạo và mạc đạo mở ra một tòa động phủ chắc chắn không thể ở lại nơi đó được nữa sau đó không lâu trong thư viện có người tới phân chia một khu tịnh thổ cho hắn nơi đây vô cùng bao la từng ngọn thần sơn hùng vĩ bao la nối tiếp nhau từ khí lượn lờ thành từng mảng mây khói nghe nói vị hôn phu của vương hy là một nhân vật tuyệt đại có thể sẽ tìm người gây phiền phức đó mặc đạo lên tiếng thạch hạo ngạc nhiên tên quỷ này nói năng hàm hồ gì thế chẳng hề giống phong cách của hắn chút nào chỉ nghe người ta nói thôi mặc đạo đáp nói chút về dị vực đi còn có thế giới ở phía sau bất hủ sơn nữa Thạch Hạo lên tiếng, hắn chẳng hề để ý tới phiền phức kia thế, nhưng lại vô cùng hứng thú với tình hình của thế giới ở bờ bên kia. Đáng tiếc, Mạc Đạo lại kín như bưng, không chịu dù chỉ một câu, dù cho các trưởng lão trong thư viện có cưỡng ép hắn cũng vô dụng. Thạch Hạo ý thức được, thời gian chưa tới cho nên rất khó biết được thông tin gì từ hắn, chỉ có thể từ từ từng bước một, nói hắn đi tới phòng điển tịch để xem những quyển viết về lịch sử, hiểu rõ chân tướng. Chuyện này không thể nói một lần là xong cần phải có thời gian. Động phủ của Thạch Hạo rất lớn, từ hà dâng trào, an lành và rực rỡ, linh khí nồng đậm không tiêu tán trộn lẫn cùng với khí hỗn độn, là một thánh địa tu hành đầy lý tưởng. Hắn và Mạc Đạo rời đi không lâu thì đã có tiếng chuông đầy to lớn ngân vang. Bạn đang xem thế giới hoàn mỹ, được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Truy cập kênh YouTube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/ecab phim viết liền không giấu nhé. Bong đây là chuông đại đạo trấn ông đầu óc, quanh quẩn trong lòng mọi người, ngân vang không dứt. Tất cả mọi người thư viện Thiên Thần đều ngẩng đầu nhìn về đám mây, nơi đó có một chiếc chuông lớn mờ ảo hỗn độn đang vang vọng, kêu gọi các cường giả. Trong nhất thời, quần anh đồng loạt chuyển động. "Đi thôi, chúng ta đi xem thử là chuyện gì." Thạch Hạo rời đi, theo sau là Mạc Đạo, bọn họ tiến vào nơi sâu trong thư viện Thiên Thần. Một khu rừng đá, tiên vụ ngập tràn, khí thế màu trắng vườn quanh núi đá, nơi đây trông rất thần bí sở hữu khí tức tiên đạo. Có một vài hòn đá như hổ lớn, vài tảng thì như thanh kiếm dựng thẳng, cũng có thứ giống châu đen. Rừng đá này không thể nào nhìn thấy được đâu là phần cuối, sương mù răng kín, mở ảo khắp trốn. Phía trước rừng đá này có mấy ngọn núi đá với khí thế hào hùng, treo leo tới 10 vạn trượng, sừng sững nơi đó. Bên trên có một vài trưởng lão với thần sắc nghiêm nghị, nhiều đại nhân vật cùng nhau xuất hiện và ngồi ngay ngắn bên trên, tuyệt đối là đại sự. Nên biết, bất luận là ai cũng đều là trí tôn cả là một nhóm người mạnh mẽ nhất trong cửu thiên thập điện này, bọn họ rất ít khi xuất hiện, đều là nhân vật lánh đời. Chính xác, dù là lão tộc trưởng của trường sinh thế gia, khi thấy bọn họ cũng phải dùng lễ để tiếp đãi, không dám quá mức sơ sài. Đại thế đã chú định, không thể đảo ngược, liên quan tới những chuyện này chúng ta cũng không muốn nói nhiều làm gì, một vị trưởng lão lên tiếng. Mọi người ngừng thở và cũng không dám nhiều lời, chỉ lặng lặng đứng nghe, tất cả mọi người đều biết, đại loạn sắp nổi lên, Cửu thiên thập địa sẽ máu chảy thành sông Con đường chinh chiến đã không còn xa nữa Trong thư viện có một ít kinh văn tiên đạo Hiện giờ là thời điểm để truyền xuống rồi Một vị trưởng lão khác nói ầm, um, Nơi đây như sục sôi Phút chốc tới người ở Mỹ không thôi Kỳ thực Bọn họ gia nhập thư viện cũng không tính là lâu Mặc dù biết trong thư viện sẽ có những điển tịch vô thượng Thế nhưng đều cho rằng Cần phải chờ thêm một hai năm nữa Hoặc là lâu hơn Thì mới có thể tiếp xúc được Không nghĩ rằng lại nhanh như thế mọi người ý thức được sự lo lắng của những vị trưởng lão này bọn họ không thể đợi được nữa như vậy nói rõ thời đại máu nhuộm mặt đất đã không còn lâu nữa thời gian không còn đủ hơn một kỷ nguyên trước hệ thống tu hành hoàn toàn khác với chúng ta hiện giờ muốn học tập tất nhiên cần phải hiểu rõ ngôn ngữ và chữ viết của bọn họ nếu không một vài thần chú đạo thuật sẽ không thể triển khai được các vị trưởng lão ngồi trên vách đá lộ vẻ nghiêm trang ai nấy đều tỏ vẻ nghiêm túc đáng tiếc thiên địa đại biến nên hiện giờ việc học các cổ pháp này sẽ rất gian nan nhưng nếu như nghiên cứu thì sẽ có thu hoạch rất lớn suy luận và kiểm chứng với pháp môn của kiếp này như thế có thể trợ giúp các người thành đạo các tưởng lão nghiêm túc nói khiến nơi này lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh tất cả mọi người đều dụng tâm để nghe sức người có hạn không thể thông suốt vạn pháp được hiện giờ là thời khắc để lựa chọn nếu muốn học pháp môn tiên cổ thì lưu lại còn không muốn thì có thể rời đi cổ pháp kim pháp rất khó để nói rõ thứ nào mạnh hơn yếu hơn không nên cảm thấy cổ pháp có thể giúp người thành tiên sẽ cho rằng vô địch tuyệt thế kỳ thực hiện giờ rất hiếm người thành tiên cũng là vì hoàn cảnh thiên địa đã thay đổi ta có thể tiết lộ rằng dù cho lựa chọn kim pháp thì nếu tiếp tục vẫn sẽ có thu hoạch rất lớn bởi vì nhóm nhân kiệt tuyệt thế đi đầu trên con đường này cũng không hề yếu hơn người đã tu ra tiên khí chính xác tu ra tiên khí ở thời này đó là sự nối tiếp của cổ pháp cũng không phải là chân lý của kim pháp trên vách đá một nhóm lão giả lần lượt lên tiếng vang vọng quanh quần bên tai mọi người, những thứ bọn họ nói đều là sự lựa chọn trên con đường đại đạo, khiến tâm thần của người người chấn động không thôi. Lại nhắc tới cổ pháp, kim thế pháp cần phải chọn lựa. Những người ở đây đều chẳng ai là người bình thường cả, đều là kiệt xuất cả một vực, đa số đều là trí cường già trẻ tuổi của các bộ tộc, lúc này làm sao không biến sắc chứ? Tiền bối, người nói không rõ, và không cặn kẽ cho lắm, như vậy thì sao chúng ta có thể chọn lựa được chứ? Rốt cuộc một thanh niên trên trán có một chiếc sừng trâu dài nói lên nghi vấn của bản thân. Đây cũng là tiếng lòng của rất nhiều người, vào thời khắc mấu chốt mà không thể hiểu rõ thì ai dám đưa ra lựa chọn chứ, bởi vì sẽ ảnh hưởng tới cả tương lai sau này. Có người bổ sung, hỏi, chúng ta tốn không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt để tu ra tiên khí mà cũng chỉ xem là cổ pháp, vậy không phải đang phán xét tiêu chuẩn của kim thế pháp hay sao? Những người ở đây đều là nhân vật thiên kiêu, từng trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách mới có thể tiến vào được thư viện thiên thần hơn nửa đều đã tu ra tiên khí, đây là thứ để họ kiêu ngạo. Từ cổ trí kim thì có bao nhiêu người mới bước ra được bước này, bọn họ tới từ cửu thiên thập địa, quật khởi từ trong 19 thế giới cổ xưa nên mới được tuyển chọn. Tiên khí chính là thứ mấu chốt để bọn họ ngạo thị quần hùng. Hiện giờ khi nghe được người tu ra tiên khí cũng chưa chắc là người mạnh nhất ở thời này, tất nhiên bọn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên và không phục. Sự kiêu ngạo của bọn họ, nguồn gốc để tự phụ của bọn họ, thế mà lại bị đánh giá như thế. Chính xác, Kim Thế Pháp chưa chắc đã yếu hơn cổ Pháp, bởi vì từng có người đi theo và dẫn đầu ở trên con đường này, cho nên chúng ta đều thán phục không thôi. Một vị trưởng lão đáp lại. Ý của trưởng lão chính là, người thành công Kim Thế Pháp, dù không có tu ra tiên khí cũng có thể ngang hàng với bọn ta. Một thiếu nữ mặc áo tím hỏi. Có người như vậy à? Những người khác nghĩ nghi vấn, không phục cho lắm. Tất nhiên có, vị trưởng lão kia gật đầu. Lập tức dẫn tới sự nháo loạn, mặc dù không tu ra tiên khí, nhưng có thể ngang hàng với bọn họ đây là việc kinh người tới cỡ nào chứ bọn họ không cách nào tin tưởng vô cùng giật mình xin trưởng lão hãy nói rõ hơn có thể nêu ví dụ được không thiếu nữ áo tím ấy tiếp tục hỏi tuy rằng rất cung kính thế nhưng vẫn hiện rõ vẻ không phục và không tin ngay cả thạch hạo cũng vô cùng kinh ngạc hắn cũng không tin ngay cả một luồng tiên khí cũng không có thì làm sao có thể ngang hàng với mình được chứ bởi vì sức chiến đấu giữa đôi bên chênh lệch quá lớn được vậy thì ta sẽ nêu lên ví dụ ở ngay tại đây để cho các ngươi xem rõ ngọn ngành trên vách đá một ông lão mặc áo bào màu vàng lên tiếng tròm râu bạc trắng vẻ mặt như trẻ nhỏ ánh mắt như kim đăng mọi người nghe thế thì giật mình nếu ví dụ ở ngay tại đây chẳng lẽ trong bọn họ có người như thế quả nhiên ông lão trên vách đá đó giơ tay chỉ về đám người lập tức liền thu hút ánh mắt của mọi người trong rừng đá một tên mập mạp ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười chứ không nói gì bởi vì lão đạo sĩ trên vách núi kia đang chỉ về hắn lấy hắn để làm ví dụ. Tà Vũ Sinh nhắm mắt, nói, đạo trưởng, người chỉ nhầm à, ta đã tu ra một luồng tiên khí rồi đó nghe. Hắn tuy rằng mặt dày thế, nhưng cũng không dám trước mặt mọi người thừa nhận mình là người kiệt xuất ở trên con đường kim thế pháp này, trước giờ chưa từng nghĩ qua việc này. Thanh y, thỏ nhỏ, trường cung diễn đều đồng loạt nhìn về phía hắn rồi lộ vẻ khác thường, sao lại chỉ hắn chứ? Không sai đâu, chính là người đó, lão đạo sĩ mỉm cười, trong con ngươi màu vàng lấp lánh thần quang như điện nhìn về phía hắn ta mạnh như thế luôn à Ta mập làm bộ ngượng ngùng khiến mấy người xung quanh bĩu môi bởi vì hiểu rõ sự vô liêm sỉ cùng xấu tính của hắn những người khác cũng nhìn về phía mập mạp có thể nói là muôn người chú ý trở thành tiêu điểm người không cần khiêm tốn cứ lên phía trước đi lão đạo sĩ ra hiệu cho hắn leo lên một đài cao bên dưới vách đá đứng đối diện với tất cả mọi người trường lão hắn rất đặc biệt à cái gọi là kim thế pháp thể hiện ra sao ở trên người hắn thiếu nữ áo tím tiếp tục hỏi nụ cười của ông lão mặc đạo bào vàng thu lại dáng vẻ nghiêm túc và nói thiếu niên này mặc dù không có dùng tới tiên khí thì vẫn có năng lực để tranh đấu với các ngươi nếu không tin thì các ngươi có thể ra tay đừng trưởng lão ta đâu có vi phạm lỗi lầm gì đâu người đừng gây thủ trúc oán giúp ta như vậy chứ tên mập tào vũ sinh kêu la thảm thiết những người khác đều không hiểu tên mập này chỉ có tu ra một luồng tiên khí và nếu thu lại luồng tiên khí này nữa thì sao có thể tranh hơn thua với bọn họ hắn đang giả ngu đó lão đạo sĩ lên tiếng rồi chỉ về phía Tào vũ sinh tiếp đó nói hắn hãy vận toàn lực thể hiện ra sát trận của bản thân đồng thời cảnh cáo nếu không cố hết sức thì giết ngay và luôn Tào vũ sinh chỉ biết câm nín vâng lời và trong nháy mắt tiếp theo thì cả người hắn hiện lên cốt văn mỗi một tắc da thịt đều tỏa ra kiếm khí hỗn độn trong huyết nhục xuất hiện từng tòa sát trận khiến mọi người kinh hãi hít vào ngụm khí lạnh. Thấy gì chưa? Con đường mà hắn đi nếu như hoàn thiện, nếu tiếp tục tiến về trước thì có thể sẽ thua người tu ra tiên khí ư. Trong các người có ai dám đối đầu với hắn? Lão đạo sĩ nói. Mọi người không nói gì cả, có người hiểu biết sâu rộng liền nhận ra, khả năng đây chính là sát trận vô thượng trong truyền thuyết. Sau khi thứ này, được sử dụng thì ai dám chống đỡ trực diện chứ? Nhưng, mọi người cũng cảm thấy rất hoảng sợ, đó là sát trận vô thượng thế nhưng lại bị tên khốn này khắc vào trong huyết nhục quá biến thái mà ý của tiền bối là con đường kim thế pháp là tương tự như việc khắc sát trận vào trong cơ thể có người hỏi lão đạo sĩ thở dài nói ta chỉ nêu ví dụ mà thôi các ngươi không hiểu được bản chất sở dĩ hắn mạnh đó là lúc ở cảnh giới liệt trận đã khắc sát trận vào trong cơ thể mình vượt qua cực cảnh sau đó thì không ngừng hoàn thiện và rồi mới có đạo quả như hiện tại lời này vừa ra thì tất cả mọi người đều dùng mình và trầm mặc không thôi suy nghĩ lại những lời mà hắn nói ý của ta là các loại cảnh giới như bàn huyết, động thiên, minh văn, liệt trận, chân nhất, thánh tế, tất cả đều có cơ duyên như vậy. Lão đạo sĩ lên tiếng. Một vị trưởng lão ngồi bên cạnh bổ sung tiếp, nói, ở mỗi cảnh giới cố gắng đột phá cực hạn và sau đó vượt qua, đăng phong tạo cực, cố gắng tiến thêm một bước, như thế biết đâu, là cảnh giới hoàn toàn mới cũng nên. Trầm mặc rất lâu thì có người hỏi, việc này quá khó khăn, còn có ví dụ nào nữa không ạ? Vậy thì ta tiến cử thêm một người nữa, người tới từ ba ngàn đạo châu hẳn biết người kia chứ lão đạo sĩ mặc đạo bào vàng nói hả việc này đã khơi dậy sự quan tâm của mọi người người đó có tên là hoang cũng được gọi là thạch hạo ta nghĩ rằng rất nhiều người từng nghe qua hắn hắn nói đám người trường cung diễn long nữ ma nữ làm sao không biết được chứ quá quen là đằng khác phàm là những ai tới từ ba ngàn châu thì đều biết rất rõ về hắn bởi vì cái tên hoang này rất là nổi tiếng lão đạo sĩ giải thích theo như chúng ta tìm hiểu Lúc hắn ở động thiên cảnh thì đã thực hiện việc đột phá lớn và gắng gượng bước ra một con đường, thoát khỏi cực điểm, mười động thiên đều phá nát rồi dung hợp làm một, vượt qua các đời tiên hiền. Nếu như hắn càng hoàn thiện hơn, dù cho không dùng tới tiên khí, thì chỉ cần dựa vào động thiên duy nhất này cũng có thể áp chế người tu ra tiên khí. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, phá nát mười động thiên lớn rồi dung hợp làm một, vượt qua toàn bộ cổ nhân, đây là phong cách đầy khí phách cỡ nào chứ? Ngay cả đám vương hy, lục đà, yêu nguyệt cũng thay đổi sắc mặt, hào quang trong mắt trở nên kinh người, run sợ bởi thiếu niên kia. Một số ít người ở ba ngàn châu đã đoán được bí mật về mười động thiên quy là một của thạch hạo, nhưng sau khi nhận được sự xác minh từ trong lời nói của trưởng lão thư viện thiên thần thì vẫn chấn động không kém. Hiện giờ các người đã hiểu chưa? Kim Thế Pháp, nếu như thật sự thoát khỏi đỉnh điểm thì cũng vô cùng khủng khiếp, dù là tên mập lúc ở liệt trận cảnh này hay là động thiên cảnh của hoang kia, cả hai đều đạt tới cảnh giới vô thượng, một vị trưởng lão lên tiếng. Rất nhiều người nghe vậy thì thở dài gật đầu, việc này quá khó khăn, khóc một sát trận thứ ba trên thế gian vào trong cơ thể, sát khí được tạo nên cũng chưa hề tiêu diệt bản thân mình, mà việc phá nát mười động thiên lớn thì tàn nhẫn tới cỡ nào chứ? Đừng nói là dung hợp làm một, nếu như chỉ cần phá đi vài cái thì hơn nửa sẽ hình thần đều diệt ngay tức khắc. Rất khó tu hành, anh Kiệt trong cửu thiên thập điện này có biết bao nhiêu, thế nhưng được mấy ai có thể luyện thành, có người hoài nghi, bởi vì con đường này quá gian nan, lão đạo sĩ mặc đạo bào vàng với ánh mắt lạnh lẽo nói khó à vậy so với việc tu ra tiên khí thì như thế nào ta thấy cũng chỉ ngang ngửa không hơn không kém đều phải cử tử nhất sinh thì mới đạt được đương nhiên ta cũng quên mất các người có thể tu ra tiên khí đa phần đều thực hiện một vài thủ đoạn nào đó không mấy người nghịch thiên tự dựa vào bản thân để tu ra tiên khí lời này vừa ra liền khiến nhiều người cúi đầu các anh kiệt nơi đây đều hiểu cả tuyệt đại đa số mọi người đều được gia tộc giúp đỡ thậm chí có người còn thay cả một cơ thể mới, đó là thân thể đã sản sinh ra tiên khí và được phong cấn lại từ tiên cổ. Hoàn cảnh đã thay đổi, quả thật đã không có mấy ai có thể dựa vào chính bản thân để tu ra nữa rồi. Nhị trưởng lão của thư viện thiên thần xuất hiện và thở dài như vậy. Thạch hạo nghe thế thì giật nảy mình, hắn trượt đảo mắt quét nhìn mọi người. Số ít người tự chính bản thân tu thành, nhưng các người có còn nhớ mình thành tự ở nơi nào hay không? Một vị trưởng lão nhìn mọi người hỏi. Mọi người nghe vậy thì biến sắc ta nghĩ các ngươi đều nhớ cả là ở trong di địa tiên cổ mới tu ra được tiên khí bởi vì chỉ ở trong hoàn cảnh như vậy mới có thể tu thành hiện giờ hoàn cảnh đã thay đổi thế giới mà chúng ta sinh sống cũng không thích hợp cho việc tu tiên cổ pháp rất khó đột phá lời nói như vậy đã đập mạnh vào trái tim của mọi người khiến người khác không thể không trầm mặc âm thầm suy nghĩ ngay cả thạch hạo cũng bảo trì vẻ im lặng ba luồng tiên khí của hắn chính xác là đã tu ra ở trong cổ địa ấy đừng lo lắng nếu tu thành thì đều có thể sử dụng ở bên ngoài cũng không phải là mầm họa gì một vị trưởng lão nói trưởng lão ý của người là chúng ta nên chọn kim thế pháp ư không phải ta chỉ nói rõ cho các ngươi biết kim thế pháp không hề kém hơn cổ pháp nếu như lựa chọn cổ pháp thì chúng ta cũng có những bộ kinh thư từ hơn kỷ nguyên trước đều có thể cung cấp cho các ngươi tới những tiểu thế giới còn sót lại từ tiên cổ để tu hành sức người có hạn không nên nghĩ sẽ tu hai con đường việc này rất là khó khăn cho nên hôm nay ta mới để các ngươi chọn lựa. Nói tới mức này thì mọi người làm sao không hiểu được chứ? Có người sau khi suy nghĩ thật kỹ thì hỏi, chúng ta có đạo thư vô thượng, thậm chí là tiên kinh của tiên cổ, nếu như chúng ta tu luyện thì sẽ không hề thấp kém. Mà nếu tu kim thế pháp thì sẽ có chuyển thừa như thế nào để học tập vậy ạ? Ta từng nói, có một nhóm người đi đầu ở con đường này, phong thái chiếu dọi cổ kim, đều là nhân vật tuyệt đại. Nếu như các người có thể thoát lên trên kim thế pháp thì con đường này có thể sẽ tìm ra một vị trưởng lão trong thư viện nói thế đừng quên rằng các cảnh giới bản huyết động thiên minh văn liệt trảm nếu mỗi cảnh giới đều vượt qua các tiên hiền thật sự thoát khỏi thì sẽ kinh người tới mức nào đều có thể địch như người tu ra ba luồng tiên khí đương nhiên việc này cũng sẽ rất khó khăn rất khó để thực hiện ta chỉ nói cho các người biết rằng con đường này rất dài nhưng nếu như có thành tựu thì có thể sẽ chống lại được dị vực nhị trưởng lão lên tiếng bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé lời này càng khiến người người sôi trào nhiệt huyết hiện giờ đều đã chọn lựa xong muốn đi con đường này trưởng lão nếu như có người dẫn dắt thì có thể sẽ tìm ra được pháp môn ư đúng rồi có một nhóm người đã tiến rất xa và lưu lại con đường thành công ấy có thể học theo nhị trưởng lão đáp được rồi các người cũng nên quyết định đi một vị trưởng lão lên tiếng Nơi đây trở nên náo nhiệt hẳn Ta chọn pháp môn tiên cổ Thạch hạo nói Lúc tới viên hắn chọn thì ngay lập tức nói lên nguyện vọng của mình Ngươi Nên tu kim thế pháp mới đúng Nhị trưởng lão thầm nói Lẽ nào là muốn đi một lúc hai con đường à Không có một lý do nào để phải bỏ rỡ nửa đường cả Ta đã tu ra tiên khí Tóm lại phải ngắm nghía phong cảnh bên trên đỉnh núi mới đúng Thạch hạo đáp lại Thạch hạo có thành tựu rất kinh người ở trên con đường này mười động thiên dung hợp làm một là một người khai phá nếu như tiếp tục thì hắn rất có thể sẽ siêu thoát được cảnh giới này cho nên hai vị trưởng lão kia rất ngạc nhiên vì sự lựa chọn của hắn hy vọng hắn có thể tu kim thế pháp người xung quanh đều lộ vẻ chấn kinh người này đúng là có khí phách biết rằng con đường sẽ trông gai và ngập tràn hiểm nguy gian nan nhưng vẫn muốn thử một lần người cũng biết tuy rằng pháp môn tiên cổ có đôi phần giống với truyền thừa của hiện tại thế nhưng cũng có rất nhiều nơi khác biệt hơn nữa Toàn bộ cần phải làm lại từ đầu không phải như Kim Thế Pháp, người chỉ cần tiếp tục tu luyện lại những dấu ấn đã được khắc từ lâu trong xương cốt mà thôi. Hai vị trưởng lão nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì nếu muốn học tiên cổ pháp thì chắc chắn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, những hảo nhoáng và rực rỡ đều sẽ vứt sạch. Dù cho người có tu đại pháp ở hiện tại tới cảnh giới mà trước nay chưa ai đạt tới thì cũng vô dụng trước tiên cổ pháp, bởi vì hệ thống khác nhau nên con đường khác nhau. Thạch Hạo sao không biết chứ? hắn là muốn kiểm chứng. Hiện tại, sức chiến đấu bày ra nơi đó, nhưng dù có làm lại từ đầu thì cũng có thể học tập nhanh chóng, chắc chắn cũng không cần phải vùi đầu khổ tu chục năm tới hàng trăm năm. Thái độ của hắn vững vàng, ý chí kiên định, đó là đi con đường cổ pháp, tiếp đó mới đi tìm hiểu kim pháp, như thế mới có thể hậu tích, hắn hy vọng sẽ có một ngày có thể bùng phát. Cũng có không ít người rất khoát chọn pháp môn của hiện tại, bởi vì những tiền đồ mà các vị trưởng lão mô tả quá tươi đẹp, đáng để liều cũng có rất nhiều người xoắn suýt, trong lòng khó có thể đưa ra con đường mà mình chọn lựa. Đây là một chuyện đại sự ảnh hưởng tới cả đời, không thể phạm chút sai lầm nào. Thạch Hạo quyết đoán bước về một phía, nơi đó là những người quyết trí muốn học tiên cổ pháp, hầu như đều là những gương mặt mới và đương nhiên cũng có một vài người quen bên trong. Khi hắn đi tới thì những người này tự giác nhường ra một chỗ và đầy vẻ kính nể, tên khốn này ngay cả vương gia mà cũng dám hò hét chỉ trỏ, lại còn có khả năng là người đã giết chết tam đầu vương, như thế sao không khiến người khác kiêng kỵ chứ bụi trần lắng động nhiều người thở dài dù có thấp thỏm ra sao dù xoắn suýt cỡ nào thì cũng phải đưa ra quyết định mọi người ngạc nhiên người chọn lựa học tiên cổ pháp tuy rằng không nhiều thế nhưng đều là cao thủ chẳng phải là phàm tục gì ví như yêu nguyệt công chúa tỷ như lục đà ngay cả vương hy cũng chọn con đường này còn những người chọn cổ pháp để tu tiên thì đều là cường giả tu ra hai luồng tiên khí đều là những người tài ba trong hoàng anh kiệt mọi người thoải mái bởi vì trong suy tính của bọn họ thì đám người đã tu ra tiên khí làm sao can tâm từ bỏ chứ tất nhiên sẽ chọn đại pháp của tiên cổ thật sự rồi đặc biệt là những người có ba luồng tiên khí nếu không thể đạt tới hoàn mỹ thì sẽ tiếc nuối cả đời chỉ là không biết mấy người tu ra ba luồng tiên khí kia có phải là do chính bản thân mình tu thành hay là dựa vào gia tộc nên mới có nhưng đã tu ra ba luồng tiên khí thì dù dùng thủ đoạn nào để đạt được thì thực lực mà họ sở hữu cũng không phải là giả là sự thể hiện hữu hiệu nhất ở trên người bọn họ những người đứng nơi này ai không phải là kiêu căng tự mãn chứ chỉ là khi đứng bên cạnh thạch hạo thì rất nhiều người đều tập trung tinh thần cao độ không dám quá tự cao thạch hạo nhìn về nơi xa xa thì khẽ nhíu mày hắn nhìn thấy thập quan vương còn có cả trích tiên những người này đều đã tu ra ba luồng tiên khí và đang gia nhập về phía của bọn hắn rất nhiều người nhìn về nơi này rồi âm thầm đánh giá thạch hạo và vương hy bởi vì hai người bọn họ đã bất hòa có quá nhiều tin đồn giữa đôi bên tiếp đó thạch hạo thấy thanh y cũng đi tới cũng muốn đi theo tiên cổ pháp hẳn là muốn học loại cổ pháp này thạch hạo hiểu rõ bởi vì trên người thanh y có thanh nguyệt diễm trước nay vẫn chưa hề rời đi và nó từng chiếu sáng nguyên thần của nàng nhất thời tựa như hiện lên kiếp này và cả kiếp trước sau đó hắn lại nhìn thấy được nguyệt thiền với vóc dáng cao giáo làn da mịn màng như mỡ đông mái tóc đen mượt tung xõa cặp mắt to tròn trong veo, cũng là áo trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Nàng và Thanh Y cùng nhau tiến vào thư viện thiên thần, dây dưa từ ba ngàn châu tới tận nơi này mà vẫn chưa phân định kết quả, hiện giờ lại vẫn lựa chọn như thế. Đừng cản, ta cũng muốn đi, xa xa, tào vũ sinh hét lớn, tên mập này khóc lóc van nài không muốn qua bên kia. Hắn tuyên bố hùng hồn rằng muốn học pháp môn vô thượng tiên cổ, muốn đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Kể quả, Ông lão mặc đạo bào vàng đá một cước ngay mông khiến hắn văng ngược trở lại, nói rõ cho hắn biết đừng có lãng phí thiên phú của bản thân, phải học pháp môn siêu thoát đường đại. Được rồi, nếu đã chọn xong thì những ai học tiên cổ pháp qua hết bên này đi, một vị trưởng lão dẫn đám thạch hạo đi về nơi sâu trong thư viện. Đồng thời, những người còn lại cũng được mang đi, muốn bước lên một con đường cực điểm. Đây là một vùng đất cổ xưa, tường vách đổ sụp, cổ mộc sinh trưởng trong phế tích, từng bụi cỏ gai nở ra những đóa hoa sinh tươi lan tỏa hương thơm những tia sáng rất ít chiếu rọi khiến nơi đây có chút tăm tối đây là di tích được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ được các trưởng lão khai quật từ trong lòng đất tứ trưởng lão xuất hiện và ngồi xếp bằng bên trên một tảng đá lớn cao mấy trục trượng sau đó bắt đầu giảng đạo nói rõ về tiên cổ pháp cho mọi người muốn học cổ pháp thì phải hiểu rõ chữ viết cùng ngôn ngữ của nó như thế mới có thể triển khai được chú thuật đạo phù những thứ này rất rối rắm nên cần dùng tâm để lĩnh ngộ mọi người nghe thế thì gật gù tỏ vẻ hiểu rõ bởi vì đây là chuyện tất nhiên muốn học tiên cổ pháp thì phải hiểu được sự khiêm tốn trước hãy bắt đầu từ chữ viết vậy vị trưởng lão này nói với giọng nghiêm túc tiếp đó bắt đầu vẽ vào trong hư không từng ký hiệu kỳ lạ những chữ này tựa như được tạo từ những chất lỏng bằng kim loại đầy sáng bóng chúng lơ lửng trong không trung tạo nên vẻ thần bí và đẹp đẽ rất nhanh mọi người liền cảm thấy được có gì đó không đúng chỉ trong thời gian ngắn mà vị trưởng lão này đã vẽ hơn vạn chữ hơn nữa nơi thái dương của hắn không ngừng chảy xuống những giọt mồ hôi tựa như rất vất vả trường lão tạo sao lại nhiều chữ như thế có người giật mình nếu như chỉ là ngôn ngữ giao tiếp bình thường thì đã quá đủ rồi cơ bản không cần phải dùng hơn cả vạn chữ hơn nữa dáng vẻ của trường lão rất vất vả ta chưa tu ra tiên khí nên khi vẽ những chữ này ra cũng không mạnh hơn các ngươi là nhiều đâu những thứ này cần khí tức tiền đạo thế nhưng cũng may ta đã lính ngộ được hàm nghĩa của những chữ này rất nhanh hắn bổ sung tiếp nói các ngươi thấy bao nhiêu đây là nhiều như vậy chẳng lẽ còn chưa nhiều ư mọi người oán thầm chữ tiên cổ thật sự thì có tới trăm vạn mênh mông như ngân hà tứ trưởng lão lên tiếng cái gì chuyện này chẳng hiện thực chút nào mọi người kinh hãi tiên cổ pháp các loại đạo thuật thần chú đều cần sử dụng ngôn ngữ đại đạo để phát âm vì vậy có những chữ viết khó có thể hiểu và lý giải những thứ này rất gần với đạo nguyên bản nhất tứ trưởng lão nói mọi người nghe thế thì trong lòng chợt run lên đồng thời tràn ngập khát vọng. Đồng thời, có người vẽ lại những chữ cổ này trong hư không hòng tìm hiểu, thế nhưng phát hiện ra những thứ này rất gần với đạo, càng suy ngẫm thì càng cảm thấy vẻ thần bí. Có người nhíu mày, dựa vào sự phỏng đoán của chính bản thân nên hiểu được đôi chút ý nghĩa của chữ cổ. Nhưng có nhiều chữ khiến bọn họ không cách nào tìm ra được manh mối, khó có thể lý giải. À, Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, hắn chỉ hơi hiểu được đôi chút mà đã đau hết cả đầu. Nếu như muốn nhớ hết toàn bộ thì chắc chắn chẳng phải là chuyện đơn giản gì. Bất luận là chữ nào thì cũng có một áo nghĩa riêng, giải thích về một quy tắc và đạo lý nào đó. Sau đó tất cả được cô động lại trong một chữ này. Chẳng trách lại nói tiên cổ rất coi trọng xu thế chung, tu cổ pháp chính là hướng thẳng vào bản nguyên của đại đạo. Chỉ một vài chữ nhỏ như thế mà cũng đã khiến người khác đau đầu rồi. Thạch Hạo nhìn về trước, nếu như trăm vạn chữ viết này đều như thế thì cần phải tốn không ít sức lực để hiểu rõ. Rõ ràng tứ trưởng lão đang chừng trị hạ mã uy bọn họ nơi khoái miệng mang theo vẻ cười nhẹ nhiều chưa đến thế sao tiên cổ pháp là hướng thẳng vào bản nguyên của đại đạo thế nhưng vì sao ngôn ngữ của bọn họ lại phiền phức như thế chứ có người hoài nghi nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh thì trăm vạn chân ngôn trăm vạn quy tắc cũng có thể hóa thành mấy ngàn chữ thậm chí là mấy trăm chữ để giải thích cho áo nghĩa của các chữ viết nơi này tứ trưởng lão nói hơn nữa ống tay áo của hắn run lên khiến gió lớn vù vù sương mù hỗn độn cuộn trào vẻ tối tăm bao phủ Bên trong tay áo của hắn lao ra một ngọn núi nhỏ cao bằng nắm đấm, to bằng bàn tay và rất tinh xảo. Ầm. Bạch Ngọc Sơn nhanh chóng phóng lớn khiến ảnh chiếu in đậm trên mặt đất, tiếp đó nó hạ xuống cách đó không xa khiến đại địa chấn động ầm ầm. Đây là một ngọn Bạch Ngọc Sơn với những chữ viết được khắc đầy bên trên với số lượng không dưới trăm vạn chữ, không ngừng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Những chữ cổ này rất rực rỡ, đều được từng người xem như là bảo bối không ngừng nghiên cứu. Ồ, bên trên đỉnh núi bị chém trơn nhẵn lẽ nào trước kia ở nơi đó cũng có chữ viết một học sinh lên tiếng ngọn bạch ngọc sơn rất lớn sớm đã hóa thành một ngọn núi vô cùng nguy nga à. đây chính là một ngọn núi ngọc được lưu lại từ kỳ nguyên tiên cổ tác dụng chỉ vèn vẹn là giúp người khác thăm ngộ chữ cổ tứ trưởng lã lên tiếng tiếp đó chỉ về trên đỉnh nói nghe đâu trước khi đỉnh ngọn núi này bị chém bay thì có 108 chữ cổ 108 chữ cổ này có tác dụng gì 108 chữ cổ này cô động chân nghĩa đại đạo Nghe đồ nếu như có thể thông hiểu một chữ thôi cũng sẽ được lợi vô cùng, chỉ là giờ đã thất truyền rồi." Tứ trưởng lão nói, chỉ cần hiểu một chữ thôi cũng đã có sức mạnh thông thiên động địa, điều này khiến người nghe kinh hãi. Bạch Ngọc Sơn, tọa lạc bên trong khu phế tích, trắng ngọc rực rỡ, lấp lánh chói sáng, trăm vạn chữ cổ tựa như là những ngôi sao đang nhấp nháy ánh sáng. Đám người Thạch Hạo đã lên tới đỉnh núi, ai cũng rất mong chờ 108 chữ cổ đặc biệt này, muốn hiểu rõ thứ sức mạnh quỷ thần khó lường ẩn chứa trong đó không ngờ lại đạt được đáng tiếc như tứ trưởng lão đã nói đỉnh núi bị cắt gọn với tiết diện mặt cắt vô cùng trơn bóng tựa như bị người khác dùng vũ khí sắc bén chém lìa đây là chuyện tình trong tiên cổ nên mọi người cũng không có tìm hiểu rất khó có thể biết được vì sao lại phát sinh chuyện đó cho nên nhiều người chỉ biết thở dài tức hận không thôi các ngươi cũng không cần tiếc nuối làm gì cửu thiên thập địa vẫn còn ẩn giấu một vài động thủ tiên gia và chúng cũng chưa hề được khai phá qua có thể vào một ngày nào đó khi các ngươi đủ mạnh khi tức tiên đạo được tu luyện Càng thâm hậu hơn thì có thể sẽ đi thám hiểm Lúc đó có thể đạt được những tiền văn cuối cùng ấy Tứ trưởng lão nói Trong lòng mọi người liền giấy lên niềm tin Dù sao cũng chỉ là những chữ viết mà thôi Chắc chắn không chỉ được lưu lại Ở mỗi ngọn núi ngọc truyền thừa này Những nơi khác khả năng vẫn có Bọn họ cũng không hề xem thường những chữ viết này Khi tu hành tới mức tận cùng Thì dù một chữ nào cũng đều là vũ khí Đều là thần thông Đặc biệt là 108 chữ cuối cùng kia nó ẩn chứa tinh hoa của tiên cổ là một dạng tích lũy văn minh truyền thừa thôi được rồi không nên mơ tưởng xa vời làm gì tốt nhất cứ bắt đầu từ những chữ cơ bản nhất đi các người có thể tự mình tìm hiểu và suy luận tới khi nào không cách nào hiểu được nữa thì hãy tới tìm ta tứ trưởng lão nói đồng thời hắn cũng nói cho mọi người biết ngọn bạch ngọc sơn này đã được hắn cùng với những trưởng lão khác luyện hóa cho nên có ẩn chứa dấu vết tinh thần của bọn họ vì vậy cũng có thể tiếp xúc và trợ giúp mọi người tìm hiểu Mọi người nghe thế thì mừng rỡ, ai nấy đều gật đầu rồi nhao nhao tìm hiểu. Lúc đầu, bọn họ còn cho rằng sẽ rất dễ dàng, dù sao thì ai cũng đều là thiên thần. Nguyên Thần hơi đảo qua một cái, tuy rằng không phải là gặp qua sẽ không bao giờ quên thế, nhưng cũng gần gần như vậy. Nhưng cùng với việc ngộ pháp, cùng với thời gian chuyển dài, thì đám người bắt đầu nhíu mày, những thứ này không chỉ là chữ viết mà còn là những mảnh vỡ của đại đạo ẩn chứa chân nghĩa. Thứ gì phức tạp nhất, tất nhiên là đạo, khó có thể giải nghĩa không cách nào nói rõ chẳng có hình dáng mà những chữ viết này lại là một loại vật dẫn của đạo là quỹ tích hữu hình của đại đạo vốn có là sự miêu tả rất là chuẩn xác một khi hiểu rõ chữ viết này thì chắc chắn sẽ nắm bắt được rất nhiều bản chất của thiên địa sẽ có lợi ích to lớn cho việc tu hành của bản thân thứ tốt nhen nhất định phải hiểu rõ thạch hạo lên tiếng đại đạo có thể dùng cốt văn để thể hiện còn có thể sử dụng dạng chữ viết này để truyền đạt so sánh kiểm chứng giữa hai bên thì chỗ tốt khó mà đoán hết dược. ầm, um. trong lúc mọi người ngộ pháp thì một tiếng rung mạnh truyền tới, một tu sĩ trẻ tuổi đã tu ra tiên khí trượt ho ra đầy máu, cả người bay ngược ra khỏi bạch ngọc sơn. Mọi người giật nảy cả mình, lúc hắn đang tìm hiểu chữ cổ này thì nơi đó trượt lao ra một con quái vật cưỡi trên ngọn lửa hừng hực, nó há miệng hí vang, chiếc sừng trên đỉnh đầu đâm thủng bầu trời, cũng chính vì thấy người kia mới bị thương như vậy. Chỉ một đám chữ cổ nhưng khi tìm hiểu thì rất khó hiểu rõ và tạo nên kết quả như vậy quả là làm người khác kinh ngạc đương nhiên cũng là vì hắn hiểu không thấu và chạm phải dấu vết tinh thần mà các trưởng lão lưu lại vì vậy phát sinh ra uy lực khủng khiếp đánh bài hắn ra ngoài mọi người kinh ngạc nếu như vận dụng đúng phương pháp thì một chữ sẽ có uy lực như vậy nếu như cả trăm vạn chữ cổ đồng loạt trồng chất lên nhau và vận dụng một cách linh hoạt vậy sẽ đáng sợ tới mức nào đồng thời mọi người ý thức được tòa bạch ngọc sơn này tuy rằng phong ấn những dấu vết tinh thần của các trưởng lão và có thể trợ giúp bọn họ ngộ pháp, thế nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ, khả năng là cố lưu lại xem như là một loại thử thách. Thời gian trôi qua, loáng cái đã qua đi mấy ngày, ai nấy cũng đều có thu hoạch cho riêng mình. Ầm. Um, ngày hôm đó, lại thêm một tiếng vang thật lớn nữa phát sinh, trước người Lục Đà là mấy ngàn chữ cổ đang xoay tròn, ánh sáng lan tỏa vờn quanh lấy hắn, sau cùng chúng hóa thành mười con thiên long lượn quanh như muốn cuốn đất cơ thể hắn. Không đơn giản đâu, hiện giờ có thể hiểu được cách vận dụng linh hoạt thế nhưng như vậy cũng rất là mạo hiểm sẽ đẩy bản thân vào trong tình thế nguy cấp tứ trưởng lão lên tiếng bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set the phim viết liền không giấu nhé lúc đà đã hiểu được mấy ngàn chữ cổ chỉ trong thời gian ngắn như thế thật sự là một chuyện khó tin hắn vẽ lại các chữ cổ rồi bắt đầu sắp xếp đồng thời đụng vào những vết tích mà trưởng lão lưu lại vì thế mới dẫn tới dị tượng gọi ra mười con thiên long do chữ viết tạo thành ầm cuối cùng mười con thiên long đều nứt toác tất cả bị thân thể của lục đà xé lìa tiên huyết nhuộm đỏ hư không thế nhưng tiếp đó chúng hóa thành ánh sáng và ngưng tụ thành các chữ viết thân thể của lục đà lắc lư vẻ mặt đỏ bừng thế nhưng rất nhanh sau đó liền dịu xuống rất nhiều người thở dài quả nhiên trí tôn tu ra ba luồng tiên khí rất đáng sợ người khác khó lòng so sánh được hắn mạnh tới mức không còn gì để nói được nữa có là gì đâu cũng chỉ là những chữ viết cơ bản nhất thôi. nếu như có thể nắm giữ hết trăm vạn chữ cổ trong tay và bắt đầu suy diễn sâu hơn một bước sắp xếp các loại đạo tác thì mới có thể hiển lộ hết uy lực. lục đà khẽ nói. những người này chẳng biết phản bác ra sao. hiện giờ lục đà cũng mới chỉ ở cảnh giới thiên thần nhưng lại biểu hiện như vậy thì đủ xưng là tuyệt diễm rồi. ầm uhm. chỗ vương hy thì xuất hiện một vùng thực vật. mỗi cây cỏ đều lấp lánh ánh vàng tựa như được đúc ra từ vàng. chúng cắm dễ trong hư không và không ngừng buông rũ hàng vạn sợi tơ hình thành nên xích thần trật tự thứ này như muốn vây giết lấy nàng hiển nhiên đây cũng là do mấy ngàn chữ cổ hóa thành và tạo nên nguy cơ không hề nhỏ phương hy với dung nhan tuyệt mỹ lúc này thân thể mềm mại chuyển động một cái nàng gặp phải áp lực vô cùng lớn sau đó ba luồng tiên khí từ thiên linh cái lao ra ngoài rồi đốt cháy những cây vàng ống kia khiến nơi đây trở lại vẻ yên tĩnh vốn có những người tìm hiểu chữ cổ nơi này đều gặp phải những phiền phức hoàn toàn khác nhau đặc biệt nơi trích tiên xuất hiện những ngôi sao lớn tiếp đó một vũ trụ cổ xưa xuất hiện rồi bao trùm hắn ở bên dưới nơi đó vô cùng thần bí khí hỗn độ lượn lờ một mô hình vũ trụ đang diễn hóa và lơ lửng nơi ấy người trẻ tuổi này lợi hại thật lẽ nào là đệ tử của vị tiền bối kia không phải người nọ sớm chết cả chục vạn năm rồi hay sao ánh mắt của tứ trưởng lão lóe lên cảm thấy khá là giật mình ồ tiên trùng này xuất hiện là do sự bức ép của mấy ngàn chữ cổ kia tứ trưởng lão thì thầm những người khác cũng giật mình theo những thứ xung quanh vũ trụ ấy chợt nhất toác ra những người khác đều kinh ngạc nhìn về nơi đó rất lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần mãi cho tới khi thập quan vương tay cầm một cây nhỏ không ngừng tản ra từng làn khí hỗn độn điên cuồng lao ra hàng ngàn hàng vạn luồng ánh sáng đã tìm hiểu không biết bao nhiêu chữ cổ thì mọi người mới chợt tỉnh lại cây non thế giới thụ tứ trưởng lão hoảng sợ tuy rằng đã biết trước thế nhưng vẫn thay đổi sắc mặt thập quan vương chẳng hề ẩn giấu bởi vì sau khi tiến vào thư viện thì đã bị các trưởng lão hiểu rõ, cây nhỏ trong cơ thể của hắn chính là một bảo thụ tiên đạo vô thượng, thứ này không cách nào che giấu được. Cho nên, hiện giờ lúc tìm hiểu thì hắn cũng chẳng ngại ngùng giấu giếm làm gì, tu hành nhanh chóng, ngộ pháp chính xác đều có thể cả. Không chút tiếng động, ở một hướng khác có một cô gái mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp, tựa như là quảng hàn tiên tử giáng trần, cùng với việc tìm hiểu của nàng, chính là một vòng mặt trăng màu xanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Ánh trăng chiếu rọi toàn bộ chữ cổ đều phát sáng rồi tập hợp bay vào trong cơ thể của thanh y giúp nàng tìm hiểu những chữ này mọi người ngây ngốc đó là gì khiến người khác kinh ngạc không ngớt không ai nghĩ tới thanh y lại là người tìm hiểu nhiều chữ cổ nhất trong đám người nơi này dù cho mấy người như thạch hạo mặc đạo cũng không thể sánh kịp nàng đã ngộ tới hơn hai vạn chữ cổ vầng thanh nguyệt kia có lai lịch như thế nào vậy mọi người hoảng sợ nó tựa như nhận thức được toàn bộ các chữ cổ kia chỉ cần ánh trăng chiếu tới thì tựa như có thể đọc hiểu những chữ trên bức tường ngọc ấy vậy. Là hỏa trùng sau khi chân tiên chết lưu lại, hay có thể gọi là cổ hỏa tuyệt thế trong mắt của người đời, vì sao nó lại đi bên cạnh của nàng mà không hề rời đi. Ngay cả tứ trưởng lão cũng giật mình, sau đó, hắn lại tiếp tục quan sát cây nhỏ của thập quan vương. Nếu đã thấy được, vậy ta sẽ nói sơ lược vậy, tứ trưởng lão than thờ, rồi thần sắc trở nên nghiêm túc, tiếp đó chuyển âm cho mọi người, nói, nếu các người đã lựa chọn con đường này, tu tiên cổ pháp, nhất định phải hiểu rõ một vài điểm cơ bản nhất. Mọi người nghe thế thì ngưng thần lắng nghe. Lựa chọn tu tiên của Pháp thì cần có một điều kiện, nhất định phải chọn cho mình một hạt tiên trùng, nó sẽ cùng tiến hóa với bản thân mình. Hạt sống này càng bất phàm, thành tựu lúc hợp đạo càng lớn hơn. Tứ trưởng lão nói thế. Xoẹt! Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về cây nhỏ được tiên khí vây quanh của thập quan vương, bọn họ cũng không phải là không biết về tiên trùng, tất nhiên cũng từng nghe nói qua về những bí ẩn của việc dùng thế giới thụ làm hạt sống. Đây tuyệt đối là một hạt tiên trùng tuyệt thế. Đồng thời, bọn họ cũng rất tò mò về thanh nguyệt diễm của Thanh Y, lẽ nào chân tiên ngày xưa vẫn có thể phục sinh trở lại hay sao? Tiên trùng tốt nhất tất nhiên là các loại như thế giới thụ, mô hình vũ trụ, nhưng những thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, dù là trường sinh giả cũng chưa chắc có năng lực đoạt lấy và truyền cho con cháu mình. Tứ trưởng lão than thở. Nhất thời, mọi người cảm thấy ước ao cùng đố kỵ với Thập Quan Vương. Qua một thời gian ngắn nữa, thì ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm tiên trùng cho riêng mình. Tứ trưởng lão lên tiếng. Nơi đó có những hạt giống của thế giới thụ hay của vũ trụ không vậy? Có người hỏi. Trong trời đất này có vô số kỳ vật, có rất nhiều thứ chúng ta không thể nào biết được. Ví như những thứ có thể đặt ngang hàng với thế giới thụ, mô hình vũ trụ cũng không phải là không có. Tứ trưởng lão bơm hy vọng cho mọi người. Có thể tìm thấy ở đâu, mọi người không quá tin tưởng thế, nhưng vẫn ôm lấy hy vọng. Giới phần, tứ trưởng lão nói. Mọi người giật nảy mình, cái tên này khiến người khác liên tưởng tới quá nhiều thứ nhất định phải tăng cao thực lực cố gắng tiến bước không nên để hai thư viện kia hạ thấp mình tứ trưởng lão nói còn có hai thư viện khác nữa mọi người thất kinh đúng thánh viện và tiên viện tứ trưởng lão nói thánh viện tiên viện đối với thạch hạo và thanh y thì nó cũng chẳng phải là cái tên xa lạ bởi vì lúc tuyển chọn ở ba ngàn đại châu thì ba vị trí tôn từng đề cập qua với bọn họ chỉ có những anh kiệt mạnh nhất mới có thể gia nhập thư viện thiên thần thánh viện tiên viện chỉ là về sau toàn đề cập tới thư viện thiên thần chứ không có nhắc tới hai viện còn lại hơn nữa về sau bọn họ đều gia nhập thư viện thiên thần cả còn những người của các giới khác thì mù tịt chẳng hề biết gì nếu có thì chỉ nghe qua loa phản ứng hoàn toàn khác nhau trong các ngươi có mấy ai đã từng nghe qua và hiểu rõ được bao nhiêu tứ trưởng lão nheo mắt hỏi xin trưởng lão hãy nói rõ chúng ta đều biết rất ít về hai viện này Mọi người đáp. Nói thế thì cũng hiểu đôi chút chứ gì. Cứ nói đi. Trưởng lão mỉm cười. Ta từng nghe nói, hai viện kia có chút đặc biệt, cũng không phải là người thường có thể gia nhập, việc chọn lựa đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, và lại họ cũng gần như ít tiếp xúc với đời. Yêu Nguyệt công chúa lên tiếng. Không hổ là người của vương triều trường sinh, hiểu biết hơn người. Tứ trưởng lão gật đầu, đối với những người khác thì hai viện này khả năng rất là xa lạ thế, nhưng đối với những gia tộc cổ xưa ở cửu thiên thập điện này thì chẳng phải là chuyện tuyệt mật gì hai viện này trường tồn cùng thế gian tồn tại năm tháng xa vời chỉ là bọn họ luôn luôn đóng kín ít giao tiếp chẳng lẽ người của hai viện này sẽ xuất thế ư yêu nguyệt công chúa bổ sung những lời này vừa ra liền khiến người người giật mình và nhao nhao cả lên tất cả không ngừng suy diễn lung tung chẳng lẽ lai lịch của hai viện này rất to lớn hay sao ngay cả những người tới từ ba ngàn châu như thạch hạo nguyệt thiền hay là những người từng nghe tới tên của hai viện này đều giật nảy mình hoàn toàn khác với sự nhận biết của bọn họ cứ tưởng rằng hai viện này cũng mới thành lập như thư viện nhưng không ngờ lại còn lâu đời xa xưa hơn nữa năm tháng dài đằng đẵng qua đi mà vẫn tồn tại trên thế gian có một số người có chung ý nghĩa với bọn họ không kiềm chế được hỏi còn có thư viện lánh đời như vậy nữa à vì sao không xuất hiện vậy ạ à? nói hai viện này lánh đời cũng được mà nói mới thành lập cũng chẳng sao đều không sai tứ trưởng lão nói bởi vì nói là lánh đời thì hoàn toàn là như thế trường tồn từ xa xưa thế nhưng ngoại giới lại ít đề cập và ít biết tới chỉ khi nào mở ra thì mới có một vài người biết tới cho nên đối với những người bên ngoài thì cũng chỉ như vừa thành lập mọi người kinh ngạc từ từ lắng nghe nếu nói như vậy hai viện này không có tuyển đệ tử ngoại giới đều là đệ tử của một vài lão quái vật trong cừu thiên thập địa này dù sao bọn họ luôn luôn đóng kín cửa hoàn toàn biệt lập với thế gian cái gọi là lão quái vật thì cũng giống như những người lánh đời chúng ta mà thôi thậm chí họ còn là các tiền bối của chúng ta nữa tứ trưởng lão bổ sung cái gì? Mọi người kinh ngạc tới ngây người, bởi vì tin tức này quá khủng khiếp. Nên biết, các trưởng lão của Thư viện Thiên Thần đều là những đại nhân vật cái thế, lánh đời không lộ diện, dù một ai đi ra ngoài cũng có thân phận vô cùng cao, đủ khiến các thế lực lớn kiêng kỵ. Mà đệ tử của hai viện kia lại là người thừa kế của các vị trưởng bối như thế, tin tức này sao không khiến người kinh ngạc chứ? Tiên viện là cổ xưa nhất, nghe đầu có một lão quái vật có tuổi thọ ngang với kỷ nguyên này, tuổi tác lớn tới mức đáng sợ, bối phận vô cùng cao, ngay cả chúng ta chỉ nghe nói chứ chưa hề gặp mặt tứ trưởng lão than thở tiên viện ý nghĩa như tên có quan hệ với tiên bên trong có không ít pháp môn được sưu tầm hơn một kỷ nguyên trước hướng dẫn người khác con đường tu thành tiên chỉ là không biết có người đã đi tới cuối con đường và leo lên đỉnh cao hay chưa việc này cũng chưa rõ dù sao thời đại đã thay đổi năm tháng biến thiên toàn bộ đất trời đã không thích hợp cho việc tu tiên nữa thánh viện hơi muộn một chút nhưng huy hoàng vô cùng theo như tứ trưởng lão từng nói nó dành cho nhân kiệt tuyệt đại anh tài bình thường không hề có tư cách để gia nhập nếu không đó chính là sự khinh nhờn đối với viện này cách nói này sẽ khiến người khác không được thoải mái dù sao nơi đây đều là kỳ tài đều là kiệt xuất cả một vực các người có biết thánh địa của kim thế pháp ở đâu không tứ trưởng lão lại nhắc tới kim thế pháp cũng bởi vì trước đây không lâu thì thư viện thiên thần đã nói bọn họ lựa chọn một nhóm người tu cổ pháp chính là bọn họ còn nhóm kia tu kim thế pháp tứ trưởng lão than thở phá vỡ danh giới ở các cảnh giới như động thiên liệt trận bước thêm bước nữa thực hiện việc thoát lên trên đây chính là mục đích của thánh viện những người nơi đó đều là nhân vật tuyệt đại là đi con đường thăng hoa cực điểm chủ tu đương thế pháp mọi người hít vào ngụm khí lạnh nơi đó chẳng hề tầm thường chút nào là nơi khai thác con đường cực hạn là vùng đất tập trung các nhân vật thành công đương thế pháp người như vậy có tư cách để kiêu ngạo họ hơn xa người thường những thiên tài khác đi vào có lẽ sẽ là một loại khinh nhờn đối với bọn họ lúc này vương hy nghe thấy vậy thì trong mắt lộ hào quang kỳ lạ cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì yêu nguyệt công chúa rất nhạy cảm lập tức bắt lấy nét mặt chớp nhoáng kia của nàng mỉm cười nói ta cũng nghe nói một người có liên quan tới ngươi đang tu hành ở trong đó đúng không hơn nữa cảnh giới cũng cực kỳ cao được xưng là thiên kiêu tuyệt địa những người khác nghe thế thì lộ vẻ khác thường bởi vì gần đây bọn họ biết được vài tin tức rất có thể vương gia sẽ làm thông gia với một gia tộc cổ xưa nào đó mà vị cường giả của gia tộc đó vô cùng thần bí mạnh mẽ trên cửu thiên này chỉ là không biết ở chỗ nào thôi giờ nghĩ lại thì gia có thể ở trong thánh viện tiên viện chủ tu cổ pháp thánh viện chủ tu kim thế pháp gốc khác của hai viện này rất vững chắc cường giả xuất hiện lớp lớp bất luận người nào từ đây đi ra đều là những nhân vật không tài nào tưởng tượng nổi tứ trưởng lão trịnh trọng nói bởi vì đệ tử của nơi đó không phải được tuyển ở bên ngoài mà đều là những đệ tử của các lão quái vật đều là anh kiệt ngút trời lánh đời nói tới chỗ này thì hắn lướt nhìn với trích tiên luôn cảm thấy người trẻ tuổi này tựa như đã đạt được truyền thừa của một lão quái vật nào đó có quan hệ với vị tồn tại cổ xưa này đệ tử của hai viện này rất ít thế nhưng mỗi người đều là thiên kiêu cả sau không lâu nữa thì có lẽ sẽ giao lưu với thư viện thiên thần chúng ta tới lúc đó hy vọng các người sẽ không khiến cho ta thất vọng tứ trưởng lão than thở trong lòng hắn không hề chắc chắn chút nào tuy rằng đã tuyển được một nhóm nhân vật tuyệt diễm thế nhưng hai viện kia quá mức thần bí trời mới biết những lão quái vật kia đã tìm tới những đệ tử biến thái cỡ nào bởi vì những lão quái vật ấy không ngừng tiến hành các loại thí nghiệm thậm chí có người còn muốn phục sinh lại di hài được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ và thu làm đồ đệ còn có người thí nghiệm bọn họ dùng pháp lực vô thượng để kéo căng đánh nát những ràng buộc của những đệ tử đã có tu vi thành tựu giúp bọn họ tu luyện lại từ đầu tất cả cũng chỉ để siêu thoát những thí nghiệm của bọn họ đều rất biến thái chỉ cần hơi nghe thôi cũng đã làm người khác sợ tới mức nổi da gà nghe nói hình như đã có người thành công không bao lâu nữa sẽ tiến hành giao lưu lúc đó ta muốn các người cứ buông tay xả láng cố gắng hết sức là được tứ trưởng lão nói hiển nhiên trong lòng có chút vướng mắc không muốn bị hai viện kia áp chế trưởng lão cứ yên tâm tới lúc đó chúng ta nhất định sẽ đánh bại đệ tử của hai viện đó có người tràn đầy tự tin nói tứ trưởng lão nghe thế thì sắc mặt tối sầm hiển nhiên chẳng hề tán đồng với loại tự tin mù quáng này cứ cố hết sức hắn nói thế sau đó tựa như nhớ tới gì đó bổ sung nếu các ngươi thật sự kinh diễm những ai tu cổ pháp rất có thể sẽ được lão quái vật của tiên viện dẫn đi những ai tu kim thế pháp thì sẽ được gia nhập vào thánh viện hả tất cả mọi người ngây người tiếp đó sụp sôi bọn họ hiểu hai viện này đều là các đệ tử tinh anh chẳng trách vẻ mặt của tứ trưởng lão lại kỳ lạ như thế rất không cam thì ra vướng mắc là từ nguyên nhân này mà ra. Nơi đây ở Mỹ những tiếng bản luận. Hiển nhiên, độ ngông cuồng của hai viện kia còn cao hơn cả thư viện thiên thần, lại dám tới tận đây để tuyển đệ tử. Mọi người ý thức được, những lão quái vật kia rất ghê gớm, ngay cả trưởng lão của thư viện thiên thần cũng phải kiên rè. Các tiền bối cao nhân ở nơi đó rất mạnh à, Lục đã hỏi. Đại trưởng lão có lợi hại không, nơi đó không chỉ có một hai người như vậy, tứ trưởng lão nói. Đệ tử ở nơi đó mạnh tới mức nào? đây mới chính là sự quan tâm thật sự của bọn họ không một ai tin phục cả đệ tử đời này mạnh bao nhiêu thì ta không biết thế nhưng nhắc tới người này thì các ngươi sẽ rõ ai mọi người vô cùng kinh ngạc nguyên thanh tứ trưởng lão nói trong lúc những người khác giật mình và vẻ mặt vẫn tính là bình thường thì hai hàng lông mày của thạch hạo nhíu lại hắn vô cùng căm giận kẻ này khi tới vô lượng thiên thì chính nguyên thanh đã động thủ áp chế hắn mười năm cuối cùng gần như là muốn cho hắn chết bị kẻ này đầy tới cổ quáng thái xưa chặn đứt con đường tu hành của hắn hủy bỏ con đường sống của hắn mặc dù nói là có người của phong tộc nhờ hắn ra tay thế nhưng kẻ này vẫn phải chịu trách nhiệm nguyên thanh đại nhân mạnh mẽ vô cùng nghe nói đã là trí tôn ta nghe nói chỉ là bước một chân vào lĩnh vực trí tôn thôi nhưng dù vậy cũng rất kinh thế rồi mấy người nghị luận bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com phim viết liền không giấu nhé nếu như ta nói nguyên thanh chỉ là đệ tử không hợp cách của hai viện này vậy các người có tin không tứ trưởng lão thở dài nói thế cái gì nguyên thanh đại nhân lại là đệ tử không đủ tiêu chuẩn của hai viện mọi người giật nảy cả mình chính xác năm xưa nguyên thanh đã không thể thông qua cuộc kiểm tra trong viện sau đó bị đuổi ra ngoài tứ trưởng lão trịnh trọng nói ầm nơi đây náo động nhân vật mạnh mẽ như nguyên thanh mà lại là kẻ bị hai viện dùng bỏ thật sự khiến người khác chấn kinh đương nhiên tuy rằng đuổi khỏi thế nhưng hai viện cũng không hề vô tình vẫn dành cho hắn rất nhiều đạo thư thậm chí có một vài lão quái vật lúc đi ra ngoài thì vẫn chỉ điểm đôi chút cho hắn chính vì thế hắn mới thành tựu như ngày hôm nay lúc nói tới câu này thì tứ trưởng lão nhìn về phía thạch hạo rõ ràng là đang nhắc nhở hắn rằng nguyên thanh không phải dễ dây vào hiện tại vẫn còn liên quan với hai viện kia và có quan hệ với một vài lão quái vật nguyên thanh một cái tên khiến lòng thạch hạo chẳng thể nào thoải mái không ngờ lại tới từ hai viện này cuối cùng thì thạch hạo cũng hiểu vì sao nguyên thanh sau khi làm chuyện như thế mà còn có thể tiến cử con cháu của mình vào thư viện thiên thần và trở thành đệ tử chính thức thì ra duyên cớ là đây lai lịch kinh người như thế tu hành về sau thì mọi người không thể không kinh ngạc tốc độ tu luyện của thanh y quá nhanh thanh nguyệt lướt qua chữ cổ nào thì chân nghĩa đại đạo ẩn chứa bên trong nàng đều có thể lý giải cả trời sinh để tu tiên cổ pháp tứ trưởng lão thán phục thành tích như thế này không chú ý cũng không được trong lúc này nguyệt thiền chẳng chút biến sắc nàng ở phía sau toàn thân là ánh sáng áo trắng không chút bụi trần càng tôn vẻ thánh khiết của nàng hơn thạch hạo biết nàng cũng đạt được lợi ích rất lớn bởi vì nàng và thanh y tuy hai mà là một có thể cảm ứng được tất cả của đối phương là cùng một thể đặc biệt ở cự ly gần như này thì hai người đã không có chút bí mật gì cả, tựa như là một người vậy, cho nên khi Thanh Y hiểu rõ những chữ viết kia thì nàng cũng hiểu theo. Đây không phải là người tới từ hạ giới à? Lại mạnh như thế, rất nhiều lộ vẻ khác thường, giật mình nhìn về phía Thanh Y. Trong cửu thiên thập địa này, cửu thiên là cao cao tại thượng, mà ba ngàn đạo châu lại thuộc về thập địa, cho nên mới bị gọi là hạ giới. Đương nhiên, đây cũng là cách gọi quen thuộc của người cửu thiên, cũng không có lời giải thích chính xác nào. Sau đó, những người quan tâm tới thanh y càng nhiều hơn ngay cả trưởng lão của thư viện cũng chú ý tới hắn yên lặng cau mày suy nghĩ có mấy người thông qua những ghi chép trong sách cổ và cũng có hỏi thăm những người tới từ ba ngàn đạo châu thì rốt cuộc cũng xác định được ngọn lửa màu xanh ấy chính là hỏa trùng mà thanh nguyệt tiên tử từ hơn kỷ nguyên trước chết đi và lưu lại ghê thật thành tựu của cô gái này tuyệt không đoán được đừng thấy hiện tại chỉ mới tu ra một luồng tiên khí thế nhưng bên trong thanh nguyệt kia chắc chắn có thai ngén luồng tiên khí khác sẽ bù đắp thiếu sót này cho nàng khi tin tức này lan truyền ra phạm vi nhỏ xung quanh thì nhiều người bắt đầu hành động đầu tiên là một vài thiếu nữ tiếp cận thành y với hy vọng có thể kết giao với nàng tiếp đó một vài chàng trai cũng dục dịch lân la bọn họ đều là những kiệt xuất của các bộ tộc những người này cố ý biểu hiện ra phong thái hơn người của mình rõ ràng là có mưu đồ nhất định phải lôi kéo cô gái này về gia tộc mình tương lai sau này có thể sẽ có cơ duyên to lớn đây chính là lời nói của một vị tộc trưởng thuộc gia tộc cổ xưa nào đó đó cũng không phải là trường hợp cá biệt gì, trong vòng một tháng sau đó thì không ít gia tộc dồn dập hành động. Ngay cả người của trường sinh thế gia cũng không ngoại lệ, ví như gia tộc của Vương Hy, gia tộc của Yêu Nguyệt Công Chúa, hay là thế lực lớn sau lưng của Lục Đà. Những người này trịnh trọng nhắc nhở đệ tử trong tộc, nhất định phải lôi kéo Thanh Y về phía mình. Tại sao lại vậy? Lẽ nào tiềm lực của nàng còn cao hơn cả những người đã tu ra ba luồng tiên khí? Có vài thiếu nữ đố kỵ bất mãn với mệnh lệnh lôi kéo một cô gái tới từ hạ giới như vậy những chàng trai khác thì không tới mức này bởi vì thanh y có vẻ đẹp nghiêng trời là một giai nhân tuyệt đại dung mạo động lòng người như vậy thì sớm đã có người mơ tưởng tới rồi các người nhớ kỹ ai có thể lôi kéo nàng về phía mình thì không khác gì đạt được một bảo tàng tiên cổ giá trị không thể đo lường được ông lão của trường sinh thế gia âm thầm nhắc nhở đệ tử mình với thần sắc đầy nghiêm túc nói ngọn lửa đó chính là hòa trùng mà thanh nguyệt tiên tử lưu lại nhìn hình dáng của nó thì rõ ràng rất là quái lạ có thể ẩn chứa bí mật cuối cùng của vị tiên nữ kia. Cái gì? Xin tộc lão hãy nói rõ hơn. Người nghe được tin tức này thì chợt hít vào ngụm khí lạnh. Có một lời đồ liên quan tới thanh nguyệt tiên tử này. Sự tài hoa của thanh nguyệt tiên tử chấn kinh cả tiên cổ. Nàng không ngừng nghiên cứu phương pháp bất hủ, tiến hành rất nhiều thử nghiệm, là bạn tốt với lục đạo luân hồi tiên vương và vô trung tiên vương nên nhận được rất nhiều sự dẫn dắt. Nghe đâu, nàng muốn tu luyện một pháp môn độ kiếp, là vào kỳ nguyên diệt vong, thiên địa lật nhào thì nàng tạm thời sẽ tiêu tán nhưng sớm muộn gì rồi cũng có một ngày nàng sẽ trở lại sẽ sống sót trên thế gian đây là một bí ẩn và cũng là một lời đồn năm xưa không một ai tin cả thế nhưng khi mọi người ở thời này nhìn thấy thanh nguyệt diễm khác biệt này và hiểu rõ là hòa chủng mà nàng đã lưu lại lúc này liền đứng ngồi không yên hiện giờ thanh nguyệt tái hiện hoàn toàn khác biệt cho nên sẽ khiến vài gia tộc cổ xưa kinh ngạc nếu như ai có bản lĩnh cưới được thanh y thì ta có thể xem xét chuyển vị trí tộc trưởng đời tiếp theo cho người đó. Đây là quyết định chấp nhoáng mà tộc trưởng đưa ra hòng khích lệ đệ tử trong tộc. Những gia tộc khác tuy rằng không trọng thưởng thẳng thừng như vậy nhưng mà cũng có ám chỉ, chỉ cần rút ngắn mối quan hệ với thanh y thì sẽ tạo điều kiện tăng cao địa vị trong tộc. Bọn họ cũng chỉ làm như vậy, chứ không dám ép buộc quá mức là vì lo lắng. Vạn nhất thanh nguyệt tiên tử thật sự hiện lên thế gian lần nữa và thấy có người có ý đồ với nàng, khinh nhờn với nàng thì chắc chắn sẽ ra tay hủy diệt luôn một trường sinh thế gian thạch hạo lộ vẻ khác thường hắn cũng từng nghe được một vài tin tức ngầm khi nghĩ tới ân oán tình cửu với thanh y cùng nguyệt thiền thì trong lòng trượt bồn chồn sẽ có thể gặp một thanh nguyệt tiên tử không thể không nói năng lực của những gia tộc cổ xưa này lớn tới kinh người sau đó không lâu đã có thể hiểu rõ quan hệ giữa thanh y và nguyệt thiền một người lại chia làm hai việc này làm cho bọn họ sợ hãi nên biết mỗi người đều đã tu ra một luồng tiên khí nếu như có ngày nào đó dung hợp lại thì cũng không chỉ xếp chồng lên nhau mà là càng mạnh mẽ hơn hơn nữa được sự bổ sung của tiên khí ẩn giấu trong thanh nguyệt diễm thì thành tựu của nàng càng không thể đoán được không cần nói về truyền thuyết của thanh nguyệt tiên tử chỉ riêng phong thái tuyệt diễm của thiếu nữ này thì tương lai đã khó đánh giá rồi sẽ vô cùng kinh người và đáng sợ bên trên ngọn bạch ngọc sơn trăm vạn chữ viết tỏa sáng suốt đêm ánh sáng dạng người dòng dã suốt tháng trời tất cả mọi người đều chăm chỉ tu hành cẩn thận tìm hiểu Hôm đó, tứ trưởng lão vận dụng pháp lực chuyển tới một ngọn núi đá đặt lên trên phế tích này. Mọi người quay đầu quan sát và lộ vẻ khác thường, bởi vì hình dáng của ngọn núi này rất đặc biệt. Nó tựa như là một cái lò lửa, nhưng có chút hư hào, một vài chỗ không được đầy đủ. Thức tỉnh Tứ trưởng lão không chế từng vệt thần quang đánh vào núi đá này khiến nó chấn động không ngừng, bên dưới đáy tựa như xuất hiện ngọn lửa đốt cháy cả ngọn núi này. Sau đó, từng tia tiên vụ từ trong các vết nứt của ngọn núi tràn ngập ra ngoài, đi kèm với đó là mùi hương thơm ngát. Trưởng lão, đó là gì? Đây là một lò luyện đan được truyền thừa từ tiên cổ, chúng ta đã phát hiện được từ trong một động phủ tiên gia. Tuy rằng, không phải là bảo cụ vô thượng gì thế, nhưng nó đã từng luyện qua tiên đan, ẩn chứa dược tính kinh người, tứ trưởng lão trả lời. Vì sao trưởng lão lại mang nó tới đây? Có người thỉnh giáo. Là cho các người một lần cơ duyện, bên trong lò luyện đan này ngưng tụ ra dược tính và đã hóa thành bảo dược không hề tiêu tán. Tứ trưởng lão nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đã nhiều năm trôi qua rồi mà trong lò đá này vẫn còn thần dược. Các người đoán đúng, bên trong lò đá này có nhiều cho tàn thế, nhưng cũng ẩn giấu đôi chút bảo đan, là phạt mạch đan rất quan trọng trong việc tu luyện tiên cổ pháp, dùng thứ này để trải chuốt lại cơ thể, như vậy việc tu luyện tiên cổ pháp sẽ càng dễ hơn. Tứ trưởng lão nói, việc này dẫn tới sự tranh luận của mọi người, ai cũng dồn dập lộ nét mừng, dù sao hoàn cảnh trong thiên địa đã thay đổi, độ khó. Để tu tiên cổ pháp đã gia tăng, nếu như có loại thần đan, như vậy thì chắc chắn sẽ giảm đi không ít trở ngại. Đan dược có hạn, tất cả đều dựa vào thực lực để nhận lấy. Tứ trưởng lão bổ sung. Chỉ một câu đã đốt cháy bầu không khí căng thẳng nơi này, tất cả mọi người nhanh chóng phân tách đứng đối lập nhau. Xoẹt. Hơn nữa, có người còn bay vút lên không trung và phóng thẳng về phía ngọn núi đá này, mục đích là muốn tiến vào trong lò để lấy đan. Tứ trưởng lão gật đầu, biểu thị vẻ khen ngợi. Ầm chỉ một quyền thập quan vương đã xuất thủ hắn triển khai long quyền mạnh mẽ vô song cách rất xa thế nhưng vẫn thấy ba luồng tiên khí hóa thành chân long quấn quanh một quyền này rồi lao về phía trước lập tức người kia bị đánh ho ra đầy máu văng mạnh lên trên núi đá hắn lướt tới nhằm thẳng phía đỉnh của lò đá đi cùng lúc đó những người khác cũng di chuyển phi thân lên cao nhằm thẳng về miệng lò luyện đan bóng người đông đảo chùm sáng ngút trời thạch hạo tất nhiên cũng bật nhảy nhắm về miệng núi lò luyện đan này vô cùng to lớn toàn thân đều là chất liệu bằng đá nơi miệng lò bốc lên từng làn sương mù màu trắng với hương thơm ngây ngất mà cũng chính nơi đây là sự tranh đấu kịch liệt của mấy đại cao thủ tạm thời không một ai có thể đi vào bởi vì nếu dám tiến vào trước thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người còn lại thập quan vương vân hy lục đà yêu nguyệt huyền côn đều đứng đối lập rồi không ngừng quyết đấu hiện giờ không một ai có thể phá vỡ cân bằng khi thạch hạo tới thì những người khác lộ vẻ kỳ lạ nhìn nhau tựa như đang giao lưu thông đồng gì đó mạc đạo mở đường thạch hạo lên tiếng mạc đạo vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn đây là một người hầu chí tôn đã tu ra ba luồng tiên khí ầm mạc đạo xuất thủ giết thẳng hướng miệng lò ngăn hắn lại những chí tôn khác tất nhiên sẽ không đứng nhìn bọn họ đi vào cho nên đồng loạt ra tay với mạc đạo thạch hạo chắp hai tay sau lưng rồi từ từ đi tới chứ cũng không có ra tay ngay bởi vì mấy đại cao thủ kia một bên ngăn cản mặc đạo còn một bên thì quan sát hắn thanh y tiên tử mời đi bên này lục đà lên tiếng bởi vì lúc này thanh y cũng đã tới nơi miệng lò bạch y tung bay theo gió thanh y chúng ta cùng nhau đi vào thạch hạo mỉm cười với nàng nghe tiếng pháp lực đầy tinh diệu đạo hạnh đầy cao thâm của huynh đài đã lâu thế nhưng vẫn chưa có cơ hội luận bàn nào cả không bằng chúng ta đấu thử một lần phía đối diện có người lên tiếng rõ ràng có người muốn khiêu chiến thạch hạo từ sau khi hắn trở về thì vẫn luôn tỏ vẻ thần bí tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn đạo pháp cao siêu thế nhưng cũng có rất nhiều hoài nghi không biết hắn lợi hại tới mức nào bởi vì liên quan tới sự mạnh mẽ của hắn thì cũng chỉ là những suy đoán mà thôi ví như có người nói hắn giết chết tam đầu vương còn có người nói hắn hạ gục hư không thú thế nhưng lại không hề có chứng cứ xác thực nào hiện giờ có người không kiềm chế được nên muốn ước lượng sâu cạn của hắn ra sao trong thư viện thiên thần này mạc đạo quay lại diệt tên kia cho ta thạch hạo lên tiếng đầy ngông cuồng căn bản không thèm để người này vào mắt ngươi quá kiêu ngạo đó ta khiêu chiến ngươi thì tại sao ngươi lại sai người khác ra trận người kia quát lớn trên đầu một cái mũ vàng tím dáng vẻ bất phàm là một thanh niên vô cùng tuấn tú chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí mà cũng xứng khiêu chiến với ta người hầu của ta cũng đã tu ra ba luồng rồi đó muốn chiến với ta thì trước hết luyện thêm 500 năm nữa đi thạch hạo chế nhạo hắn biết sau lưng kẻ này thể nào cũng có cao thủ cấp bậc như vương hy lục đà đám người này sai hắn ra mặt để thăm dò chứ không thì một tên tu ra hai luồng tiên khí thì làm sao dám can thiệp vào vốn mặt mày của người này như ngọc thế nhưng khi bị thạch hạo chế nhạo trước nhiều người như thế thì lập tức đỏ bừng tay cầm thiên mô phọt tới quát lớn cái tên nhát gan này chỉ biết núp sau lưng kẻ khác phải nhờ cường giả của dị vực ra mặt ngươi là cái thá gì chứ ngon thì lại đây đúng thế có gì tài ba đâu chứ dùng thủ đoạn gian xảo thể thu một người hầu cơ bản không phải là bản lĩnh thật sự nếu như buông tay đánh một trận thì chắc chắn sẽ chấn áp người ngay và luôn phía sau có người hùa theo rõ ràng là bắt ép thạch hạo ra tay một bầy kiến hôi dựa vào các ngươi mà cũng dám hỏ hét trước mặt ta à mạc đạo còn do dự gì mà không ra tay chứ cứ đánh đập đạp mạnh dưới chân cho ta thạch hạo thơ nói đối với đám người khiêu khích này thì chẳng đáng để hắn động tay động chân cứ để mạc đạo ra tay Mạc Đạo quay trở lại, từ nơi miệng lò sông tới và đứng bên trên ngọn núi, cũng chính là đang đứng bên trên lò đá, áo trắng phẩn phật, tóc dài tung bay, còn người tựa như tia chớp. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Thế giới hoàn mỹ tập 161 tiến vào thiên thần cảnh thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hắn thả ra khí tức kinh người, khiến mấy người đối diện run rẩy trong lòng. Mạc Đạo, người thân là cường giả dị vực, đã tu ra ba luồng tiên khí, được xưng là trí tôn một đời. Thế nhưng lại cam nguyện trở thành người hầu cho một kẻ có thực lực kém cỏi hơn mình. Nếu ta mà là ngươi thì ngược lại, sẽ giết chết kẻ đó. Thế nhưng mà ta cũng nghe nói qua, ngươi bị hạn chế bởi một loại cấm pháp nào đó, đã đưa ma khí ẩn hồn tháp có thể dưỡng hồn cho hắn, nên mới khiến bản thân mất đi sự tự do nếu như có kinh kỵ gì đó thì hãy để chúng ta giúp ngươi trừng trị hắn chàng trai đầu đội mũ vàng tím lên tiếng đồng thời thiên mô sắc bén hô hơ nơi tay mọi người đều biết hắn không hề thật tâm đi theo thạch hạo cho nên mới dùng lời nói để công kích hòng nhìn phản ứng của hắn cũng là đang giúp một người hay một nhóm người phía sau lưng thăm dò thử thạch hạo có bản lĩnh giết chết tam đầu vương hay không ầm mặc đạo giơ tay nơi lòng bàn tay phát sáng rồi xuất hiện mấy chục chữ cổ dạng người rực rỡ không ngừng vang lên những tiếng bong bong đây chính là pháp môn mà hắn đã tìm hiểu được từ trên ngọn bạch ngọc sơn kết quả mấy chục con phượng hoàng lửa hí vang lao vút lên trời cao những chữ này đều hòa thành những con phượng hoàng đỏ thắm bộ cánh dài xinh đẹp linh vũ sạc sỡ trong vẻ đẹp đã có sự thánh khiết vô cùng phượng hoàng bay múa tận trời xanh đồng thời tất cả chúng đều mang theo từng luồng tiên khí là sự phóng thích của tiên khí mà hắn đã tu ra trong chớp mắt bùng phát phá chàng trai đứng đối diện hét lớn Tay cầm một chiếc kính bằng xương vô cùng bóng loáng, tựa như là vầng thái dương bạc phát sáng phản chiếu mấy chục con phượng hoàng đỏ rực tương tự. Không minh kính, mọi người kinh hãi, chiếc gương này có lai lịch rất lớn, nó có thể chứa đựng công kích của đối phương vào bên trong kính, sau đó lại phóng thích đánh trả ngược lại đối phương. Thế nhưng đó là tiên kính đầy mạnh mẽ, không cách nào đo lường được, nó đã biến mất cách đây rất nhiều năm, nghe đầu đã bị phá nát trong trận chiến tiên cổ năm xưa. Trước mắt rõ ràng chỉ là một cái hàng nhái thế nhưng cũng rất kinh người. Bí bảo mô phỏng bình thường thì làm sao có thể ngăn cản một đòn được tiên khí quấn quanh chứ? Mấy chục chữ cổ hóa thành phượng hoàng đỏ rực mà mặc đạo triển khai từ từ phai mờ rồi biến mất không thấy đâu. Sau đó, tất cả đều hiện ở bên trong mặt cốt kính. Giết! Chàng trai đầu đội mũ vàng tím hét lớn rồi rung mạnh bảo kính trong tay. Tiếp đó ánh hào quang lấp lánh phun trào. Mấy chục con phượng hoàng lửa lao ra, chúng hóa thành từng luồng ánh đỏ mang theo ngọn lửa ngập trời giết về mặc đạo. Cảnh tượng này khiến mọi người cứng họng không ngờ lại có thủ đoạn như vậy nên biết hắn chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí thế nhưng lại có thể hò hét với một vị trí tôn hơn nữa có thủ có công chứ chẳng hề vất vả gì thạch hạo cười khẩy chẳng trách đối phương lại dám khiêu khích như thế hóa ra là có chỗ dựa như thế này người sau lưng hẳn đã đưa bảo kính cho kẻ này vốn là muốn thăm dò hắn xoẹt ánh mắt của mạc đạo lạnh như điện hai tay kết ấn và phóng ra từng luồng ánh kiếm còn bản thân thì xông lên giết chết mấy chục con chim thần do chính mình diễn hóa ra kia máu tinh nhuộm đỏ trời không vào hóa thành từng làn ánh sáng phủ văn tiếp đó hắn gặp người lao nhanh tới chẳng hề phóng thích bảo thuật gì mà chỉ xông thẳng giết lại mà thôi chàng trai đội mũ vàng tím quát lên không ngừng khống chế bảo kính trong tay lúc này mặt kính phát sáng rồi từ bên trong lao ra vô số chùm sáng hóa thành mấy chục con kimô nó không chỉ có thể nuốt hết bảo thuật của đối phương mà bản thân còn có thể phóng thích ra những pháp thuật để công kích bởi vì mặt kính được chế tạo từ thần cốt được đánh bóng của kim ô. Do bị giới hạn bởi vật liệu, cũng không phải là của kim ô cấp trí tôn, huyết thống không đủ mạnh thành ra uy lực mà nó phát ra cũng có hạn, khó có thể thương tổn tới mạc đạo. Trên thực tế, sau khi mấy chục con kim ô lao, tới thì không cách nào có thể đụng vào mạc đạo được. Bên ngoài cơ thể của hắn có một tầng ánh sáng chói mắt tựa như là chất lòng bảo vệ bản thân bên trong. Bốp! Khi tới sát bên cạnh, thì mạc đạo đánh ra một trường, ba luồng tên khí quấn quanh nơi bàn tay người kia dùng bảo kính để ngăn cản thế nhưng âm thanh vỡ vụn vang vọng tấm gương đã vỡ nát rồi và lúc này kinh biến chợt phát sinh một thanh đoàn kiếm từ trong gương lao nhanh ra ngoài nó hóa thành luồng ánh sáng đầy sắc bén chém về phía mạc đạo tốc độ cực nhanh tựa như là cầu vồng ngang trời cùng lúc đó thì cũng có người xuất thủ giết về phía thạch hạo đó là một người bằng đồng là một loại bí bảo và cũng là một dụng cụ để chinh chiến có người không cách nào kìm chế được việc muốn thăm dò thạch hạo thế nhưng cũng không muốn lộ diện hắn chỉ âm thầm lấy ra một bảo cụ hình người, cũng coi như là một loại con rối. Bảo cụ này rất bất phàm, bên trong ẩn chứa các loại thần liệu và trải qua vô vàn thử thách mới luyện thành. Thạch hạo, người có dám chiến một trận? Và lúc này có bốn sinh linh đồng loạt nhảy tới, ai cũng đều sở hữu bí bảo và muốn ước lượng sức lực của thạch hạo tới mức nào. Răng rắc. Cách đó không xa, mạc đạo nổi giận, đối phương đều ủy lại bảo cụ để khiêu chiến uy nghiêm trí tôn của hắn. Lúc này hắn toàn lực xuất thủ, nơi bàn tay phát sáng rồi xuất hiện một thanh vũ khí sắc bén chém đứt đoàn kiếm kia tiếp đó chém đứt đôi chàng trai đội mũ vàng tím từ ngang hông tiên huyết nhuộm đỏ cả trời cao có thể nói không minh kính hay là đoàn kiếm kia đều rất bất phàm ít nhất có thể chịu đựng được lực công kích tới mấy lần của người tu gia ba luồng tiên khí thế nhưng kết cục vẫn bị hủy diệt mạc đạo tay cầm lợi khí có hình dạng như long già không gì là không thể xuyên thủng nếu như không phải hắn kiêng kỵ vì đang ở trong thư viện thiên thần thì đã giết chết tên kia rồi. a à, thân thể của chàng trai kia bị chém thành hai nửa rơi trên ngọn núi, cơn đau đớn khó mà nhịn được. Mạc đạo xoay người nhìn chằm chằm con rối bằng đồng kia, y muốn lên nghênh chiến. Thôi bỏ đi, để ta tự mình xuất trận, nếu không các người cũng chẳng từ bỏ ý định. Thạch hạo lạnh nhạt nở nụ cười đồng thời bước về trước. Thân thể của hắn hơi phát sáng rồi tạo ra động thiên duy nhất dán chặt lấy cơ thể, không cách nào có thể phát hiện ra hình dạng của động thiên được nó tựa như là bộ giáp trụ bao trùm lên người. Keng. Hắn nâng quyền đấm thẳng về phía con rối bằng đồng kia, tiếng vang chói tai lan truyền, thứ này vô cùng cứng rắn, bên trong thậm chí còn ẩn chứa một chút tiên kim, chẳng hề kém so với kim cương chắc, giá trị kinh người. Mọi người thay đổi sắc mặt, không hổ là luyện thể già lại có thể trực diện chống lại dụng cụ chiến tranh này. Cánh tay của người bằng đồng lõm sâu vào trong, nó không cách nào ngăn lại được lực đấm của cơ thể Thạch Hạo, cảnh tượng thật dọa người thế nhưng những người kia rất muốn biết pháp lực của thạch hạo sẽ tới mức nào bởi vì bọn họ đã biết hắn là luyện thể già trời sinh hiểu quá rõ về thân thể của hắn vì vậy vài tên tu sĩ kia vọt lên đồng thời hét lớn và tạo nên màn ánh sáng lấp lánh tất cả đều đang sử dụng bảo thuật sử dụng bí bảo mà trường sinh gia tộc đưa cho những sinh linh gồm châu lớn thái cổ rất biết bay sư tử phương ba đầu còn có rùa vàng ngang trời tất cả đều là những chủng tộc mạnh mẽ tuy rằng đều hóa thành hình người nhưng cũng mang theo một vài đặc thù của tộc mình. Vèo. Lúc này, Thạch Hạo hóa thành một mũi tên thần vàng óng, tốc độ thân thể của hắn quá nhanh không ngừng lao vút trong hư không, trên kích châu lớn dưới chiến giết bay, đông đánh sư tử, vương tây chém rùa vàng. Răng rắc. Đầu tiên là bảo cụ của bọn họ, tuy rằng đều từ trường sinh ra tộc thế, nhưng trong sự va chạm đầy mạnh mẽ đó thì không ngừng nổ tung, kể cả người bằng đồng cũng bị Thạch Hạo dùng tay không xé rách thành từng mảnh. Thật là đáng sợ, y như con hung thú tiền sử hình người vậy, có người thán phục. Tên khốn này mạnh tới mức không còn gì để bàn nữa, dùng thân thể để phá tan mọi bảo cụ, không cách nào ngăn cản. Phụt. Tiếp theo, châu lớn bị bàn tay của hắn vạn gãy cổ, máu tươi tuôn rơi, rết bay bị hắn chặt đứt, sư tử vương bị hắn đá bay nửa người be bét thịt nát, bộ giáp của rùa vàng nổ tung, thân thể đâu đâu cũng là máu. Mọi người ngạc nhiên, quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà đã kết thúc chiến đấu rồi mọi người còn muốn xem thử đạo hạnh của hắn tới mức nào. Thế nhưng hắn giải quyết những người này chỉ dựa vào lực thân thể, cơ bản chưa từng vận dụng qua bảo thuật. Chàng trai đầu đội mũ vàng tím có thực lực phi phàm thế nhưng đã bị mặc đạo chém lìa thân thể, lúc này mới từ từ khôi phục lại, vừa mới loạn choạng đứng lên thì thạch hạo bay bổng tặng thêm một cước vào ngực của hắn. Lúc này cả thân thể đứt đoạn thành từng khúc, ngoại trừ đầu lâu ra thì toàn bộ cơ thể đều đã hóa thành xương máu. A, à, Hắn phát ra tiếng hét thảm dùng hạng như vậy để thăm dò ta còn xa lắm thạch hạo lạnh nhạt nói rồi nhìn về đối diện huynh đài quả nhiên rất ghê gớm không ngờ lại có thủ đoạn như thế này không thể là hạng vô danh được chúng ta rất muốn nhìn thấy chân thân của ngươi rốt cuộc thì trí tôn trẻ tuổi đã tu ra ba luồng tiên khí không thể kìm nén được nữa từng người đạp lên hư không và đồng loạt áp sát về nơi này lục đà vương hy huyền côn đồng thời đi về phía trước ngay cả đám người thập quan vương yêu nguyệt công chúa cũng chuyển động tới bọn họ đều hoài nghi và muốn xác nhận thạch hạo đến cùng là ai. Người tu ra ba luồng tiên khí sao có khả năng không có tên tuổi được chứ? Nhất định phải lưu lại phong thái đầy đặc biệt của mình ở bên trong cửu thiên thập địa, thử một lần là biết ngay. Trừ phi, hắn đến từ thánh viện, tiên viện, là con cháu của những lão quái vật kia, hoặc là đệ tử của bọn họ, vẫn luôn ẩn thế không ra thì mới có thể duy trì được sự thần bí, trước giờ chưa ai từng gặp qua. Có thể, vậy ai muốn đánh với ta một trận đây? hay là các ngươi cùng nhau tiến lên thạch hạo nhìn mọi người cũng không để ý và cũng không sợ hãi gì chuyện đã đến nước này thì lấy chân thân đối diện với đối phương cũng không thành vấn đề gì nữa mạc đạo đi theo bên cạnh hắn đứng đối diện với những người này cũng không lùi về sau nửa bước trên cái lò bằng đá bầu không khí lập tức vô cùng căng thẳng trí tôn trẻ tuổi sắp sửa giao thủ đây tuyệt đối là sự kiện vô cùng nghiêm trọng những người khác đều rút lui nín thở và không dám lẫn vào trong đó mặc dù nơi miệng lò không có người canh gác nhưng cũng không có ai dám tùy tiện xông vào ai cũng biết nếu mấy đại trí tôn trẻ tuổi này chưa quyết định ra được thắng bại thì không một người nào dám đi xuống trước nếu không tất nhiên sẽ đụng phải một đòn liên thủ của cường giả tu ra ba luồng tiên khí ai có thể chịu nổi sẽ lập tức bị đánh nổ liền tại chỗ ha ha đạo huynh thật là phong cách đó nhen đối mặt sự liên thủ của các trí tôn mà vẫn chuyện trò vui vẻ thật là làm cho chúng ta kính phục lục đà ta muốn lĩnh giáo người lục đà mở miệng mọi người chấn động đây là một trong những người mạnh nhất thư viện thiên thần, hắn muốn ra tay rồi sao? Lục đà cũng không khôi ngô, đứng ở nơi đó, cả người tràn ra khí hỗn độn, tóc xanh đầy đầu buông xõa, tiếng nói như chuông vàng chấn động làm cho rất nhiều người không thể đứng thẳng, như muốn ngã nhào xuống đất. Hắn chỉ cất tiếng mà đã như sấm nổ, làm khí huyết người người sôi trào, không thể chống lại. Vượt qua cửa ải của ta trước đã, mạc đạo bước ra, chán ở phía trước. Mọi người nhíu mày, bất kể nói như thế nào, thì đây cũng là một vị trí tôn trẻ tuổi tu ra ba luồng tiên khí, mặc dù là người hầu, nhưng không người nào dám khinh thường thực lực của hắn. Trên thực tế, mạc đạo mạnh tới mức nào thì không ai biết rõ, bởi vì lúc hắn chiến đấu cùng thạch hạo thì vẫn chưa từng vận dụng tới luồng tiên khí thứ ba. Huynh đài, người không muốn đánh với ta một trận sao? Lục đà nhìn về phía thạch hạo chứ cũng không có trả lời mạc đạo. Hắn thật sự muốn đánh một trận với thạch hạo, tự mình ước lượng độ nông sâu của đối phương. Khóe miệng thạch hạo hơi vểnh lên, lộ ra ý cười, chứ vẫn không nói gì. Mạc Đạo đã tiến về phía trước và đi tới giữa sân. Trong tiếng keng là tay trái xuất hiện một thanh chiến mâu màu vàng, tay phải xuất hiện một lưỡi kiếm hình dạng uốn lượn như rắn. Không biết hắn có bao nhiêu binh khí, đều là báu vật cả. Tất cả mọi người đều không nói lời nào, ai cũng đều nhìn thấy quyết tâm của Mạc Đạo. Ba luồng tiên khí vọt lên kết thành ba bông hoa đại đạo ở trên đỉnh đầu, sức chiến đấu đỉnh cao nhất của thiên thần hiển lộ hoàn toàn. Ngay cả ánh mắt của Thạch Hạo cũng trở nên trong vắt và lộ vẻ khó hiểu dưới cái nhìn của hắn mạc đạo là người khó chơi thiên thần đỉnh cao đã kết thành ba bông hoa đại đạo đây là tư thế vô địch hắn biết mạc đạo còn có một người chỉ còn kinh khủng hơn cả mạc đạo rất được bất hủ già coi trọng hoàng tộc của dị vực đều kiêng kỵ cùng kính nể không biết sẽ mạnh tới mức nào lục đà gật đầu nói được đã như vậy trước hết ta lĩnh giáo thủ đoạn của một thế giới khác vậy xem cho rõ ràng nơi ấy có điểm nào đặc biệt cũng coi như là làm chút chuẩn bị cho cuộc náo động lớn trong tương lai ầm um. hư không nổ tung trong nháy mắt đồng ý thì lục đà đã chuyển động tắm rửa hỗn độn trên đỉnh đầu lơ lửng một cây đại thụ với cành lá xum xuê do tiên khí biến thành chúng nhanh chóng đánh tới hư không trước mặt tựa như một bức tranh rách nát nó bị xé rách ngay lập tức đầu tiên hắn và mạc đạo va chạm với nhau đồng thời tiên quang kinh người chiếu rọi đây là đại quyết đấu đỉnh cao sáu luồng tiên khí va chạm mạnh ghê thật lục đà quả nhiên kinh người tiên khí có thể ngưng kết thành ba bông hoa đại đạo và lại còn ngưng kết thành cây quả là khiếp người mọi người thán phục ngay cả đám người yêu nguyệt huyền côn đều thay đổi sắc mặt hai người chiến đấu như chân long tranh hùng như hỏa hoàng chém giết không ngừng quấn lấy nhau kịch liệt vô cùng trong chớp mắt hỗn độn nổ tung và dồn nén toàn bộ miệng lò đá thủ đoạn của bọn họ chấn động tâm hồn khiến những tù sĩ khác nơm nấp lo sợ dường như hai vị thần linh vốn sinh ra trước khai thiên tích địa đang giao chiến muốn phá diệt địa hòa phong thủy trên núi cũng không chỉ một vị trí cường già trẻ tuổi, lúc này đừng nói là mấy người như Vương Hy, Huyền Côn, ngay cả thập quan Vương, yêu nguyệt công chúa đều nhìn lại, trong ánh mắt có thần quang kinh người, hình thành nên một luồng áp lực để ép người khác. Ta muốn luận bàn với ngươi, Huyền Côn nói. Thạch hạo nhìn hắn rồi nhìn về phía đối diện, kỳ thực ở chiến trường tiên gia hắn từng giao thủ cùng mấy người này, chẳng qua là dùng bộ mặt khác để đối mặt mà thôi. Đạo huynh có thể để ta tới hay không? Vương Hy mở miệng, quần áo phấp phới, giày trắng tất trắng vẻ thoát tục không nói thành lời một mái tóc đen nhánh theo gió bay lên trong mắt mang theo hào quang mờ ảo bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ ecab phim viết liền không giấu nhé mọi người lộ ra sắc mặt khác thường đều biết chuyện gì đang xảy ra sau khi từ chiến trường tiên gia trở về thì người của vương gia quá mức kiêu căng và có hành động không mấy tốt lành với thạch hạo chỉ vì hắn đang đội kim cương trác của tộc này trên đầu nên trong mắt bọn họ đây là tiêu chí đã bị hàng phục làm người hầu kết quả thì lại bị rước lấy cơn bật lại đầy kịch liệt của hắn có thể nói trong cuộc đối địch giữa đôi bên thì bộ mặt của vương gia đã mất hết ngay cả bản thân vương hy cũng bởi vậy mà gặp phải một vài tiếng đồn ướt át hiện tại vì nào muốn ra tay với thiếu niên kia nên hấp dẫn sự chú ý của mọi người khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều thêm mấy phần đến cùng thì ngươi là ai thế hả Phương hy bờ môi đỏ tươi đẹp hàm răng óng ánh mắt to linh động không chớp một cái nhìn về phía thiếu niên trước mặt trong thần thái có chút bất mãn không phải ngươi coi ta là đạo hữu à đương nhiên người trong gia tộc ngươi không cho là như vậy thạch hạo đáp lại ý của ta là ngươi đến từ nơi nào chân thân đến cùng là ai vương hy cột lấy lọn tóc đen trước chiếc chán trắng ngần ánh mắt trong trào và đe dọa nhìn hắn có quan trọng không thạch hạo hỏi đương nhiên quan trọng ngươi làm cho người trong tộc của ta rất khó chịu Phương hy nói sao ngươi không nói bọn họ đã làm cho ta cảm thấy rất khó chịu trước ngươi đã có lựa chọn như vậy thì ta cũng không còn nhiều lời làm gì tới đánh một trận đi thắng được ta chuyện gì cũng sẽ rõ ràng thạch hạo bình thản mở miệng đúng thế không ngươi rất tự tin vậy thì để ta nhìn thử ngươi dựa vào đâu để kiêu ngạo như vậy phương Hi nói trong lòng nàng có một nỗi bực dọc không quá tương xứng với khí chất điểm đạm thường ngày của nàng ta tự hỏi rằng trước giờ chưa từng đắc tội với ngươi Lúc ngươi bị thương nặng ở chiến trường tiên gia thì ta còn ra sức bảo vệ cho ngươi, hiện tại lại muốn đánh nhau sống chết à? Thạch hạo lạnh nhạt nói. Ngươi bụng dạ khó lường, ẩn núp bên cạnh ta, sau khi quay về lại còn bôi nhọ thanh danh ta. Phương Hy lạnh giọng nói và áp sát về phía trước, vẻ mặt có chút phức tạp. Thạch hạo nghe vậy lập tức nở nụ cười, nói, không phải là cùng nhau song tu sao, có cái gì ghê gớm đâu, cũng đã nói toạc ra rồi, còn có gì sầu lo nữa. Ngươi, tới đây đánh một trận đi. Phương Hy xấu hổ, một bước bước ra giữa bầu trời là từng đóa sen bạc tỏa hương thơm nước mũi từ từ hạ xuống nàng giết thẳng hướng thạch hạo nàng biết tộc trưởng đã sắp xếp hôn ước của nàng sau này không lâu có thể sẽ gả cho một vị tuyệt đại thiên kiêu của thánh viện nên lúc này không muốn có tiếng đồn không hay nào cẩn thận bị ta bắt giữ phiền phức càng nhiều hơn đó thạch hạo nói xoẹt vương hy vung tay cánh hoa ống ánh bay lượn đầy trời tất cả đều lượn lờ khí hỗn độn và mạnh mẽ hơn bất cứ bảo cụ nào khác chém về phía thạch hạo mỗi một cánh sen cũng như một lưỡi dao sắc bén đâm bầu trời thùng trăm ngàn lỗ thạch hạo búng ngón tay từng chiếc lá xanh mơn mờn bay ra đó là lá liễu xanh tươi như được điêu khắc từ ngọc thạch chúng xuyên thủng hư không và đón lấy những cánh hoa kia hoa tươi phải kết hợp với lá xanh thạch hạo cười ha ha trêu chọc mọi người nghe thấy vậy thì chẳng biết nói gì nữa mà lời này lọt vào tai vương hy lại như là một loại đùa giỡn cộng thêm tai tiếng trước đó càng khiến nàng cắn chặt răng ngà ánh sáng toàn thân càng dữ dội hơn ầm phiến lá màu xanh lục cùng hoa sen màu bạc đụng vào nhau lập tức khiến nơi đây chấn động vô cùng lớn cả cái lò đều đang lay động làm cho bên trong lò phun trào từng làn khí lành và tiên khí xoẹt trong tay vương hy xuất hiện một thanh tiên kiếm màu đen đầy rực rỡ óng ánh thân kiếm vốn là một màu đen ngòm nhưng lại dọi sáng ra muôn màu muôn vẻ vô cùng rực rỡ tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh đây tuyệt đối là một bí bảo gây gớm chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta kinh ngạc run rẩy đều có lời đồn rằng vương gia vẫn đang thu thập tiên kim để rèn đúc ra một thanh pháp khí vô thượng là một trường sinh thế gia tích lũy qua năm tháng dài đằng đẵng không những gom góp đủ mà còn dư một chút nên đã ban tặng cho vạch người quan trọng nhất trong tộc rõ ràng vương nghi chính là một người trong số đó thanh kiếm này của nàng hàm chứa một ít tiên kim nếu không thì không thể yêu dị như thế tiên kim hắc ám Khóe miệng thạch hạo hơi vểnh lên chớp mắt đã nhìn ra được sự bất phàm của nó chỉ là hắn cũng không để ý tới nếu chọc hắn điên lên thì lấy luôn tiên kiếm đại la ra hủy diệt thanh kiếm thai của đối phương hấp thu sạch tinh hoa bên trong ầm thạch hạo chủ động xuất kích giữa lúc giơ tay thì trong hư không hóa ra một bàn tay lớn màu vàng đất đây là sự thể hiện của thần thông là sự ngưng tụ của pháp tướng hắn chẳng chút lo lắng do dự bàn tay lớn bao trùm bầu trời và trộp về phía vương hy muốn bao phủ thân thể uyển chuyển của nàng vào trong đó chém vương hy khẽ quát bàn tay nhỏ như ngó sen trắng loáng như ngọc cầm chặt thanh kiếm trong lúc vung lên mang theo hào quang mờ mịt thân kiếm màu đen trong tay cắt ra hư không chém về phía bàn tay lớn kia bàn tay lớn màu vàng đất vẫn không hề tránh né mà tiếp tục bao phủ xuống tuy nhiên lại có biến hóa hoàn toàn mới lôi điện ra rào lại tựa như sông dài cuồn cuộn nện ầm ầm xuống dưới nó vốn là do quang vụ tạo thành hiện giờ lại được tia chớp đan sen nên giúp cho bàn tay to lớn ấy chẳng hề sợ kiếm thai chút nào dù cho có bị cắt rời đi nữa thì vẫn tỏa ra hào quang ầm thác sấm nổ tung tiếng vang đếch tai khiến cả cái lò bằng đá bắt đầu lay động kịch liệt Phương hy biến sắc triển khai bảo thuật làm cho bản thân hòa vào hư không dùng hết toàn lực tách khỏi lôi điện kia ngân hà sán lạn bên trong bàn tay lớn ấy lần lượt xuất hiện từng ngôi sao đó là những quả cầu bằng sấm sét hội tụ thành một dải ngân hà bằng lôi điện tiếng răng rác vang vọng kinh người đến cực điểm từ xa nhìn lại tất cả mọi người đều ngơ ngác bàn tay kia quá to lớn nó bao phủ cả bầu trời và lại bên trong bàn tay ấy lại còn có cả vũ trụ tinh hà xoay tròn ùn ùn kéo xuống chuyện này ngay cả đám người yêu nguyệt công chúa cũng đều thay đổi sắc mặt vận chuyển lôi điện đến một bước này tăng bảo thuật lên đến cực điểm quả thật là kinh thiên động địa làm người run sợ phá thiên thức vương hy quát lên nàng vốn thanh lệ xuất trần nhưng lúc này lại rất oai hùng mạnh mẽ vung động thanh kiếm bằng tiên kim hắc ám trong tay sử dụng một loại kiếm pháp cổ xưa đón đánh ngân hà bằng lôi điện đầy trời răng rắc bầu trời sụp đổ ngàn tầng vạn tia ánh chớp nhấn chìm nơi đây bàn tay lớn kia bị đánh mở thế nhưng vô số quả cầu sấm sét to lớn kia dường như từng ngọn núi lửa từ trên trời giáng xuống không ngừng phun trào giữa chiến trường cô gái áo trắng phấp phới ấy bị tia chớp quấn quanh bị lôi đỉnh nện đập thế nhưng kiếm thai trong tay nàng cũng có ma lực kỳ dị không ngừng dập tắt ánh chớp xung quanh heng đột nhiên thanh kiếm bằng tiên kim hắc ám rung lên bần bật một luồng ánh chớp kỳ dị dọc theo thân kiếm đánh vào trong cơ thể vương hy kiếm thai bằng kim loại vốn là vật dẫn điện mặc dù nàng rất mạnh mẽ thì cũng sẽ có lúc sơ sẩy đặc biệt là một vài tia điện mà thạch hạo tạo ra rất khủng khiếp thình thịch vương hy rút lui thân thể lảo đảo cũng may thương thế không nặng nên không phun máu tươi bình loạn quyết trong con người của vương hy mang theo sát khí khác hoàn toàn khi nãy tựa như một vị nữ vương vậy biến hóa như thế làm cho lòng người kinh hãi từ thanh thuần xuất trần sang khí khái anh hùng rồi lại tới phong thái vương giả toàn bộ đều xoay chuyển và hiển hiện hết ra ngoài biến hóa quá to lớn ba chữ bình loạn quyết tựa như sấm rền vang lên trong lòng rất nhiều người làm cho vài người biến sắc rồi la lớn thất thanh ngay cả bảo thuật chấn giáo trong tộc mà vương hy cũng đã luyện thành rồi sao loại thần thông này không giống pháp môn bình thường không phải muốn luyện thành là sẽ luyện thành, điều kiện của nó rất hà khắc, nghe nói từ rất nhiều đời đã không ai có thể luyện thành, không thể triển khai. Đặc biệt là ở độ tuổi này, dù muốn cũng không được, căn bản là không có khả năng luyện thành. Có người nói, tổng cộng có tới 13 đời của vương gia đã thất bại, không một ai thành công, có thể thấy được gian nan tới cỡ nào, đó cũng không phải là 13 người, mà là 13 đời. Bình loạn quyết tái hiện thế gian thân kiếm màu đen kia run run rồi lập tức bắn ra ánh kiếm ngập trời mà kiếm mang kia lại bắt đầu hóa thành sinh vật hình người đang bình định đại loạn trong thiên hạ loại cảnh tượng kia quá khủng khiếp mà khắp nơi là hung hút giết gào vỡ nát đại hoang chim thần dương cánh chém nứt bầu trời mà sinh vật hình người kia lại dùng một thanh kiếm đi bình định trên trời dưới đất chém hung thú diệt chim thần đánh đầu thắng đó uy lực tuyệt luân trên thực tế loại thần quyết này cũng không phải đang trong quá trình tiêu hoa biến mất mà bất luận là sinh vật hình người hay là chim thần cùng hung thú tất cả sức mạnh mà chúng phát ra đều nhằm phía thạch hạo dầm thiên địa bạo động thạch hạo triển khai chân nghĩa côn bằng một đen một vàng từ hai cánh tay lan tràn xuống đến lòng bàn tay tay trái sán lạn như hoàng kim tay phải đen kịt như mực chân nghĩa côn bằng bao hàm đạo biến hóa âm dương là pháp tắc cổ điển nhất trên thế gian vạn vật tương sinh ôm âm dương chuyển động vạn linh sinh sôi dựa theo âm dương mà sống lúc này trong lúc quyền phải màu đen của thạch hạo vung lên thì sau lưng hắn sóng biển đen ngòm ngập trời khí thái âm tràn ngập một con cá côn dài không biết bao nhiêu dặm to lớn vô biên đang bơi lội trong đại dương khi quyền trái màu vàng của hắn vung lên thì cá côn to lớn vô biên từ trong biển phóng lên tiếp đó hóa thành một con chim bằng màu vàng phóng thích ra khí thái dương từ côn biến thành bằng đây chính là một quá trình biến hóa âm dương hàm chứa sức mạnh nguyên bản nhất trên thế gian này nên đương nhiên sẽ khủng khiếp ngập trời thạch hạo hai tay nắm quyển ấn chùm sáng đen vàng óng cuồn cuộn được phóng ra ngoài âm dương lưu chuyển lập tức làm cho trời đất nát tan chấn động cả trời cao âm nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ chấn động khiến vương hy phải lùi về phía sau mặc dù nàng đã vận dụng bình loạn quyết thê nhưng cũng không chiếm được chút lợi lộc gì mà nếu là trước kia bình loạn quyết vừa ra thì kẻ địch nào cũng đều bị chấn áp không có sức mạnh nào có thể ngăn cản pháp môn côn bằng hắn là mọi người giật nảy cả mình không nghĩ tới ở đây lại nhìn thấy loại bảo thuật cái thế này hơn nữa đã thăng hoa đến mức cực điểm tự động suy diễn đến đỉnh cao nhất khe em thạch hạo vung đầu nắm đấm va chạm cùng tiên kim hắc ám tiếng kim loại vang lên điếc tai hả vương hy hoảng sợ kiếm thai bằng tiên kim lại không thương tổn được nắm đấm của thạch hạo đôi cánh tay của hắn ẩn chứa vô số biến hóa âm dương không ngừng thay đổi từ hư thành thật lại từ thật thành hư bình đao không thể xâm phạm bình loạn quyết vương hy lại quát nhẹ lần nữa hào quang sáng rực điểm lành rực rỡ một sinh vật hình người lại xuất hiện và bay thẳng lên trời cao tản ra sức mạnh ngập trời không thể tưởng tượng nổi kết quả của sự biến hóa này khiến thạch hạo cũng phải thất kinh là đang kêu gọi sức mạnh tiên đạo tiên khí mông lung lưu truyền vô cùng khủng khiếp không gì không xuyên thủng thạch hạo bay lên cao tay nắm côn bằng ấn không ngừng đấm về phía trước hai người không ngừng chém giết không ngừng đại chiến đầy kịch liệt với nhau sau đó Bọn họ xông về cùng một phía, tựa như hai tia chớp quấn chặt lấy nhau, từ trên trời rớt xuống đất, lại từ dưới đất giết tới trước lò đá, vô cùng kịch liệt. Ầm. Um, bình loạn quyết quả nhiên đáng sợ, không hổ là một trong ba đại kiếm quyết mạnh nhất cổ kim, không ngờ nàng lại có thể luyện thành, lần chiến đấu với chúng ta trước kia ở chiến trường tiên gia, nàng cũng không triển khai qua, ẩn giấu sâu thật đó, Yêu Nguyệt công chúa nói. Nói không chừng vào lúc ấy nàng ta vẫn chưa luyện thành, gần đây bế quan mới có được đột phá cũng chính bởi vì vậy mới tham dự cuộc đại quyết chiến lần này huyền côn nói bình loạn quyết quả nhiên đáng sợ đoạt tạo hóa thiên địa từ bảo thuật đã trở thành thiên công thập quan vương than thở ở bên ngoài cũng có bình loạn quyết thế nhưng căn bản không thể giống với vương gia đây mới là áo nghĩa trung cực là vô thượng bình loạn quyết truyền lưu bên ngoài đều không đầy đủ đồng thời tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chằm chằm thạch hạo lại là côn bằng pháp cửu thiên thập địa bây giờ chỉ có bốn người mà thôi Lẽ nào là hắn? Ánh mắt của Thập Quan Vương lấp loé. Không phải đã bị Nguyên Thanh bắt giữ, trục xuất vào cổ quáng Thái Sơ và chết ở trong đó rồi sao? Ánh mắt yêu nguyệt công chúa trong vắt, phát ra ánh sáng khác thường. Vào đúng lúc này, rất nhiều người đều đang nghĩ tới thiếu niên ở hạ giới kia, trong lòng chờ run rẩy, hắn lại không chết ư? Tất cả mọi người đều đang đợi, tất cả đều sẽ được chứng minh. Thanh y khó có thể bình tĩnh được, sẽ là người kia sao? Hắn vẫn chưa chết đi, đây được xem như là vương giả đã trở về lại lần nữa xuất hiện trên thế gian ư ừ. ầm giữa chiến trường cuộc đại chiến của hai người càng kinh khủng hơn thạch hạo nắm quyền ấn trên đánh cửu thiên dưới trừ cửu u lúc thì tinh khí thái dương cuồn cuộn lúc thì khói đen thái âm bốc lên lúc thần lúc ma thạch hạo không thể không thán phục sự đáng sợ của bình loạn quyết thực sự quá kinh người thần uy không lường được phải biết hiện tại pháp môn côn bằng mà hắn đang triển khai đã thăng hoa đến cực điểm chính như những gì sách cổ đã ghi chép khi một loại thần thông được diễn dịch đến cực điểm thì sẽ thoát ly, như thế đủ khả năng để chặn đứng thiên công, phá vạn kiếp. Hiện tại hai người vận dụng bảo thuật, ngang ngửa với việc đang tiến hành đối kháng thiên công. Vương Hy quát một tiếng, không chỉ là bình loạn quyết mà nàng lại sử dụng tới một loại thiên công cổ khác nữa, tiếng vang ầm ầm, áo nghĩa của nó chấn động cổ kim, vô số ánh sáng chết chóc vọt lên bao trùm, về phía thạch hạo đang đứng. Lục đạo luân hồi Thạch hạo quát lên, hai tay không ngừng kết ấn khống chế ra thiên công cổ mà bản thân nắm giữ chấn nhiếp tất cả mọi người ở chỗ này thiên công vô thượng của cung điện chí tôn đã xuất hiện trên người hắn rồi có người kêu to bất kể là vương hy giữa chiến trường hay là đám người yêu nguyệt công chúa huyền côn ở cách đó không xa ai nấy đều giật nảy cả mình vẻ mặt thay đổi ngay tại chỗ ngay cả lục đà đang chiến đấu với mạc đạo ở phía xa thì tâm thần cũng bị chấn động mạnh sau khi quyết đấu thiên công chiến trường yên lặng như tờ hai người đều đang lùi lại nhưng vào lúc này giữa bầu trời xuất hiện từng cành cây màu vàng chúng không một tiếng động nhanh chóng lan tràn bao phủ lấy vương hy là từ trong hư không đột nhiên sinh trưởng ra rất là đột ngột vương hy chấn động kiếm thai muốn chặt đứt toàn bộ nhưng kết quả vượt quá dự liệu của nàng cành liễu màu vàng cứng cỏi vô cùng có một vài cành vươn đến rồi quấn quanh lấy người nàng đứt cho ta vương hy quát lên cả người thiêu đốt thần lực bạo phát hòng chấn đứt cành liễu ấy cùng lúc đó kiếm thai bằng tiên kim hắc ám trong tay cũng vung lên và muốn chém đứt toàn bộ cành liễu. Chặt không đứt đâu, Thạch Hạo khẽ nói. Trên những cành kia lần lượt xuất hiện từng ký hiệu, chúng càng cuốn càng chặt, Chói chặt vương hy lại, giam cầm trong hư không. Bạn đang xem Thế giới Hoàn Mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Một nhóm người sững sờ, Vương Hy bị bắt giữ. Đây là ảo giác sao? Cảnh liễu màu vàng phát ra âm thanh như kim loại va chạm những lá liễu và cành liễu lại tựa như xiềng xích kim loại quấn quanh chói chặt lấy vương hy mở vương hy khẽ quát mái tóc đầy đầu bay lượn thân thể cao giáo đang dãy ruộng kịch liệt tiên kiếm hắc ám trong tay vung vẫy chém ra từng chuỗi hoa lửa nàng muốn phá tan trói buộc chặt đứt những xích thần màu vàng này thế nhưng càng làm thế thì những cành liễu lại càng quấn chặt thêm cứng cỏi không hư hao dù cho tiên kiếm hắc ám sắc bén đã chặt đứt một ít thế nhưng những bộ phận khác lập tức bổ sung lại những cảnh liễu màu vàng này có một sức sống vô cùng mạnh mẽ vương hy bị bắt giữ rồi mọi người giật nảy cả mình sau đó nghẹn họng chừng mắt nói không ra lời điều này làm cho người ta cảm thấy chấn động dù sao đây cũng là tiểu thư của trường sinh gia tộc vương gia một vị tiên tử đã tu ra ba luồng tiên khí kinh tài tuyệt diễm sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng ấy vậy hôm nay lại bị bắt giữ ầm um, một đám nam minh ly hỏa bốc lên vương hy hóa thành bó đuốc từ bên trong mỗi một tác gia thịt trắng như tuyết của nàng dâng lên ngọn lửa sáng ngời, đốt cháy từng cành liễu kia. Rất nhanh, nàng được ánh lửa nhấn chìm. Lúc này, Thạch Hạo đã sớm hóa thành một vệt sáng vọt tới, nhanh chóng ra tay hỏng bắt lấy nàng. Xoẹt! Phương Hy không phải là người bình thường, cho dù thân thể tạm thời bị trói buộc thế nhưng vẫn linh động như cũ, xé hư không, vừa ra ngoài, muốn trốn khỏi nơi đây. Lúc này cánh tay phải của nàng bị cuốn chặt lại, tiên kiếm hắc ám trong tay rời đi và dưới sự khống chế của nguyên thần nó chém vào xích thần trật tự trên người đồng thời chống lại cường địch phía sau nhưng mà điều này vẫn không thể ngăn cản được bước chân của thạch hạo dù sao nàng cũng đã bị giam cầm sức chiến đấu giảm mạnh ầm uhm. một lát sau xung quanh vương hy lao ra mười bóng người đó đều là linh thân của nàng tất cả đồng loạt giết về hướng thạch hạo bên trong có những hung thú mạnh nhất trên trần đời như chu tước kim ô cửu đầu xà đương nhiên cũng có sinh linh hình người nhưng đều là linh thân được nuôi dưỡng ở bên trong động thiên chúng hợp lực vây giết thạch hạo vương hy lại bị bức bách đến một bước này bắt đầu vận dụng linh thân rồi đúng là không còn cách nào nữa không ngờ rằng nữ thiên kiêu một đời lại bị cái người đi theo của mình áp chế và sắp trở thành tù binh đúng là chẳng biết nói gì cho phải nữa tất cả mọi người đều rõ ràng một khi điều động linh thân là đã rơi vào tình cảnh khó có thể thay đổi bởi vì đối thủ cũng có linh thân điều này chỉ có thể nói rõ vương hy chẳng còn cách nào nữa mọi người thở dài thân là thiên tri kiêu nữ thế mà lại bị như thế chỉ sợ đây là lần đầu tiên nàng bị bắt giữ như vậy. Thạch hạo nở nụ cười, rồi thân thể hơi lay động một cái, cũng không giống người khác sẽ tạo ra mười động thiên mà chỉ là một đoàn ánh sáng mông lung, thế nhưng lại có rất nhiều bóng hình lao ra. Côn bằng, mấy người kêu sợ hãi, lôi điện hình người, còn có một cây liễu. Tiếng kinh hô lên tiếp, rất nhiều người trợn to hai mắt. Tuy rằng sớm có dự liệu, lúc nhìn thấy thiếu niên kia triển khai côn bằng pháp, sau đó lại điều động bảo thuật liễu thần, thì cũng đã đại khái đoán được thân phận của hắn, như lúc này mới coi như là xác nhận. Bởi vì, theo như Thạch Hạo điều động linh thân kết hợp với những bảo thuật mà hắn am hiểu, tất cả đều đã bại lộ, nói rõ một vấn đề hắn đến từ cùng là ai. Ầm. Trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, linh thân của Thạch Hạo đồng thời xuất động đón đánh 10 bộ linh thân của đối phương, giao tranh kịch liệt, tiến hành ngăn cản. Rất rõ ràng, Thạch Hạo không còn che giấu bất cứ thứ gì, sự ngang tàn không gì sánh được lúc này mỗi một linh thân đều nắm giữ một loại thần thông kinh thế hiện tại trồng chất khiến uy lực càng tuyệt luân hơn nơi này sôi trào hắn là hoang vậy mà không có chết đã đi tới thư viện thiên thần ta không phải nguyên thanh đã ra tay đẩy hắn vào cổ quáng thái sơ rồi sao nghe đâu hắn đã chết ở bên trong mỏ quặng vì sao còn xuất hiện ở đây trời ạ à, nguyên lai hắn chính là hoang là thiếu niên tên thạch hạo ở hạ giới kia cuối cùng cũng đã được minh chứng ta đã nói rồi mà vô duyên vô cớ làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một vị trí tôn trẻ tuổi như vậy chứ tiếng bàn luận khắp nơi những người này vừa kích động lại vừa hưng phấn nóng bỏng nhìn xem cuộc chiến vương hy cũng đã bị bắt mọi người cảm thấy thú vị chuyện này tuyệt đối là một sự kiện vô cùng gay go với vương gia phải biết đây chính là đệ tử kinh diễm nhất của tộc này đã tu ra ba luồng tiên khí huống hồ thiếu niên này còn đã từng mạo phạm và làm bọn họ cảm thấy nhục nhã mất mặt mà trước đây còn có tin đồn đầy ướt át với vương hy bị người thanh niên trẻ cùng thời bắt giữ như vậy đối với vương hy đối với vương gia mà nói đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì ầm um, trong hư không chiến đấu kịch liệt có vài bóng hình đã bị đánh bay hai linh thân của vương hy bị thương nặng theo như kết quả dự đoán thì cuộc chiến sắp kết thúc rồi bỗng nhiên một cơn ngột ngạt khôn kể trong nháy mắt bao phủ trong lòng của mọi người bao gồm thạch hạo lúc này hắn thầm kêu một tiếng không tốt rồi nhanh chóng rút lui một luồng kiếm quang tuyệt thế từ trong mi tâm vương hy lao với tốc độ cực nhanh hào quang chập chờn trói mắt nó chém nhanh về phía thạch hạo đó là cái gì là nguyên thần của vương hy đang xuất khiếu sao trời ạ à, kiếm khí này sao lại đáng sợ như thế chứ thậm chí còn khủng khiếp hơn cả bình loạn quyết mấy phần nàng sao luyện thành được vậy rất nhiều người sợ hãi lên tiếng lúc này thân thể của vương hy vẫn đứng yên thế nhưng ở giữa mi tâm có một luồng cầu vồng xuất khiếu nó với tốc độ cực nhanh lao tới hòng đánh chết thạch hạo chỉ có một vài người thấy rõ đó là nguyên thần của phương hy đang xuất khiếu là một nữ anh giống nàng như đúc với chiều cao bằng nắm đấm ôm một thanh kiếm nhỏ màu đen dài bằng ngón tay cái phát ra ánh sáng vạn trượng nhằm về phía thạch hạo cảnh tượng kia vô cùng kỳ lạ bởi vì mặc dù nữ anh kia là nguyên thần thế nhưng toàn thân lưu chuyển không phải là nguyên thần lực mà là kiếm khí nó hình thành kiếm cương và tạo nên một vòng tuần hoàn ở bên ngoài thân thể nguyên thần lực tại sao có thể trở thành kiếm khí hóa thành kiếm cương vô địch được chứ mọi người kinh hãi đến biến sắc từng người hãi hùng khiếp vía đây không phải là bình luận quyết mà nó còn mạnh hơn nữa đây là kiếm ý gì sai rồi đây là bình luận quyết hơn nữa là sự thể hiện của việc đã luyện đến mức độ cao thâm hóa nguyên thần thành kiếm thai rồi trời ạ à, cô ấy này làm thế nào luyện thành vậy quá đáng sợ mà các ngươi nhìn thấy thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay nàng không tự như là tiên kim hắc ám không gì không xuyên thủng đó là nguyên thần biến thành đấy nếu như nữ anh biến mất nguyên thần hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm thai như vậy thì đã như là vô địch đạt tới cảnh giới vô thượng không ai không thay đổi sắc mặt từ xưa tới nay nguyên thần hóa thành kiếm thai rất ít có đặc biệt trong độ tuổi này cơ bản không thể nào thành công được có thể trước nay chưa từng gặp qua thạch hạo lông tơ dựng thẳng cảm nhận được sát ý lúc nguyên thần kia xông lại thì vô cùng ác liệt chém thần giết ma không gì không xuyên thủng rất là đáng sợ nếu không phải hắn tránh né nhanh thì đã bị xuyên thủng ngay lập tức rồi hắn chưa từng thấy qua kiếm cương đáng sợ như vậy từ trong hư không chém tới phá diệt vạn vật quan trọng nhất chính là tốc độ của nàng quá nhanh khó có thể tránh né nếu không phải hắn buông thả toàn lực vận dụng côn bằng pháp vỗ mạnh cặp cánh nhanh chóng tránh ra thì lúc nãy đã có thể bị nguyên thần kiếm thai chém bay đầu rồi việc này quá kinh người thạch hạo dịch chuyển lưu lại từng chuỗi bóng mờ một bóng mờ màu đen xẹt qua nhanh đến nỗi dù dùng thiên nhãn thông cũng khó có thể thấy được đây chính là nguyên thần kiếm thai bên trong bình loạn quyết giết người vô hình khó lòng phòng bị em tia lửa văng gấp nơi tiếng vang đứt tai cùng lúc đó thạch hạo cũng dừng lại không tiếp tục tránh né nữa xong tốc độ của nguyên thần kiếm thai bên trong bình loạn quyết quá nhanh vượt qua cả cảm giác của bản thân nếu như đã dừng lại như vậy thì sẽ không bao giờ có thể tiếp tục tránh né được nữa sẽ rơi vào thế bị động ngay lập tức và sẽ bị giết ngay tức khắc có người than thở. Bình loạn quyết quả thực khó phá giải mà, mấy người hùa theo. Keng! Lại là một tiếng va chạm, thạch hạo nổi giận, dùng quyền ấn va chạm cùng nguyên thần kiếm thai kia, tia lửa văng khắp nơi. Cái gì, quyền ý của hắn như thế nào mà lại có thể đuổi kịp tốc độ của Vương Hy chứ? Có thể lay động cả nguyên thần kiếm thai bên trong bình loạn quyết, rất nhiều người kinh hãi. Phải biết, tốc độ của nguyên thần kiếm thai vượt qua cả cảm giác, một khi vận dụng, trên nguyên tắc là có thể chém tất cả địch thủ cung cấp. Hắn đã dung hợp rất nhiều áo nghĩa của pháp môn côn bằng, dựa vào bản năng chiến đấu, bằng trực giác để ra tay ngăn cản nguyên thần kiếm thai bên trong bình loạn quyết kia. Mọi người hãi hùng khiếp vía, loại tốc độ kia quá nhanh mà. Đến hiện tại, bọn họ căn bản đã không còn nhìn thấy nguyên thần kiếm thai của Vương Hy nữa, mặc dù mở ra thiên nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng mờ, không thể thấy rõ hình dáng. Đám người yêu nguyệt công chúa đã sớm biến sắc, Phương Hy có thực lực như vậy cũng quá đáng sợ mà, một khi đối đầu thì có mấy người có thể địch lại. ầm! Uhm. đột nhiên, cả người thạch hạo phát sáng, trí tôn huyết trong cơ thể thức tỉnh, hắn sử dụng tới ba loại bảo thuật. Thần thông thượng thương, luân hồi, còn có loại thứ ba không rõ kia nữa, hắn ra chỉ hai loại thần thông phía trước và loại thần thông thứ ba để làm cho uy lực của chúng tăng lên, khiến thần lực bản thân càng khủng khiếp hơn, lúc này phủ văn của ba loại bảo thuật quần lấy nhau chồng chất lên nhau trong khắp mạch máu của cơ thể khiến cả người phát ra ánh sáng chói mắt nhất trong chốc lát vô tận mưa ánh sáng từ cơ thể hắn lao ra nhấn chìm nơi đây loại bảo thuật chồng chất lên nhau kia ở khắp mọi nơi bao phủ bốn phương tiếng kêu sợ hãi vang lên nguyên thần kiếm thai đã bị ngăn chặn nữ anh ôm thanh kiếm nhỏ màu đen trong lòng kia từ từ mờ ảo tình cảnh này làm cho nàng giật này cả mình nguyên thần kiếm thai không gì là không xuyên thủng làm sao bị hao tổn chứ vương hy không rõ trong lòng có chút hoảng loạn thạch hạo càng giật mình hơn nếu là người thường thì đã già yếu từ lâu rồi dưới luân hồi thì làm sao chống lại chứ đặc biệt trước mắt là ba loại bảo thuật trồng chất với nhau nên uy lực càng tăng hơn áo nghĩa càng phức tạp hơn nhưng mà nguyên thần của vương hy chưa hề già yếu chỉ có thanh kiếm nhỏ màu đen được ôm trong lòng kia mới bị hao tồn mà thôi vương hy không dám chống cự nguyên thần nhanh hướng bay vào thân thể nàng không dám mạo hiểm nữa bởi vì nguyên thần của nàng vẫn chưa hoàn toàn hóa thành kiếm thai chưa từng đạt đến trình độ vạn pháp bất xâm, vững chắc bất diệt, nếu còn trì hoãn thêm nữa thì không chừng liền phải gặp nạn. Chỉ có khi thật sự đại thành, nữ anh biến mất, hoàn toàn hóa thành một thanh kiếm thai thì như vậy mới coi như vô địch. Tới đến thời điểm ấy thì chẳng quản người thi triển loại pháp môn nào, một chiêu chém chết. Ầm ầm ầm. Mưa ánh sáng bay lượn bao phủ nơi đây, thượng thương, luân hồi tất cả cùng, đồng thời chuyển động, khí thôn sơn hà, chúng giết về hướng Vương Hy. Quấn lấy nguyên thần đang muốn bỏ chạy kia, khiến nó lại tối mờ đi khá nhiều. Khe em Nữ anh vung kiếm, thanh kiếm nhỏ màu đen trong tay lập tức dạn nứt. Sau đó ở dưới sự ăn mòn của ba loại phù văn của thạch hạo, thì vỡ nát một đoạn. Nguyên thần nàng đã bị thương, thế nhưng vẫn dựa vào cái này, để tránh thoát và xông thẳng vào cơ thể chính mình. Vừa nãy, nếu không bị kiếm thai kia tập kích, thì thạch hạo đã sớm lao thẳng tới nữ anh ấy, hiện tại tự nhiên sẽ không buông tha. Xoẹt cuối cùng nguyên thần của vương hy cũng nhanh hơn một bước quay về bên trong thân thể còn thiếu một tí xíu nữa thôi nếu nguyên thần hoàn toàn hóa thành kiếm thai thì đó mới tính là phong thái vô địch khi đó sẽ tới phiên người khác nghĩ cách làm sao để thoát thân rồi rất nhiều người thở dài vương hy bị bắt khiến không ít người tức hận chớp mắt thạch hạo lao đến chụp vào thân thể vương hy xoẹt xa ui cùng một mảnh kiếm quang bay tới và thân thể vương hy lờ mờ khoái miệng chảy máu nhưng cuối cùng cùng không thể cứu vãn được gì đã bị thạch hạo bắt giữ tại trên người nàng cành liễu màu vàng phát sáng dạng người trói chặt nàng lại ngay cả quần áo đều dán sát vào thân thể phác họa ra đường cong hoàn mỹ khoái miệng vương hy chảy máu lúc lấy ra nguyên thần kiếm thai thì đã va chạm với bảo thuật của thạch hạo nên bị thương không nhẹ đạo hữu người đã thất bại thạch hạo nâng vương hy lên lúc này nàng bị cành liễu màu vàng bó chặt như cái bánh trưng vương hy vừa xấu hổ vừa tức giận tư thế bị người nhất trong tay này rất khiếm nhã nàng có thân phận ra sao thiên tri kiêu nữ minh châu sáng trói nhất của vương gia nhưng trước mắt lại chịu uất ức như thế một tiếng đạo hữu kia càng là một loại trào phúng ngày đó nàng dùng cách gọi đạo hữu tương xứng để mời thạch hạo tiến vào thư viện thiên thần đi theo bên cạnh nàng nhưng loạt chuyện phát sinh sau đó vương gia trở mặt cùng thạch hạo mà nàng lại muốn ước lượng xem người đạo hữu này mạnh bao nhiêu thế nhưng kết quả lại bị bắt giữ vương hy bị bắt rồi trời ơi tiên tử hoàn mỹ nhất trong lòng ta lại rơi vào trong tay tên khốn nạn kia rồi. Dù gì cũng là thiên kim tiểu thư của trường sinh thế gia, địa vị cực cao, có thể gọi là tôn sùng, nhưng lại thất bại ở đây. Nơi này ở Mỹ khắp trốn, trên lò đá tất cả mọi người đều nhìn về phía trước. Đối với Vương Hy, đây giống như trời đất đang sụp đổ vậy, vốn có vướng mắc ân oán, cùng với tai tiếng với thạch hạo, hiện tại lại rơi vào trong tay hắn, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù hắn có thả nàng đi nữa, thì chuyện này chắc sẽ chuyển ra ngoài, lúc đó sẽ hình thành nên một hồi sóng to gió lớn. Nàng tu thành nguyên thần kiếm thai, vốn tưởng rằng có thể quét sạch địch thủ bốn phương, không hề nghĩ rằng mình vẫn phải đại bại, trong lòng hoang mang vô cùng. ồn ào trong chốc lát, lập tức mọi người lại kinh hãi hơn về thân phận của Thạch Hạo. Thậm chí, thân phận Thạch Hạo được tiết lộ còn muốn náo động lớn hơn cả việc Phương Hy bị bắt giữ. Đây chính là hoang, thật sự quá trẻ tuổi, cũng chỉ chừng 20 tuổi mà đã có bản linh kinh thiên động địa như vậy cũng tu ra ba luồng tiên khí nữa chứ. Bạn đang xem Thế giới Hoàn Mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di Phim. Truy cập kênh youtube Di Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ viết liền không giấu nhé. Ngay cả Nguyên Thanh được người khác nhờ vả mà cũng không thể ngăn cản được bước tiến của hắn, vẫn có thể tới được Thư viện Thiên Thần, tiên tư của thiếu niên này quá ngút trời. Thạch Hạo đứng trên lò đá, xương cốt trong thân thể vang lên lốp bốp tựa như giang đậu, đồng thời thân thể càng lúc càng cao giáo. Ngoài ra khuôn mặt cũng đã thay đổi và lộ ra một gương mặt thanh tú. Hắn lần đầu tiên để lộ hình dáng ở thư viện thiên thần. Trong nháy mắt liền truyền đến rất nhiều tiếng kinh hô. Tay áo thanh y tung bay ra hiệu về phía hắn. Thần sắc nguyệt thiền đầy phức tạp, lúc này liền thay đổi, tự nói, quả nhiên là hắn. Đây chính là hoang sao, hóa ra có bộ dáng này, thanh tú đẹp trai, ta còn tưởng rằng là một người đàn ông uy vũ thô kịch chứ. Như thế mà vẫn chưa đủ uy vũ sao, không thấy ngay cả vương hy tiên tử cũng bị hắn bế ở trong tay à, có người nhỏ giọng nói. Vương Hy nghe được lời như vậy thì rất xấu hổ, nàng vốn là trí tôn trẻ tuổi, hiện nay lại bị người bắt giữ thì làm sao chịu thấu chứ. Vào lúc này, Lục Đà và Mạc Đạo cũng đã ngừng chiến đấu, còn có ai muốn tới đánh một trận không? Thạch Hạo hỏi, nhìn về phía đám người Lục Đà, Yêu Nguyệt, Thập Quan Vương. Còn đánh cái gì? Hoàng, ta trịnh trọng mời ngươi tới nhà ta làm khách, cũng không có lễ vật quý trọng gì, thôi thì tặng một nha đầu của vương gia nhé yêu nguyệt công chúa cười hì hì. tất cả mọi người hoàn toàn không còn gì để nói vương hi thì tức giận vô cùng tuy rằng không thể đứng thẳng vì bị hạn chế nàng đang bị thạch hạo nhấc bổng thế nhưng vẫn là chừng mắt không thôi đồng thời nàng cảm thấy rất xấu hổ không có chuyện gì có thể so sánh với việc nếm phải quả đắng ngay trước mặt đối thủ của mình hai người vẫn luôn luôn cạnh tranh với nhau kết quả bản thân mình lại bị một người thanh niên nhấc bổng như vậy có ích lợi gì không thạch hạo hỏi dáng vẻ đàng hoàng trịnh trọng Người muốn cái gì? Yêu Nguyệt công chúa cười nói đầy vui vẻ, nhìn thấy kẻ đối đầu nếm đau khổ thì nàng là người cảm thấy cao hứng nhất, cười trên sự đau khổ của người khác. Người có thể cho ta thứ gì chứ? Thiên công cổ, bảo thuật thập hung, hoặc là moi bình loạn quyết của vương gia từ trong miệng tù binh ra, nếu như có thể làm được như vậy, ta lập tức đưa nàng cho ngươi. Thạch hạo nói, hào phóng như vậy à, để ta suy nghĩ một chút, xem có biện pháp tra hỏi ra bình loạn quyết hay không ta cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất từ cổ trí kim này yêu nguyệt công chúa nói mọi người hai mặt nhìn nhau hai người này đã biến thành kẻ buôn người hay sao ngay trước mặt mọi người thương thảo giá trị của vương hy cũng quá đáng thật quả nhiên đây là lần đầu tiên vương hy giận dữ như thế thân thể khẽ run suýt chút nữa thì đã bất tỉnh sau đại chiến bầu không khí vốn rất căng thẳng rất nghiêm túc kết quả hai người này đứng đó thương lượng buôn bán vương hy việc này khiến người ta dở khóc dở cười. Khụ. Đúng lúc này, một tiếng ho khan giả nua truyền đến, tứ đại trưởng lão của thư viện thiên thần đi tới, hắn mở miệng, nói, các người đều là học sinh của thư viện, luận bàn cũng được, nhưng không được làm nhục đồng môn. Sau đó, hắn nhìn về phía thạch hạo, nói, tiểu hữu, kính xin buông tay. Thạch hạo bất đắc dĩ, hắn đã sớm biết ở trong thư viện thiên thần này không cách nào giết người, cũng không thể bắt làm tù binh được, chỉ có thể buông tay, để vương hy khôi phục lại tự do được rồi các người đã chiến đấu rất lâu rồi hãy bỏ qua tranh chấp cá nhân duy trì lại chút thanh tĩnh nơi này từng người đi tìm bảo đan cho riêng mình đi tứ trưởng lão nói rằng thạch hạo rất thẳng thắn thả vương hy xuống mặt đất cành liễu màu vàng quấn quanh thân biến mất còn nàng sau khi đã khôi phục tự do thì nhanh chóng nhảy lên cao kéo dài khoảng cách cùng thạch hạo đi thạch hạo dẫn theo mạc đạo vọt vào bên trong lò đá tiếp theo đám người lục đà Phương Hy cũng không cam lòng rơi lại phía sau, cũng đều chuyển động. Còn những người khác khi nhìn thấy trí tôn trẻ tuổi tu ra ba luồng tiên khí đều đã đi vào thì lúc này mới dám đi theo, nếu không, sợ bị người ngăn chặn. Lò đá rất lớn, khi tiến vào bên trong phòng phất, như tiến vào bên trong bụng của một ngọn núi thái cổ, trống trải vô cùng, trên đất có dày đặc cho tàn, nghe đâu đó là những thứ được lưu lại khi các các loại dược liệu bị thiêu hủy. Bên trong cho, tàn là tiên khí lượn lờ lờn vờn trên không trung mấy người thạch hạo thán phục không thôi đã không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn còn ẩn chứa dược tính khí tức tiền đạo lan tỏa mà có nhiều chỗ còn có dáng lành dâng trào đây là trưởng lão bên trong thư viện cố ý lưu lại đó trong lòng bọn họ trong lòng thán phục nói rõ hơn đây chính là dành vận may cho bọn họ một vũng thần dịch thạch hạo kinh dị hắn tìm thấy một khu vực đầu tiên bốc lên thần quang sau khi gạt bỏ cho tàn thì lộ ra một ít thần dịch chúng đến nay vẫn chưa từng khô cạn hương thơm ngào ngạt tràn ra chất lỏng bên trong vũng này cũng không nhiều thế nhưng lại vô cùng bất phàm thu thạch hạo nói lấy ra một cái bình ngọc nhỏ cao ba tấc rồi thu loại chất lỏng này vào thần đan xa xa có người kêu to đầy giật mình lại có người từ bên trong cho tàn phát hiện được viên thần đan màu vàng cái đó chắc chắn rất bất phàm mọi người cố gắng lên lò đá này không biết đã luyện được bao nhiêu viên thần đan ở thời cổ đại có lẽ những viên này chỉ được trôn lấp ở trong những phế tích đầy xa xưa kia thôi thạch hạo mở thiên nhãn chuyên môn tìm kiếm những chỗ khác biệt nhất lúc này hắn nhìn thấy một nơi mở ảo tiên khí lần nữa gạt bỏ cho tàn dày đặc bên trên bề mặt đây là mảnh vỡ đan dược gì vậy thi thoảng thạch hạo cảm thấy có gì đó sai sai hắn tìm được một mảnh vỡ đan dược như răng rồng mặt trên có hoa văn phức tạp rất là thần bí thạch hạo nắm ở trong tay trong lòng quay cuồng không thôi chẳng lẽ thứ này chính là mảnh vỡ của cửu truyền tiên đan sớm đã có nghe qua lúc luyện loại tiên đan này thì chỉ cần sơ sót một cái liền nổ tung, chỉ có thể lưu lại những mảnh vỡ đan dược mà thôi. Mảnh vỡ đan dược này cỡ quả nhãn có màu vàng sậm, truyền tới cảm giác như là kim loại, còn có mùi thơm nhàn nhạt. Điều này khiến người ta rất khó giải thích. Mặc dù năm tháng xa xưa đã trôi qua thế mà viên thuốc chôn trong cho tàn vẫn còn linh tính, thật là kinh người. Tuy rằng không thể tránh khỏi việc đã trôi đi lượng lớn dược tính, nhưng vẫn còn như vậy cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Lẽ nào là cửu chuyển tiên đan sao? thạch hạo đặt ở lòng bàn tay nhìn những hoa văn bên trên vết tích có hình ngôi sao cũng có những cái bóng mơ hồ của chim thần mãnh thú đây là đan dược sao hay là bị người khác lên đấy vết tích đại đạo quá chân thực hiện rõ những sự vật tồn tại trong thiên địa này đây không phải cửu chuyển tiên đan thế nhưng hiệu quả cũng không quá kém mặc đạo mở miệng ánh mắt rất sáng tựa như hai ngọn lửa thần lóng lánh vậy người biết à thạch hạo quay đầu lại ta từng đọc qua ghi chép trên cốt thư đây là đan dược phối hợp thường dùng khi luyện chế tiên đan vô thượng tuy rằng không thể so bì với tiên đan thật sự thế nhưng cũng là báo vật phi thường đối với tu sĩ có thể phạt mau tẩy tủy thạch hạo nghe vậy gật đầu tiên đan thần bí nổ nát trong quá trình luyện chế đan dược phối hợp với nó tự nhiên cũng khó thoát khỏi kết cục nổ tung hắn thu lại cẩn thận đặt ở trong bình ngọc trong quá trình này mạc đạo cũng có thu hoạch hắn dùng một bình ngọc trắng thu được một ít huyết thanh với thơm ngát nước mũi bọn họ không dám chỉ hoãn thời gian lò đá này tuy rằng rất lớn thế nhưng cao thủ đến đấy cũng rất nhiều và lại đều là rồng phượng trong loài người thứ tốt dù có nhiều hơn nữa cũng không đủ phân vui mừng nhất chính là nơi này có tiên khí tràn ngập có quy tắc đặc biệt áp chế rất nhiều thần thông không thể triển khai ngay cả thiên nhãn thông cũng đều mất đi hiệu lực bởi vì đây là một cái lò quý năm đó chủ nhân của nó luyện đan thì từng cân nhắc rất nhiều không cho phép người bên ngoài nhòm ngó nên đã bố trí cấm chế không cách nào hủy diệt được. Cũng chính bởi vì vậy, bảo đan dưới lớp cho tàn mới không bị đám người kia tìm kiếm và lấy đi sạch sẽ. Lò đan bằng chất liệu đá này nhìn từ bên ngoài tựa như một ngọn núi, nhưng sau khi đi vào thì diện tích còn lớn hơn cả tưởng tượng. Phạm vi có tới 800 dặm, thực sự khó mà tin nổi. Luyện chế đan dược như thế nào thì mới cần địa phương lớn như vậy chứ. Bên trong lò luyện đan từng phát sinh vụ nổ lớn và còn sót lại rất nhiều đồ vật có linh tính, đều là những đan dược dùng để phối hợp. Thật không biết người năm đó muốn luyện chế đại dược thế nào mà lưu lại nhiều cho bụi như vậy. Đây không giống như luyện đan mà như luyện chế ra tinh hoa của một thế giới nhỏ vậy. Có người thán phục. Tuyệt đại đa số người tiến vào đều có thu hoạch, ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Ở một nơi nào đó, ánh sáng ngút trời, sương mù rực rỡ mịt mờ. Đó là nơi tập trung dược tính, ẩn chứa hương thơm nồng nặc. Ở đó phát hiện được mười mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết như ngọc. Mới nhìn thì tựa như là mỡ dê, bên trên không có một chút hoa văn nào thế nhưng loáng thoáng có thể nghe được tiếng kinh văn từ bên trong chuyển ra thứ tốt đây có thể đây là mảnh vỡ của chủ dược bị luyện chế thất bại mạc đạo cả kinh nói ở đây tự nhiên sẽ có chiến đấu trí tôn trẻ tuổi nắm giữ ba luồng tiên khí đều tranh cướp ở nơi này gió mạnh cuồn cuộn bảo thuật sung kích ngay cả vương hy cũng đang sử dụng bình loạn quyết hai người thạch hạo tự nhiên cũng tham gia tiến hành tranh cướp đáng tiếc thật thời gian quá dài nên dược hiệu trôi đi cũng rất nhiều nếu không những mảnh vỡ đan dược này đủ giúp người khác niết bàn không ngừng thoát thai hoán cốt đây là viên thuốc do chính tên gia luyện chế mà có người thán phục việc này cũng chẳng biết làm sao không có thứ gì có thể ngăn cản năm tháng thế nhưng mọi người biết dù vậy mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết này vẫn có giá trị vô cùng lớn có thể cải thiện thể chất con người đến cực điểm bởi vì nơi đây có luyện dược sư đang liền tra xét ra dược tính của chúng thậm chí nó có thể giúp người ta niết bàn sống lại một lần cũng không phải là vấn đề lớn nhưng đan dược quý báu như thế này, sau khi nổ tung vào năm đó thì chủ nhân của nó lại vứt bỏ như rác, hoàn toàn từ bỏ, chẳng hề sản lọc lại thứ gì. Mọi người có lý do tin tưởng, ở dĩ lò đá này có rất nhiều vết rách, đã bị phá hủy hơn nửa, chắc chắn có quan hệ với lần luyện đan cuối cùng kia. Sau khi thất bại không chỉ có đan dược bị hủy, mà chính thân lò cũng bị nứt ra. Tránh ra! Lục đá hét lớn, và chạm dữ dội với mạc đạo thêm một lần, giữa hai người là trùng sáng ngập trời, như muốn nhấn chìm cả lò đá nên tránh chính là người mới đúng thạch hạo hét lớn tham gia vào chiến đấu của bọn họ hiện giờ không cũng không cần che giấu nữa hắn giơ tay chính là một quyền côn bằng thẳng thắn thoải mái triển khai quyền ý ầm côn bằng có thể nuốt thiên địa vô cùng khổng lồ ngay lúc thạch hạo duỗi người ra thì ở sau lưng xuất hiện một thế giới mơ hồ một sinh linh to lớn đang tử cá hóa thành chim ngao du trong biển sao vũ trụ xé ra vô tận ngân hà phá nát ngàn tỷ ngôi sao khí thế ấy quá khủng khiếp tình cảnh vô cùng kinh người đây chính là côn bằng một khi dương cánh thì đừng nói trường giang đại hải chính như biển vũ trụ đều không buông tha có thể phá diệt tất cả mọi thứ ngăn cản ầm 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 giữa thạch hạo và lục đà là hàng trăm hàng ngàn vệt thần quang tỏa ra hư không bị xé rách đinh tai nhức óc thần lực như sóng biển hất tung đông đảo cường giả ra ngoài bất quá bọn hắn không có tử chiến không muốn lãng phí thời gian chỉ là đang tranh cướp những mảnh đan dược trắng như tuyết kia mà thôi xoẹt thạch hạo giơ tay cướp được một mảnh nhưng vào lúc này hào quang năm màu lóng lánh khi hỗn độn mãnh liệt thập quan vương xuất thủ tay cầm một cây nhỏ quất tới đồng thời miệng quất lớn định càn khôn ánh sáng hỗn độn lóe lên cánh tay kia của thạch hạo và đan dược gần như bị giam cầm thế giới thụ quả nhiên danh bất hư truyền vù trong hư không hình thành nên một cơn gió lớn phía trước bàn tay của thạch hạo xuất hiện một cây liễu to lớn với thân xanh biếc nhưng về sau nó lại tỏa ra hào quang màu vàng nhạt đầy lấp lánh. Hắn kết pháp ấn, triển khai pháp môn của liễu thụ, hiện ra áo nghĩa đáng sợ của nó, một quyền đấm ra ngàn vạn dây lụa, cây liễu hóa thành vô tận xích thần trật tự lan tỏa về cây non thế giới thụ. Xoẹt, thạch hạo mang đi mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết này. Cùng lúc đó, hắn nện về hướng thập quan vương một quyền, giữa hai người như có hai ngôi sao đụng vào nhau, đầu tiên là hào quang rực rỡ, tiếp theo lại tựa như thiên địa đang chôn vùi không ngừng lờ mờ nơi này phát sinh đại hỗn chiến tu sĩ tu ra ba luồng tiên khí tranh đấu tranh cướp những mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết kia phụt huyền côn đã phun máu trong trận chiến này bị thương thực sự đã bị thương đánh chém đến lúc này thì những trí tôn trẻ tuổi đều có máu rơi ra hỗn chiến thực sự quá kịch liệt gặp người liền chém giết liền đối kháng không ai nhường ai thậm chí có một tu sĩ tu ra hai luồng tiên khí mang theo lòng cầu mai lẻn vào nơi này lập tức bị đánh nổ toàn bộ thân thể hóa thành một đám xương máu lớn. Nếu không có tứ trưởng lão đúng lúc ra tay bảo vệ nguyên thần, thì người này đã hình thần đều diệt tại chỗ rồi. Việc đã đến nước này, không có tu sĩ nào khác dám tới gần bén mảng tới, nơi này đã trở thành chiến trường riêng của trí tôn trẻ tuổi, trở thành cấm địa. Trong chiến đấu sau đó, đầu thạch hạo rách toác, khóe miệng chảy máu, y phục trên người nát mướp, rất là thê thảm. Đương nhiên, đám đối thủ của hắn cũng không khá hơn chút nào, trên thực tế mỗi người đều bị thương không nhẹ chẳng hạn như lúc thạch hạo và yêu nguyệt công chúa tranh cướp một mảnh vỡ của viên đan dược trắng như tuyết lập tức hắn kéo rách một đoạn dài trên y tơ tầm thần thạch hạo ngươi là kẻ khốn nạn yêu nguyệt công chúa kêu lên sợ hãi bởi vì cánh tay như ngó sen của nàng hoàn toàn lộ ra ngoài với lại ống tay áo bị kéo xuống hơi lớn nên ngay cả bả vai đẹp trắng như tuyết vào vùng sau lưng đều xuất hiện trước mặt mọi người phải biết loại tơ tầm thần này cực kỳ cứng cỏi chắc chắn hơn rất nhiều chiến giáp thần kim nhưng dưới móng vuốt côn bằng vẫn bị hủy diệt nếu như không có chiếc áo này bảo vệ thì thạch hạo hơn phân nửa đã gây thương tổn cho cơ thể nàng ầm uhm. phía sau lưng của thạch hạo cũng trúng phải một đòn đó là một bảo ấn màu vàng kim nện thẳng vào lưng hắn là một loại bí bảo do vương hy lấy ra phụt thạch hạo phun máu tuy rằng không thương tổn được gần cốt thế nhưng khí huyết sôi trào vẫn dính thương tích nhất định bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Truy cập kênh youtube di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Vừa nãy hình như ta ra tay còn chưa tới mức thảm thì phải. Thạch hạo giận dữ quát Vương Hy, bị đánh lén nên lại bị thương nữa rồi. Ầm. Um. Cùng lúc đó, lục đà lại xuất thủ, hắn kết ra 108 loại đại thủ ấn đẻ ép về phía thạch hạo, đâu đâu cũng có bàn tay to như cái mâm. Xoẹt. Mấy trăm cảnh liễu màu vàng vọt lên đón đỡ lục đà tiếp theo thạch hạo bay lên không đạp một cước về ngực hắn chiếu nhưng đang lúc quyết đấu kịch liệt thì thân thể của hắn đột nhiên biến hướng chớp mắt biến mất ngay tại chỗ rồi tấn công về phía vương hy đang lần nữa lấy ra bảo cụ áp chế lại đây bóng người tung bay trí tôn trẻ tuổi tranh bá ầm đến cuối cùng thạch hạo một trường vỗ lên ngực vương hy khiến giáp trụ thần kim vỡ nát nơi va chạm cùng với bảo kim bảo vệ trái tim cũng nổ tung vương hy ói máu xối xả cả người bay ngang ra sau nàng vừa thẹn vừa giận trên thân thể xuất hiện một dấu tay quá rõ ràng rồi lục đà người cũng đạp mạng đi thạch hạo giận dữ quát lớn rồi lao vút bay lên không cả người đều là lôi điện hai tay kết ấn tượng như thúc đẩy nhật nguyệt sao trời lao tới toàn bộ chung quanh đều là lôi điện và hóa thành một vùng biển vũ trụ tạo thành chư thiên ngôi sao cùng với từng dài ngân hào ánh lóa mắt ầm sấm chớp nổ vang từng ngôi sao hình thành từ sấm sét nổ tung nhấn chìm chỗ lục đà đang đứng thạch hạo ra tay chiến đấu kịch liệt với hắn còn có ngươi nữa, thập quan vương, thật sự cho rằng long quyền của mình là vô địch rồi sao? Thạch hạo giết tới đông lại chiến đến tây, liên tục ra tay với mọi người, màu đen bay loạn, con mắt tỏa ra ánh sáng nhanh như tia chớp, tựa như một vị chiến thần vô địch. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này cũng đến hồi kết thúc, trí tôn trẻ tuổi đều bị thương, máu nhuộm chiến y mà quay trở về. Thạch hạo đạt được ba mảnh vỡ đan dược trắng sáng như tuyết, có thể nói thắng lợi trở về, thu hoạch to lớn. Sau khi trở lại, tất cả mọi người đều lập tức bế quan sử dụng đan dược chiếm được để chữa thương khi chất lòng được phối trộn giữa mảnh đan dược trắng như tuyết cùng với thần tuyền tan ra trong đỉnh và tỏa hương thơm ngát thì lúc này thạch hạo bắt đầu ngồi bệt xuống và rèn luyện thể phách hiệu quả rất là kinh người khí tức tiên đạo bị hấp thu tinh hoa thần tính đi vào thân thể ấy sau đó một ít tạp chất màu đen từ bên trong lỗ chân lông bị đẩy ra ngoài giờ phút này thạch hạo cảm giác thân thể nhẹ nhàng cường tráng sự linh hoạt của bản thân tăng lên hơn không ít tựa như đã chạm và nắm giữ đôi chút ý vị tiên đạo. Quá khoa trương mà. Hắn không thể không thán phục, trong cơ thể lại bị đẩy ra một lớp vật chất màu đen, vậy trong người hắn có nhiều tạp chất dơ lắm, hay sao thì mới có thể như thế chứ. Cũng không cần nghĩ nhiều, đó là do ngươi lần đầu tiên vận chuyển chữ viết đạo Pháp bên trên Bạch Ngọc Sơn, cùng với việc kết hợp dùng đan dược tiên cổ, cho nên mới có hiệu quả tốt như thế. Biến hóa bất phàm, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là lần đầu tiên ngươi tu hành và vận dụng tiên cổ Pháp. Cũng chính vì vậy mà dẫn đến lần lột xác đầu tiên này, hiệu quả tự nhiên phi phàm rồi. Trong tay Thạch Hạo còn hai mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết, hắn cúi đầu quan sát, không biết còn có thể mang đến biến hóa như thế nào nữa. Lời giải thích nghi hoặc của tứ trưởng lão đã làm cho Thạch Hạo rõ ràng hơn rất nhiều, tựa như chút bớt được gánh nặng, mà hiện giờ trong tay hắn còn có hai mảnh vỡ tiên đan nên chắc chắn không thể lãng phí được. Lúc này, tất cả mọi người đều đang bế quan giống như hắn, bao gồm khách tới từ dị vực là mạc đạo hắn đang dùng đan dược đoạt được để gột rửa thân thể sau khi thở hát ra một hơi thạch hạo lại yên lặng tu luyện càng người tiến vào trạng thái không linh và tiếp tục chuẩn bị cốt đỉnh cùng thần tuyền để hòa tan mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết thứ hai kia tinh khí mịt mờ bốc hơi mùi thơm nước mũi khiến người ta muốn uống sạch toàn bộ thạch hạo để trần thân thể lần nữa cất bước tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn này bắt đầu rèn luyện thể phách rèn luyện gân cốt giúp bản thân phát sinh thêm biến hóa càng huyền diệu hơn. Hắn nghe theo đề xuất của tứ trưởng lão nên cũng không có nuốt thẳng đan dược, bởi vì dù sao năm tháng dài đằng đẵng đã qua đi, lỡ như phát sinh độc đan gì thì sẽ không dễ xử lý. Hắn ngâm trực tiếp vào bên trong nước thuốc, vật chất tiên đạo có ích cũng có thể thông qua việc vận chuyển huyền công hết hấp thu lấy, không cần phải lo lắng lỡ như có đan độc tiến hết vào trong cơ thể. Nước thuốc bên trong đỉnh sôi trào, ra thì thạch hạo trong suốt, thường thế trước đó đã khỏi hẳn, phải thừa nhận sự sung kích của dược tính làm cho thân thể của hắn càng thêm rực rỡ hơn. Nếu nhìn từ xa lại thì giống như là một bộ thân thể bạch kim được gọt từ dao sắc, ngoài ra còn có hào quang rực rỡ hàm chứa sức mạnh mang tính bùng nổ. Thạch hạo nhắm mắt ra sức hít thở, mùi thuốc thơm ngát từ trong hơi nước bay lên nhưng lại không khuếch tán ra ngoài xa, cuối cùng toàn bộ tinh khí mịt mờ ấy đều đã đi vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, bên trong thân thể hắn còn có từng làn sương mù xám trắng tràn ra, tiến hành trao đổi với tinh hoa trong nước thuốc thực sự là kỳ quái ta tu luyện kim thế pháp thân thể gần như đã hoàn mỹ căn bản cũng không còn chút ô uế nào nữa mà sao một khi vận dụng trăm vạn phù văn tiên cổ thì lại có thể đẩy ra một ít tạp chất vầy thạch hạo không rõ lẽ nào tiên cổ pháp thật sự hơn xa kim thế pháp sao hắn lắc đầu chắc là cũng không đúng vừa nãy tứ trưởng lão đã giải thích rất rõ ràng khả năng là lần đầu tiên ăn cổ đan và đồng thời phối hợp với tiên cổ pháp nên mới tạo thành hiệu quả kỳ diệu như vậy yên lặng suy nghĩ tỉ mỉ tìm hiểu tuy rằng thạch hạo không hoàn toàn tu hành tiên cổ pháp chỉ là bước đầu tiếp xúc với áo nghĩa ẩn chứa bên trong văn tự nhưng cũng đã hiểu rõ ràng hệ thống tu luyện không giống thì phương thức mở ra bảo tàng thân thể cũng không giống những điểm quan trọng tất nhiên cũng sẽ có điểm khác nhau vì vậy tu kim thế pháp đến mức tận cùng thể phách nhìn như hoàn mỹ nhưng từ góc độ tiên cổ thì bảo tàng thân thể có nhiều chỗ chưa chắc đã hoàn toàn mở ra mà đạo lý này tương tự với tiên cổ pháp mặc dù huyền công trên một kỷ nguyên đã luyện đến phần cuối nhìn như hoàn mỹ nhưng nếu dùng tầm nhìn của bây giờ tiềm năng bản thân cũng chưa chắc đã phóng thích hoàn toàn chính cũng bởi vì như vậy khi đổi một loại pháp môn tu hành mới thì sẽ có một ít tạp chất bị đẩy ra ngoài bởi vì đối với loại pháp môn này bản thân vẫn còn không gian để tiến hóa khi mảnh vỡ thứ hai của tiên đan trắng như tuyết bị hấp thu hơn phân nửa thân thể thạch hạo trở nên nhẹ nhàng không ít hơn nữa linh giác cũng trở nên nhạy cảm hơn đây là một loại tiến hóa rất rõ ràng tuy nhiên cũng không hề thể hiện ở trên phương diện tăng cường thần lực mà chỉ là bản thân càng linh động hơn mang đâu đấy là vẻ xuất trần tựa như một vị tiên nhân lạc lối xuống chốn nhân gian sau đó không lâu dược tính của mảnh vỡ tiên đan thứ hai đã bị hấp thu hết thạch hạo cũng không dừng lại mà tiếp tục đặt mảnh vỡ tiên đan trắng như tuyết cuối cùng vào trong đình bắt đầu rèn luyện bản thân thêm một lần nữa bản thân vẫn còn có biến hóa thế nhưng cũng không rõ rệt nữa chỉ hơi có chút lột xác thậm chí sau khi hấp thu hơn nửa dược tính thì loại biến hóa này ngừng lại tựa như đã mất hiệu lực rồi liên quan đến loại thuốc này nó đã không còn tác dụng lớn với ta nữa rồi khả năng chỉ còn cách lợi dụng nó để tiến hóa tới phần của ở lĩnh vực này thôi thạch hạo nhận định như vậy thật đáng tiếc mảnh vỡ tiên đa này bị trôn ở dưới cho tàn quá lâu tinh hoa dược tính trôi qua quá nhiều nếu không dược lực phải mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều lần thạch hạo lắc lắc đầu đó là đại dược vô thượng do cường giả tiên đạo luyện chế nếu không tổn hại thì hắn cũng chẳng thể nào sử dụng được, bởi vì dược lực ấy chắc chắn sẽ làm cho cơ thể hắn căng nứt. Dù sao hắn cũng mới ở cảnh giới Thánh tế. Thạch Hạo không hề lãng phí, vận chuyển đạo tắc ẩn chứa trong những tiên văn cổ xưa đã học được kia, hít thở và tu hành, rút lấy dược lực cuối cùng. Ồ! Hắn thất kinh, thân thể cùng thần giác đã không còn cảm nhận được biến hóa nữa, mà ba luồng tiên khí lại đang được tầm bổ, đặc biệt là một luồng trong đó còn có xu thế kết thành đóa hoa phải biết, Thạch Hạo đã kết thành hai đóa hoa đại đạo rồi, còn kém một đóa cuối cùng. Tiếp tục bế quan, Thạch Hạo tâm trí như sắt, bởi vì trên người hắn còn có một ít dược liệu, nói thí dụ như một loại dược liệu, phối hợp của tên đan nào đó có màu vàng sậm, bên trên có các loại hoa văn hình ngôi sao, có thể sẽ không kém hơn mảnh vỡ đan dược trắng như tuyết kia. Quả nhiên, lần rèn luyện này vô cùng kinh người, chất lỏng màu vàng sậm dâng trào trong đỉnh và nhấn chìm Thạch Hạo. Luồng tiên khí thứ ba của Thạch Hạo không ngừng ngưng tụ, xoay tròn, một lúc hóa thành rồng, một lúc hóa thành chim thần chìm nổi trên đầu của hắn, huyền bí khó lường. Sau cùng, luồng tiên khí ấy càng vững chắc, sắp sửa kết thành một đóa hoa. Quả nhiên, khi được bảo dược kỳ nguyên tiên cổ tầm bổ, đồng thời khống chế áo nghĩa ẩn chứa bên trong tiên văn thời cổ đại, tiên khí của hắn đã phát sinh biến hóa. Muốn tu tiên khí thì nhất định phải có tiên cổ pháp, như vậy mới thích hợp nhất. Thạch Hạo than thở, hắn nghĩ tới kinh thư tiên cổ tương ứng kia lập tức trong lòng trở nên hồi hộp chỉ có hiểu rõ trăm vạn văn tự kia thì mới có thể bắt đầu nghiên cứu và tiến hóa cuối cùng thạch hạo sử dụng hết tất cả những đan sửa cổ đã đạt được kia trên đầu hắn phát ra tiếng rồng gầm phượng hót cảnh tượng kinh người ai đang bế quan nơi thế thế sao lại có động tĩnh lớn như vậy chứ trời ơi một giải ngân hà đang đang xen và hiện lên ở đó xa xa rất nhiều người bị đã kinh động bởi vì động tĩnh đang phát ra ở nơi thạch hạo bế quan quá lớn hàng loạt dị tượng không ngừng hiện lên lúc thì ngân hà đầy trời lúc thì sen vàng khắp trốn lúc thì chân long may lượn lúc lại phượng hoàng dương cánh bất kỳ một dị tượng nào xuất hiện thì đều mang ý nghĩa đã có một vị cao thủ tuyệt thế xuất hiện và muốn đột phá lên lĩnh vực thiên thần mà nơi đó lại dồn nén rất nhiều dị tượng khiến người ta hoa mắt khát khao cảnh tượng thần dị quá nhiều người này mạnh đến mức không còn gì để nói hắn là ai sao lại kinh người như vậy chứ? Hoàng, đó là nơi hắn đang bế quan. Từng giọng nói kinh hãi vang lên, sau khi mọi người ý thức được là ai, thì tất cả đều thay đổi hẳn sắc mặt, hiểu rõ thiếu niên đã mạnh mẽ hơn trước kia nữa rồi. Vương Hy xuất quan, tóc đen phấp phới, trong con người linh động xuất hiện hào quang phức tạp, vầng trán của nàng chưa xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu đen, đó là kiếm thai vô địch mà bình loạn quyết thể hiện ra. Nàng rất muốn đến đó đánh một trận, nhưng cuối cùng chỉ biết trầm mặc. Trước đây không lâu, của đại bại lần đầu tiên trong đời đã khiến cho nàng khó có thể bỏ qua. Nàng biết, chỉ trong thời gian ngắn thì không thể nào đi khiêu chiến vì độ chiến thắng quá khó, trừ phi có thể làm cho nguyên thần hoàn toàn hóa thành kiếm thai hoàn mỹ, khi đó mới là giờ phút nàng vô địch thiên hạ. Nàng có lòng tin, một khi kiếm thai tu luyện thành công thì có thể chém giết tất cả địch thủ, dù cho đối phương là hoàng cũng không thể ngăn cản, bởi vì đây là một trong tam đại kiếm quyết mạnh nhất xưa nay. Chuyện này ý nghĩa là một trong những bảo thuật có tính công kích mạnh nhất là bình loạn quyết một khi đại thành kiếm thai mạnh về sát phạt có thể diệt tất cả địch thủ lục đà cũng đã xuất quan và đang ngóng nhìn trong con người là hào quang mờ ả à tiêu tán cả người hiện lên một luồng khí xanh bao trùm lấy cơ thể khiến hắn trở nên mơ hồ thập quan vương nhìn rất chăm chú hắn đứng trên một ngọn núi nhìn về nơi đó rồi gật đầu tự nhủ thừa nhận người kia là một kình địch mạnh mẽ tên khốn này càng ngày càng mạnh hơn thực sự là biến thái mà yêu người công chúa lẩm bẩm nàng được một luồng ánh trăng bao phủ trong sáng và xuất trần hàm răng cắn vào đôi môi đỏ tươi như đang suy nghĩ có cách hữu hiệu nào có thể kéo hoang vào trong gia tộc của nàng trở thành một trợ giúp mạnh mẽ của hoàng triều ngân hà rơi rụng trần long biến mất phượng hoàng niết bàn toàn bộ những cảnh tượng kỳ dị đều biến mất mà trong vùng núi ấy xung quanh thạch hạo lượn lờ hỗn độn trên đỉnh đầu phát ra kịch biến kinh người luồng tiên khí thứ ba đã ngưng tụ thành một búp hoa vào đúng lúc này trượt nở ra. Trong chốc lát, ánh sáng an lành chiếu rọi khắp nơi, tiên hà cuồn cuộn bao phủ trên trời dưới đất. Đóa hoa vừa nở ra thì lập tức khiến cả đất trời đều sáng ngời cả lên. Chờ đợi bấy lâu rốt cục cũng đã tu thành đạo quả này, luồng tiên khí thứ ba của Thạch Hạo đã thành hình, đã kết thành bông hoa đại đạo và lúc này tỏa ra. Ầm ầm. Thạch Hạo được một luồng khí màu trắng sữa bao lấy, vô cùng đột ngột, hắn bị nhẫn chìm toàn bộ vào bên trong sau đó thì lại cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng giống như là muốn mọc cánh bay lên thành công rồi và đúng lúc này thạch hạo đã kết thành ba bông hoa đại đạo đã viên mãn vốn đây là phải ở lĩnh vực thiên thần mới có thể hoàn thành thế nhưng hắn chỉ cần ở cảnh giới thánh tế thì đã có thể thành công hoàn toàn chính xác hắn đã không thể dừng lại ở cảnh giới thánh tế nữa giờ này phút này thân thể hắn phát sáng mỗi một tác gia thịt đều đang dâng lên làn khí lành chớp mắt thăng cấp tới lĩnh vực thiên thần Thạch Hạo đã trở thành một vị thiên thần đúng nghĩa, ngạo thị tất cả mọi người cùng thế hệ. Bởi vì, hiện tại hắn còn chưa đủ 20 tuổi, trẻ đến quá đáng. Xem cốt linh của hắn kia, thật sự quá trẻ tuổi, ở cảnh giới này mà đã bước vào lĩnh vực thiên thần. Không phải trước giờ chưa từng có ai thế nhưng cũng tương tự như thế. Thiên thần trẻ tuổi nhất trong lịch sử đã xuất hiện rồi ư. Hoàng, quả nhiên bất phàm, đã trở thành thiên thần trẻ nhất và mạnh mẽ nhất. Bên trong thư viện thiên thần, một vài trưởng lão, cùng với đối thủ của Thạch Hạo cũng không thể không thán phục. Cảm giác này thật là tốt, Thạch Hạo mở mắt bắn ra từng tia sáng màu vàng tựa như phá tan sương mù trong bóng tối, dưới bầu trời đêm xuất hiện hai luồng ánh chớp vô cùng chói mắt. Hắn không nhúc nhích, vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ ấy, cảm nhận loại khoan khoái trong người, đây là một thể nghiệm hoàn toàn mới, thân thể và thần thức ngưng tụ lại cùng nhau, sự nhảy cảm trở nên đặc biệt. Sao hòa cùng tiên khí, cả người tựa như nhẹ nhàng hơn rất nhiều lại tựa như một thanh vũ khí dính đầy gỉ sắt được người cần nhận đánh bóng, loại bỏ bụi bặm năm tháng, phát ra hào quang sáng lạn, tinh xảo và linh động. Đây là cảm giác trực quan nhất của Thạch Hạo, toàn thân trở nên kỳ ảo, xương cốt cân xứng óng ánh tựa như loại bỏ một tầng gỉ sét, tinh thần sảng khoái. Quả nhiên, ở bên ngoài thân có không ít tạp chất màu xám, là những thứ bị đẩy ra trong quá trình lên cấp thiên thần, mơ hồ có thể thấy được một vài mảnh vụn của xương cốt. Thạch Hạo đứng dậy, duỗi thẳng người, sau đó thử nghiệm hắn hóa thành một tia điện qua lại nơi này, tốc độ nhanh tới mức không cách nào thấy rõ cái bóng, cả người hòa vào trong hư không. Không phải ảo giác, thân thể của hắn nhẹ nhàng đến kinh người, thật sự như là một thanh kiếm cổ với loang lổ vết ghi xét lại lần nữa được đánh bóng, vẻ sắc bén cùng hào quang sán lạn vốn có lại được hiện ra ngoài. Tương tự, thần giác cũng là như thế, tựa như niết bàn sống lại vậy, càng mạnh mẽ và nhạy cảm hơn. Thạch hạo thử nghiệm, trong cùng một thời gian thì tốc độ và lực công kích cũng tăng lên một đoạn. Đây chính là cảnh giới Thiên Thần sao? Thạch Hạo chậm rãi tìm hiểu, thích ứng trạng thái hiện tại, trong lòng vô cùng mừng rỡ vui sướng, bản thân đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cảnh giới Thánh Tế rất không ổn định, thực lực lúc yếu lúc mạnh, mạnh thì thậm chí có thể sánh vai Thiên Thần, còn khi yếu thì chưa chắc so được với chân thần. Thậm chí, có người tu hành thất bại ở ngay cảnh giới này, cuối cùng thực lực không bằng cả thần hỏa cảnh. Mà Thạch Hạo, bởi vì đã tu ra ba luồng tiên khí, chỉ có giai đoạn đầu mới trải qua sự hành hạ khi tu vi trượt cao trượt thấp còn về sau cơ bản đã ổn định nên không gặp phải tai nạn gì đồng thời cũng chính bởi vì vậy thực lực từ từ ổn định mà cuối cùng nước chảy thành sông đã đạt đến cảnh giới thiên thần tuy rằng thực lực đã tăng lên thế nhưng cũng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng thạch hạo cao mày sau mỗi lần đột phá trước kia sức chiến đấu đều sẽ tăng vọt còn lần này sự tăng tiến cũng không quá mãnh liệt mặc dù hắn biết Bình thường từ cảnh giới Thánh tế đến cảnh giới Thiên thần thì thực lực sẽ không có biến hóa rõ rệt, bởi vì khi ở cảnh giới kia thì thực lực trật cao trật thấp, đã cảm nhận được sức chiến đấu của cấp bậc Thiên thần, thế nhưng người tu ra ba luồng tiên khí lại khác, chắc chắn sẽ có sự tăng vọt. Xem ra là do không có độ kiếp rồi, sau khi cẩn thận suy nghĩ thì Thạch Hạo biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, trước mắt không phải là lúc độ kiếp, bởi vì từ sau khi tiến vào thư viện Thiên thần và bước lên con đường tu luyện cổ pháp này thì hắn đã hiểu thêm được rất nhiều tin tức. Cảnh giới này là cảnh giới then chốt, không thể có chút qua quyết nào. Trên thực tế, mấy người vương hy, lục đà cũng không có độ kiếp, tuy đã tiến vào cảnh giới thiên thần, nhưng vẫn không ngừng củng cố. Bạn đang xem Thế giới Hoàn Mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Bởi vì, sau khi tu luyện cổ pháp, khâu quan trọng nhất chính là dung hợp cùng tiên trùng. Bất kỳ người nào bước lên con đường này cũng đều phải tìm được một hạt giống thuộc về mình và những năm tháng sau này, cả hai cần đồng thời trưởng thành, đồng thời tiến hóa, đến lúc hợp đạo cuối cùng thì sẽ đạt đến mức mạnh nhất. Ở trên một kỷ nguyên trước, tu cổ pháp đều bắt đầu từ việc thử nghiệm dung hợp hạt giống, tất nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà, nhóm người như bọn họ đều là thay đổi giữa chừng, trước kia vẫn chưa hề tìm tiên chủng cho bản thân, đã bỏ qua cơ hội trước đó. Nhưng mà, trời sinh vạn vật tuy rơi vào tuyệt cảnh nhưng vẫn chừa một đường cơ duyên có thể sửa chữa càng không cần nói đến con đường tu hành tự nhiên cũng có biện pháp cứu chữa đương nhiên trước tiên cũng cần phải có điều kiện muốn cứu chữa thì không thể nào bỏ qua hoàn cảnh nhất định nếu không dù là gì đi nữa cũng sẽ chậm cả tu ra ba luồng tiên khí ngừng kết thành bông hoa đại đạo hiện tại chưa có tiên khí mới để dung nhập vào cơ thể cùng với trước khi thực hiện việc lột xác cuối cùng thì đều có thể cứu chữa có thể tiếp nhận tiên trùng vì lẽ đó ở cảnh giới thiên thần này tuyệt không thể dễ dàng đột phá cảnh giới tiếp theo càng không thể ở cảnh giới này trực tiếp độ kiếp việc cần làm là dùng sấm sét để dung hợp với tiên trùng lôi đình gột rửa tia chớp đánh giết bản thân đây là một quá trình bản chất nhất của việc dung hợp tiên trùng tất cả mọi người đều đang đợi vận may lẳng lặng đợi trưởng lão bên trong thư viện dẫn dắt đi tới giới phần để thu được tiên trùng tuyệt thế sau đó mới có thể bước ra một bước cực kỳ quan trọng kia hiện tại rốt cuộc thạch hạo cũng đã thuộc về một nhóm người này rồi chỉ chờ cơ hội tìm tới nữa thôi. Oai, thực lực vẫn tăng cường chút ít, nếu như lại đối mặt kẻ địch vây công thì chắc sẽ ung dung hơn rất nhiều, Thạch Hạo lầm bầm đầy tự tin. Đương nhiên, thu hoạch to lớn nhất chính là bản thân kỳ ảo như tiên, hắn đứng ở nơi đó, quả thực rất thông linh, thân thể cùng thần giác hết sức nhạy bén, hầu như có thể sớm nhận biết được nguy cơ. Vóc người hắn cao giáo, có tiên khí lượn lờ, tựa như chân tiên từ tiên vực giáng trần, như dòng dõi của tiên vương giáng thế. Thoát tục không dính bụi trần gian Hiện giờ dù hắn đứng cùng một chỗ Với những tiên tử như yêu nguyệt Vương nghi thì cũng sẽ khiến người ta sinh cảm thấy Người này không hề tầm thường Tựa như không dính khói bụi trần gian vậy Chỉ một ý niệm của thạch hạo Có thể làm cho ba luồng tiên khí biến ảo Dễ dàng sai khiến Bây giờ tiên khí đã trở thành một phần của thân thể Ba bông hoa đại đạo nở rộ Và lượn lờ bên trên đỉnh đầu Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đây là một loại thể hiện cực hạn ẩn chứa chân nghĩa chỉ là ba bông hoa đại đạo này lại không hề giống nhau thạch hạo nhẹ nhàng thở dài đầy tiếc nuối trên bông hoa đại đạo thứ nhất có một sinh linh ngồi xếp bằng tiên vụ bao phủ thân thể trông rất mơ hồ nó như đang ngồi tại quá khứ trấn áp vạn cổ tang thương một mình đối kháng toàn bộ cổ sử mà bên trên hai bông hoa đại đạo khác thì lại không có bóng người nào chỉ có từng tia tiên khí bốc lên và còn có sự ẩn hiện của quy tắc chư thiên chắc chắn sẽ có cơ hội luyện ra được và lúc ấy sự trải nghiệm sẽ hoàn toàn mới phải là rất mạnh thạch hạo nói hắn cũng không biết sau khi bên trên hai bông hoa đại đạo còn lại sinh ra sinh linh thì bản thân sẽ đạt tới mức độ cỡ nào nơi này coi như đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh những ánh mắt tìm kiếm của các nơi đều đã thu lại thiên nhãn thông cũng đều biến mất cả thạch hạo chắp hai tay sau lưng đi tới trước bạch ngọc sơn tiếp tục bắt đầu quan sát trăm vạn phù văn bên trên chăm chú phỏng đoán tỉ mỉ thể ngộ Hắn kinh ngạc phát hiện, tốc độ tăng lên rất nhiều, hiệu suất cao hơn một đoạn so với trước. Quả nhiên, muốn học tiên cổ pháp thì cần phải tuân theo con đường tiên cổ, dung hợp tiên khí, dùng bảo đan rèn luyện bản thân, thực lực tinh tiến, những thứ này cũng có thể ảnh hưởng đến việc tu hành sau này. Khi hắn xuất quan thì đã có không ít người tới trước Bạch Ngọc Sơn, sau đó lại có một vài người lục tục xuất quan và kéo về trước Bạch Ngọc Sơn. Đến một bước này, đã không còn mấy người dám khiêu khích Thạch Hạo nữa rồi dù cho có địch ý thì cũng chỉ áp chế bởi vì hiện giờ hoàng đã không phải người mà người bình thường có thể trêu chọc được ở bên trong lò đá kia hắn đã tham gia vào cuộc đại hỗn chiến độc chiếm ba mảnh vỡ tiên đan trắng sáng như tuyết còn từng ra tay bắt giữ vương hy đã tu luyện bình loạn quyết đã chấn động nơi này hiện nay những người tu luyện cổ pháp đều ở bên trong phế tích đóng kín này những người bước lên con đường này đều đã biết cả chuyện kia ai nấy cũng chấn kinh và kính nể hắn rất nhiều thạch huynh Yêu Nguyệt công chúa cười hì hì chào hỏi, nụ cười khuynh thành, tóc đen tung xõa, trong mắt như thu thủy, có thể gọi là quốc sắc thiên hương. Cho đến bây giờ, có lẽ chỉ có người tu ra ba luồng tiên khí mới có thể đi chung với với hắn, những người không quen thuộc đều không dám dễ dàng tới gần. Yêu Nguyệt công chúa nhiệt tình mời, nói, "Lời hứa của ta vẫn còn hữu hiệu đó nha, lúc nào sách theo đứa danh của vương gia tới nhà ta, nhất định sẽ dùng lễ tiết quý cách cao nhất để tiếp đón." Đương nhiên dù không mang theo lễ vật gì thì chúng ta cũng sẽ nhiệt tình như thế chắc chắn sẽ không kiêu căng đến nỗi làm ra chuyện khước từ một vị trí tôn trẻ tuổi đâu mọi người sững sờ không ai dám bình luận chọn vương hy làm lễ vật cũng chỉ có nào mới dám nói như vậy và còn trào phúng vương ra như thế nữa chứ dễ thôi thạch hạo cười ha ha không một chút nào khiêm tốn cả may là vương hy vừa mới xuất quan và chưa tới nơi này nếu không chắc lại phải buồn bực không ít thạch hạo thanh y đến trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười ôn hòa, nàng mới vừa xuất quan thì tới ngay nơi này. Thạch hạo nở nụ cười, tuy rằng tiến vào thư viện thiên thần từ lâu thế, nhưng cho đến hôm nay thì mới coi như gặp mặt nhau thật sự, có cơ hội trò chuyện. Hắn tiến lên tiếp đón, chẳng chút ngại ngùng muốn nắm lấy bàn tay ngọc thon dài kia, kết quả thanh y như người tránh thoát. Nguyệt thiền xuất hiện ở một hướng khác, dáng vẻ thướt tha, váy dài trắng kéo lê trên đất, mỹ lệ và xuất thế, như tiên dáng trần cất bước ở nhân gian này cô em đã lâu không gặp rồi đó nghe thạch hạo chào hỏi với nàng rất nhiều người ngạc nhiên với vẻ mặt vô cùng đặc sắc tên khốn này lại biết vị tuyệt đại gia nhân kia hành động lời nói cũng quá tùy tiện mà tất cả mọi người đều cảm thấy quái dị hắn là một vị trí tôn trẻ tuổi bệ nghẽ đồng đại làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ đồng dạng trên gương mặt tuyệt mỹ đến hoàn hảo của nguyệt thiền vốn mang theo nụ cười khả ái thì lúc này chợt tan biến một câu cô nàng khiến thân thể nguyệt thiền phong hoa tuyệt đại hơi ngưng lại nụ cười dạng dỡ lập tức cứng đờ sau khi nhìn thấy thạch hạo thì khí chất thánh khiết của nàng không còn ổn định nữa nàng rất muốn nhấc lên một khối phiên thiên ấn đập lên mặt thạch hạo trong nội tâm cảm giác kích động này quá mãnh liệt rồi chỉ là nàng biết khi chưa cùng thanh y dung hợp làm một thì nàng tuyệt đối không phải đối thủ của thạch hạo thật sự phát sinh xung đột thì nàng chỉ có thể bị áp chế tự rước lấy nhục hóa ra là đạo huynh của thạch tộc đã lâu không gặp xem thân thể ngươi không việc gì thực sự là may mắn Nguyệt Thiền nói, màu da trắng nõn, như ngọc thạch, tuy rằng trong tâm đang nguyền rủa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nếu như đổi chỗ khác, hai người không thể có chuyện gì để nói, có lẽ sẽ lập tức khai chiến. Nguyệt Thiền vui mừng đây là ở Thư viện Thiên Thần, không cho phép bọn họ phát sinh xung đột nếu không hậu quả khó đoán. Bây giờ cái tên ác đồ này đã mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Thiền tiên tử nhớ nhung ta đến thế sao? Thạch hạo cười hì hì, là đối thủ một mất một còn với nàng, ngày xưa đối phương từng đuổi giết khi hắn bế quan đương nhiên sẽ không có giao tình gì để mà nói hắn vẫn muốn giúp thanh y trừng trị nguyệt thiền sau đó để hai người hợp thành một thành toàn cho thanh y chỉ là sau khi cẩn thận tìm hiểu thì nếu thật sự phải làm như vậy mà nói thì còn chưa biết là sẽ thành toàn cho ai chắc chắn sẽ hại thanh y dù sao nguyệt thiền là chủ thân nếu thật sự để cho các nàng dung hợp ai làm chủ đạo và sẽ tạo nên ai lại rất khó nói biểu hiện trên gương mặt đám người chung quanh đều rất quái lạ cảm thấy thiếu niên trí tôn này khác hoàn toàn với tưởng tượng lại khinh bạc tuyệt đại mỹ nhân trong mắt bọn họ hoàng cú ông không uy nghiêm như trong tưởng tượng đâu có người nhỏ giọng thầm thì cảm thấy câu nói như thế này cũng không tính phạm vào húy kỵ trên thực tế rất nhiều người đều muốn nói tên khốn này là tên xấu xa sao hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ thô bạo khi đối đầu mười phương một mình chống lại kẻ địch trong tưởng tượng thạch huynh ngươi thực sự biết nói đùa tính khí kiểu này nên sửa lại một chút đi Nguyệt Thiền Nụ cười nhạt nhòa nói. Đúng đấy, Thạch Hạo gật đầu, sau đó, đàng hoàng trịnh trọng, trở nên phi thường nghiêm túc, nói, đang muốn học hỏi đây, lâu rồi không gặp, có thời gian chúng ta luận bàn một lát. Sắc mặt Nguyệt Thiền thay đổi, bên trong thư viện cổ vũ khiêu chiến đấy, bị tên khốn này nhìn chăm chăm, thật sự phải luận bàn với hắn mà nói vậy thì tuyệt đối là một lần tai nạn, sẽ gặp vận rủi lớn. Gần đây ta không có thời gian, Nguyệt Thiền rất thẳng thắn từ chối. Thanh y nở nụ cười tươi dung động lòng người, hàm răng rắn khẽ cắn bờ môi đỏ mọng ngón tay không dừng quấn tròn lọn tóc nàng đứng đó quan sát nguyệt thiền bởi vì tâm linh hai người tương thông trong khoảng cách gần như thế này nên đều hiểu rõ đối phương đang suy nghĩ gì thanh y hiểu rõ toàn bộ nội tâm của nàng khi nhìn thấy nàng ăn quả đắng thì tự nhiên nở nụ cười long lanh nếu không phải thanh y lợi dụng bí thuật thay đổi một bộ mặt hiện tại không phải dùng mạo vốn có của mình khi đó hai gương mặt tuyệt lệ như thế xuất hiện cùng một lúc tình cảnh ấy nhất định sẽ làm người kinh ngạc ha ha. Yêu Nguyệt công chúa cười rất ngọt đầy quyến rũ, nàng đi tới gần, nói, Thạch Huynh chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả, một vị giai nhân tuyệt đại ngay cả ta thấy cũng yêu như vậy, vì sao vừa lên tiếng là muốn khiêu chiến liền vậy. Chúng ta là bạn cũ, lúc ở ba ngàn đạo châu vẫn không ngừng quyết đấu, cho nên thành tựu như bây giờ của ta cũng là dựa cả vào nàng đó. Thạch Hạo nói, thật hay giả thế, một thanh niên tâm tư đơn thuần lộ ra vẻ giật mình, sau đó nhìn về phía Nguyệt Thiền, nói, kính xin tiên tử vui lòng dạy bảo, có thời gian chúng ta cũng luận bàn một phen. Câu nói này lập tức dẫn đến những tiếng cười nhạo và lắc đầu, thầm nghĩ người này quá ngây thơ. Có người mạnh hiếp yếu sao, nhưng vào lúc này, đám người lục đà, Vương Hy đi tới, cũng hướng về Nguyệt Thiền trò hỏi. Nguyệt Thiền khẽ cười rồi tiến đến chỗ Vương Hy, đương nhiên hai người quen biết nhau nên mới bước lại gần, vừa nói vừa cười. Tóc xanh, lần trước ở bên trong lò đá cũng chưa đủ nhiệt, khi nào rảnh rang chúng ta chiến thêm trận nữa chứ thạch hạo nhìn về phía lục đà có thể ta cũng có ý đó lục đà cũng ngang ngược không kém chẳng hề giống miễn cưỡng chút nào xung quanh lập tức yên tĩnh lại rất nhiều người đồng hành tới đây cùng với lục đà chợt cảm thấy hồi hộp được tìm cơ hội nào đó rồi chiến một trận thạch hạo nói à bình loạn quyết thật sự rất thần kỳ vương tiên tử có thể đồng ý trao đổi với ta không ta nguyện lấy thiên công trao đổi với ngươi thạch hạo nhìn về phía vương hy hắn nhớ mãi không quên môn bình loạn quyết kia đây cũng không phải là cúi khích tướng gì cả mà là vô cùng thích thú bởi vì hắn đã hỏi qua tứ trưởng lão và biết được sự bất phàm của loại kiếm quyết kia vào giữa kỷ nguyên tiên cổ thì vùng thế giới kia liền xuất hiện nguy cơ có sinh linh dị vực mạnh mẽ đánh tới và tạo thành náo loạn rất lớn trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy từng có cường giả tuyệt đại hiện ra và triển khai kiếm quyết vô thượng bình định náo loạn khắp nơi chém giết những tên tiến và biên quan kia ngông nghênh đuổi bọn chúng ra khỏi biên hoang đây chính là lai lịch của bình loạn quyết đáng tiếc những năm cuối kỷ nguyên tiên cổ nhân vật cái thế đã từng sử dụng tới bình loạn quyết ấy đã tọa hóa vì vết thương khi xưa không thể tái hiện lại thần uy về phần hậu nhân của hắn tuy rằng vẫn có thể thi triển bình loạn quyết tới mức quy chấn thiên hạ nhưng cũng khó cứu vãn xu hướng suy tàn bởi vì không có ai tu luyện bình loạn quyết đến mức độ của người năm đó cả có người nói nếu như người sáng tạo ra bình loạn quyết không chết và rồi cùng xuất thủ với mấy người vô trung tiên vương lục đạo luân hồi tiên vương kết quả có thể sẽ không thê thảm như vậy. Đương nhiên cũng có người nói, mặc dù năm xưa bình loạn quyết có thể bình định bắt hoang cũng bởi vì mấy vị cường, giả tối cao của dị vực còn chưa từng lộ diện. Bất kể nói gì thì bình loạn, quyết vẫn rất tuyệt diễm, có thể xưng tụng là môn công pháp vang dội cổ kim, dù sao, nó đã từng đẩy lùi và đạt được thắng lợi vô thượng trong giới chiến. Vương Hy hử lạnh một tiếng chẳng hề để ý tới, dù như thế nào thì nàng cũng không bao giờ tiết lộ bình loạn quyết ra ngoài, chuyện này có liên quan tới rất nhiều thứ người bế quan hầu như đều đã xuất hiện sau khi ăn cổ đan nên đạo hạnh của tất cả đều tinh tiến càng thích hợp cho việc tu hành cổ pháp thần thái của những người này sáng láng đều tiến bộ không nhỏ bất quá cũng không có ai đồng ý khai chiến cùng thạch hạo đều vô cùng cẩn thận từ chối ngay cả vương hy cũng là như vậy có thời gian chúng ta luận bàn một thoáng nhé cách đó không xa có một người đi tới long hành hổ bộ như đế vương xuất thế chính là thập quan vương hắn được sương mù hỗn độn bao quanh hắn nắm giữ bảo thuật chân long đã tu luyện long quyền đến cảnh giới cực hạn và kinh khủng nhất lúc ở ba ngàn đạo châu thì hắn chính là đối thủ lớn nhất của thạch hạo tốt bất cứ lúc nào cũng có thể thạch hạo đáp lại mọi người lộ ra sắc mặt khác thường dưới tình huống hoang mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn có người trực tiếp khiêu chiến cũng không phải người bình thường có thể so sánh được dành thời gian tìm hiểu những văn tự này đi một khi nắm giữ thì ta sẽ mang bọn ngươi đi tới giới phần đi tìm tiên trùng thuộc về chính mình tứ trưởng lão xuất hiện đây xem như là một loại đốc thúc cũng coi như là một loại cảnh cáo nếu không thạch hạo và thập quan vương sẽ giao thủ ngay lập tức người tên là gì cho đến hôm nay thạch hạo còn không biết tên thật của thập quan vương chỉ bất ngờ hiểu được tuy rằng hắn trú ngụ trong một đế tộc nào đó ở ba ngàn châu thế nhưng tựa hồ còn có lai lịch khác nữa năm đó hắn đi theo sư phụ của mình đến thế giới ấy cũng giống như trích tiên vậy khả năng bọn họ thuộc về người trên cửu thiên này chỉ có điều là rất nhiều năm trước được hai lão quái vật du lịch ba ngàn châu thì mang theo. Hiện tại, chuyện này tuy rằng vẫn không công khai, nhưng đã không còn là chuyện tuyệt mật gì nữa. Liên quan với những chuyện này, Thạch Hạo đã có chút hiểu biết. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.